Chương 1440, giao dịch của quân đoàn trưởng Lôi. Ha ha, tổng bộ bảo tôi xuống tuần tra tình hình nhà giam một chút, vừa hay có một vụ án nhỏ có người phản ánh lên chỗ tôi, cho nên bèn xuống dưới này. Diệp Phàm cười cười, đứng lên bắt tay Lôi Trường Thiên. Ồ, vụ án nào vậy, không phải là có liên quan đến nhà giam Hồ Sơn chứ? Lôi Trường Thiên sắc mặt sửng sốt, lập tức hỏi. Ừ, Diệp Kim Liên mẹ của Diệp Hào có phản ánh. Bà đó là một người phụ nữ cực khổ đến từ nông thôn. Hai, những người nông dân muốn làm chút chuyện, cũng chẳng dễ dàng gì. Trước khi tôi tốt nghiệp đại học cũng từng ở thôn của họ, cũng có quen biết mẹ của Diệp Hào. Lúc đó dì Diệp cũng thường chăm sóc tôi, giống như mẹ tôi vậy. Cho nên, cũng đồng ý giúp chuyện này, không ngờ nhà giam Hồ Sơn đúng là hơi loạn thật. Đặc biệt là vị trưởng trại giam chung này, tác thong làm việc của anh ta tôi chẳng dám khen chút nào. Diệp Phàm liếc mắt một cái rồi rụt cổ, liếc nhìn gương mặt sung phù đỏ bừng của trưởng trại giam Trung Thủy Thiết hừ nói, trong lời nói cũng không ngại để lộ chút nội tình. Đều là do tên khốn kiếp này gây ra chuyện. Quân đoàn trưởng Lôi mắng một câu, liếc mắt nhìn mọi người, nói. Trưởng ban Diệp, chúng ta lên trên nói chuyện đi, ở dưới này không tiện cho lắm. Tôi có thể đưa Diệp Hào đi không? Diệp Phàm thản nhiên hỏi. Được. Lôi Trường Thiên không phản đối, trả lời. Diệp Phàm liếc nhìn, Mã Hán tiến lên trước dìu Diệp Hào bước đi. Sau khi lên tới mặt đất, Diệp Phàm nói. Mẹ của Diệp Phàm đang ở bên ngoài, người phụ nữ nông thôn đáng thương ấy muốn được gặp con mình. Quân đoàn trưởng Lôi có thể thu xếp một chút được không, hãy phóng thích Diệp Hào. Diệp Phàm tôi có thể đảm bảo cho Diệp Hào, anh thấy có được không? Trưởng trại giam chung, anh nói có được không? Quân đoàn trưởng Lôi liếc mắt nhìn Trung Thủy Thiết đang có chút nao núng sợ hãi, hừ giọng nói. Được, được, trưởng ban Diệp đảm bảo sao lại không được chứ? Trung Thủy Thiết vội vàng gật đầu, chỉ sợ chậm một chút là bị trúng một bạt tai của quân đoàn trưởng Lôi. Vị quân đoàn trưởng Lôi này bề ngoài trông có vẻ bạch diện thư sinh. Nhưng quan quân cao tầng của quân đoàn thứ 36 đều hiểu. Đó chỉ là biểu hiện giả dối bên ngoài thôi. Sau lưng người ta gọi Lôi Trường Thiên là Lôi Lão Hổ, có thể thấy được sự đáng sợ của người này. Từng có vị tiểu đoàn trưởng đã bị anh ta đánh rớt hai chiếc răng cửa, cuối cùng thì cũng tự mình nuốt quả đắng này, đến đánh rắm cũng không dám. Bởi vì quân đoàn trưởng có quan hệ rất thiết với tư lệnh quân khu Lan Tây Ngô Phi Tùng. Vào phòng khách, Diệp Phàm đem bản ghi chép Tề Thiên vừa làm nhẹ nhàng đẩy đến trước mặt Lôi Trường Thiên, nói. Quân đoàn trưởng Lôi, anh xem đi. Lôi Trường Thiên lấy bản ghi chép, sau khi đọc cẩn thận một lượt, sắc mặt trở nên ngưng trọng. Trung Thủy Thiết, đới lĩnh cường đứng bên cạnh bắp chân giường như hơi co giật. Lôi Trường Thiên sau khi xem xong liếc nhìn sư trưởng đới và đoàn trưởng lý, cùng với chủ tịch tỉnh, nói. Anh xem đi sư trưởng đới, nếu tình hình đúng như vậy thì tự anh biết nên làm thế nào. Còn Lý Kiếm, anh cũng xem đi, coi trời bằng vung. Cả anh nữa, trưởng trại giam chung. Anh cũng có hùa vào nữa à? Mẹ nó, đây là thiên hạ của đảng, chúng ta là bộ đội của chính phủ Cộng Hòa, là bộ đội mang truyền thống tốt đẹp của Hồng Quân. Sư trưởng đới vừa nghe chân tay không còn linh hoạt nữa, nhận bản ghi chép lật dở vài cái. Lén liếc mắt nhìn Lôi Trường Thiên, thấy quân đoàn trưởng Lôi vẻ mặt nghiêm túc thì chẳng dám hé răng. Tên nhãi này cúi đầu, nói. Quân đoàn trưởng, tôi biết tôi sai rồi, nhưng... Tôi cũng chỉ vì truyền thống Hồng Quân của quân đoàn thứ 36 chúng ta. Anh cứ xử phạt tôi đi, tôi nhận hết. Vậy chuyện này là có thật đúng không sư trưởng đới? Diệp Phàm lạnh lùng hừ nói. Tôi cũng chẳng còn cách nào khác trưởng ban Diệp, nếu như báo cáo tình hình thương vong lên, chúng tôi, hai. Sư trưởng đới nhìn quân đoàn trưởng Lôi, không dám nói tiếp. Đem đới lĩnh cường, Lý Kiếm, cả Trung Thủy Thiết giải hết đi cho ông đây. Cứ giam lại trước. Chờ xử lý. Lôi Trường Thiên đột nhiên nhướng mày, hét lên với mấy tên thủ hạ. Quân đoàn trưởng. Đám đới lính cường hé lên, nhưng không dám vùng vẫy, cuối cùng, cả ba người đều bị vài chàng lính trẻ áp đi. Trưởng ban Diệp, có thể nói chuyện riêng được không? Quân đoàn trưởng Lôi liếc mắt nhìn đám vương triều một cái. Các cậu ra ngoài trước đi. Diệp Phàm khoát tay, đám Tề Thiên lui ra trước. Trưởng ban Diệp. Nên xử lý thế nào tôi sẽ xử lý. Chỉ có điều, tôi hy vọng chuyện này có thể giải quyết trong nội bộ quân đoàn chúng tôi. Lôi Trường Thiên tôi nợ trưởng ban Diệp một ân tình.
Lôi Trường Thiên nhìn chằm chằm Diệp Phàm, nói. Nháy mắt Diệp Phàm đã hiểu rõ, Lôi Trường Thiên đang giao dịch với mình. Đám đới lĩnh cường chỉ đơn giản như mấy tên lính hy sinh thôi. Vì lúc đó tham gia diễn tập còn có một sư đoàn của quân đoàn thứ 38. Kỳ thực, buổi diễn tập này cuối cùng đã thành cuộc chiến tranh đoạt giữa quân đoàn thứ 36 và quân đoàn thứ 38. Chuyện này nếu mình báo cáo lên trên, quân đoàn 36 giấu giếm quân tình không báo cáo, vậy thì e là vinh dự đứng đầu kia sẽ bị rơi khỏi tay. Lập tức sẽ trở thành trò cười cho quân đoàn 38, chắc hẳn cuối cùng nếu truy cứu, ngay cả Lôi Trường Thiên cũng có chuyện. Hơn nữa, Diệp Phàm mơ hồ cảm thấy chắc hẳn chuyện này Lôi Trường Thiên đã biết từ trước, chỉ có điều đang giả bộ không biết thôi. Vậy quân đoàn trưởng Lôi định giải quyết chuyện này thế nào? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói, cũng không gật đầu đồng ý trước. Đương nhiên vì đang còn cố gắng tranh thủ chút gì đó cho Diệp Hào. Sự việc đã xảy ra rồi, giờ mất bò mới lo làm chuồng mới là thượng sách. Diệp Hào đã là thượng úy đại đội trưởng, hoàn toàn có đủ điều kiện để thăng lên thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Còn về Lý Thực, Trương Minh và Vương Kinh Văn, chúng tôi sẽ nghiệm chứng lại cho họ lần nữa. Bồi thường thêm lần nữa, hơn nữa, tính chất trao tặng huân chương lập công cũng không giống nhau. Lôi Trường Thiên thẳng thắn. Vậy đám sư trưởng đới? Diệp Phàm thản nhiên hỏi, cũng tương đối hài lòng với kết quả này. Tha được thì nên tha, cũng không cần phải sống chết đấu với Lôi Trường Thiên này. Có thể ngồi vào vị trí quân đoàn trưởng, chắc chắn không phải một kẻ ẻo lả. Để anh ta nợ mình một ân tình, vậy không phải càng tốt hơn sao? Nói không chừng lúc nào đó có thể dùng đến, hơn nữa, Diệp Hào chịu đau đớn xác thịt, nhưng cũng được đề bạt ngoài dự đoán. Đới lĩnh cường, anh ta không còn thích hợp đảm nhiệm chức vị sư trưởng sư đoàn 15 nữa. Còn Lý Kiếm và Trung Thủy Thiết, nên xử lý thế nào sẽ xử lý như vậy? Lôi Trường Thiên nói. Được, tôi mỏi mắt mong chờ. Diệp Phàm gật gật đầu. Trở lại thành phố tạp thập. Đến thẳng bệnh viện, thấy mẹ nuôi Diệp Kim Liên đang ngồi ở trước giường lau nước mắt. Trần Quân cùng Nhị Nha Tử và Mã Hán giống ba thần giữ cửa. Xương cốt không sao chứ? Diệp Phàm hỏi Trần Quân. Xương ngực, đầu nứt, da cơ nhiều chỗ bị thương. Vấn đề không nghiêm trọng lắm, chỉ cần chữa trị vài tháng là có thể xuất viện. Nhưng, Diệp Hào rất kiên cường, nên vẫn còn khá. Nhà giam Hồ Sơn kia, có cần chỉnh đốn một chút không? Mã Hán đáp. Được rồi, đó là chuyện của họ. Nhưng, tôi cũng có đề xuất với quân đoàn trưởng Lôi rồi. Diệp Phàm thản nhiên nói, trong lòng hiểu được. Những nhà giam phần lớn đều như nhau, phải tàn bạo với phạm nhân, không nặng tay thì sao có thể khiến họ yên lặng. Nói đến văn minh chấp pháp, có khi muốn làm được điều này cũng quá khó khăn. Lấy bạo chế bạo sẽ có hiệu quả trực tiếp hơn, cái này, có lẽ cũng chính là sự bi ai của người chấp pháp. Mẹ nuôi, Diệp Hào bị thương nặng vì quốc gia, vừa rồi con có gặp các thủ trưởng, họ nói sẽ thưởng cho Diệp Hào. Nghe nói chuẩn bị đề bạt Diệp Hào làm thiếu tá tiểu đoàn trưởng. Diệp Phàm vào phòng bệnh, an ủi Diệp Kim Liên. Sao có thể chứ? Diệp Hào vừa nghe, hai mắt lập tức trừng lên, vẻ mặt không tin. Đương nhiên là thật, câu này do chính miệng quân đoàn trưởng Lâm nói mà. Diệp Phàm nói đến đây, nhẹ nhàng tiến đến chăn gõ nhẹ đầu ngón tay Diệp Hào, nói. Yên tâm, ba chiến hữu của cậu sẽ được nghiệm chứng lại, sẽ cho họ câu trả lời thỏa đáng. Còn sư trưởng đới, chắc sẽ chuyển nghề. Lý Kiếm và Trung Thủy Thiết cũng chẳng sống tốt đẹp gì đâu. Còn chuyện của cậu, cứ để bạt quân hàm trước đã. Tôi thấy cậu ở biên cương cũng lâu rồi. Nếu cậu muốn chuyển nghề cũng được, bên công tác địa phương để tôi sắp xếp cho. Diệp, anh Diệp, em còn muốn ở quân đội thêm vài năm nữa. Em thích làm bộ đội. Thái độ Diệp Hào rất kiên quyết. Kỳ thật, anh ta còn lớn hơn Diệp Phàm mấy tuổi, chắc hẳn mẹ nuôi dặn anh ta gọi như vậy. Người tài thì làm lớn thôi. Cũng được, làm bộ đội thì làm bộ đội. Nhưng, tôi thấy nên đổi địa phương đi, gần mẹ nuôi một chút. Gần đây quân đoàn 2 Thủy Châu định xây dựng sư đoàn kiểu mới, gọi là sư đoàn A, cậu đảm nhiệm tiểu đoàn trưởng hẳn là không thành vấn đề. Còn nếu cậu muốn làm trinh sát trước, thì bọn họ cũng đang cần những nhân tài như cậu. Diệp Phàm miêu tả sơ lược, trong lòng Diệp Hào thầm khiếp sợ, bộ dạng không thể tin được, hỏi. Em có thể làm tiểu đoàn trưởng của sư đoàn A Thủy Châu sao? Đương nhiên có thể, bằng không,
Cậu nghĩ quân đoàn trưởng Lôi có thể nói những lời như vậy sao? Diệp Phàm nhắc nhở Diệp Hào, nếu bản thân mình không có phân lượng quân đoàn trưởng Lôi thèm để ý đến mình mới lạ. Em nghe theo sắp đặt của đại ca. Diệp Hào gật đầu, trong ánh mắt lộ vẻ ngưỡng mộ. Phàm tử, chuyện Diệp Hào phải phiền con rồi. Diệp Kim Liên vẻ mặt cảm kích nói. Mẹ nuôi, chúng ta là người một nhà. Chuyện Diệp Hào cũng là chuyện của con. Đây là số điện thoại của con. Sau này có chuyện gì nhớ gọi cho con. Hay là thế này đi, sau này Diệp Hào cũng đến Thủy Châu tham gia quân ngũ, mẹ nuôi cũng đến Thủy Châu ở được không? Mấy năm nữa Diệp Hào có gia đình rồi sinh con, mẹ cũng tiện ôm cháu nội. Diệp Phàm cười nói, cầm hai tấm danh thiếp đưa cho Diệp Kim Liên và Diệp Hào. Đến lúc đó hắn nói. Diệp Kim Liên nói đến đây, đột nhiên nghĩ đến chuyện gì đó, trên mặt lộ vẻ đau thương, thở dài nói. Tạm thời e không được, Nhược Mộng cần có người nói chuyện với nó. Vậy vài năm nữa tính sau. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng cũng có sợi tơ ưu phiền quanh quẩn. Cô nàng giống tiểu phương Diệp Nhược Mộng ở đập nước Thiên Thủy lại hiện lên trong đầu Diệp Phàm. Đi ra khỏi phòng bệnh, Diệp Phàm nói với Vương Triều và Tề Thiên. Đi, kiếm chỗ nào uống vài ly đi. Tề Thiên thấy sắc mặt Diệp Phàm khó coi, biết trong lòng lão đại không thoải mái, dẫn đầu bước ra ngoài. Đạ ca, có phải chuyện bên kia không xử lý tốt không? Mẹ nó, dám bắt nạt Diệp Hào, việc này nhất định phải nghiêm túc xét xử. Mặt Tề Thiên giống y như bao hắc tử. Được rồi, chuyện bên đó xử lý được rồi, không cần nhắc nữa. Tôi nhớ đến chuyện khác, không nói nữa, uống rượu đi. Diệp Phàm khoát tay, không muốn tán gẫu nữa. Sông Y Lê nằm ở giữa phía Bắc Thiên Sơn núi Chi Bà La Khoa Nỗ và núi Dữ Nam Chi Cáp Nhĩ Khắc, là đoạn núi có tài nguyên phong phú nhất Trung Quốc. Nghe nói cảnh sắc hai bờ sông Y Lê không tệ, đặc biệt là bên núi Nhạc Chi. Tâm tình Diệp Phàm có chút buồn bực, còn Diệp Hào lại phải chữa trị thêm 2 ngày, đợi cơ thể hồi phục mới có thể về bệnh viện Thủy Châu an dưỡng. Chương 1441, A Tứ Thuần Khiết. Theo tin tức từ trưởng phòng Khương Chí Hòa, sư trưởng Đới và đoàn trưởng Lý đều bị quân đoàn trưởng Lôi hạ lệnh bắt. Hiện nay đã bị giam lại, chắc hẳn mấy ngày nữa sẽ xử lý. Còn 3 cấp dưới của Diệp Hào được quân đoàn trưởng giao người đi xử lý lại. Xem ra, quân đoàn trưởng Lôi cũng là người giữ chữ tín. Cho nên chuyện bên này cơ bản là xong rồi. Đám Tề Thiên, Vương Triều có việc nên về trước. 2 ngày mà không có chuyện gì. Diệp Phàm bảo Trần Quân chăm sóc mẹ nuôi và Diệp Hào cho tốt, còn mình thì lái xe đi Nhạc Chi Sơn bên bờ sông Y Lê. Nghe nói sông Y Lê là nơi duy nhất có cá tầm lõa phúc sinh trưởng. Cá tầm lõa phúc còn được gọi là cá tầm hoàng, người Y Lê gọi nó là thanh hoàng ngư, xuất phát từ thanh âm của từ tầm hoàng. Cá tầm hoàng là loại cá hung dữ ăn thịt dạng lớn sống ở nước lợ, than dài khoảng 12 mét, nặng từ 15 đến 25 kg. Ngư dân Y Lê cũng thường bắt được những con dài hơn 2 mét, nặng đến 75 kg, ngoại hình bên ngoài trông như cá mập ở biển, Tây vực Văn Kiến Lục, du ký cũng gọi nhầm cá tầm là cá mập. Mỗi năm đến mùa xuân hạ, cá tầm từ hồ Ba Nhĩ khách thập bơi về sông Y Lê đẻ trứng sinh sôi nảy nở, một con cá có thể đẻ đến mấy trăm ngàn đến mấy triệu trứng, trứng này cũng là thực phẩm quý giá. Tuy nhiên, hiện nay vẫn chưa đến mùa cá tầm đẻ trứng, Diệp Phàm cũng hơi tiếc. Bằng không, bắt một con cá tầm hung hăng làm thịt cách thủy chẳng biết mùi vị như thế nào. Diệp Phàm tùy tiện lái xe, chẳng có mục đích gì. Vô tình đưa mắt nhìn thấy một hẻm núi một cây cối xanh mượt, thằng nhãi này bèn dừng xe lại. Đứng bên đường quốc lộ nhìn qua, thấy bên dưới chắc hẳn cách đường quốc lộ hơn 100 mét. Nhìn thấy một mảng xanh tơi, còn dòng sông Y Lê kia chỉ còn là một đường sáp nến nhỏ. Xuống dưới một chút, phong cảnh vô hạn trên ngọn núi hiểm trở. Diệp Phàm nghĩ rồi vịn vào vách núi leo xuống. Không lâu sau đã đến được bờ sông, nhìn thấy nước sông khá êm dịu. Nước trong veo làm người ta chẳng nỡ quấy đục sự yên bình của nó. Đến chỗ xanh tùm, không khí trong lành sảng khoái làm lúc nào người ta cũng muốn hít thật sâu. Diệp Phàm đi bộ trên bãi cỏ dại, cảm giác rất thoải mái. Nhìn phía xa xa trước mắt có một bãi sông tương đối lớn, thằng nhãi này rất hứng thú. Chạy lại bờ cắt như một chú khỉ. Sướng Sơn Ca Lai, giá biên sướng Lai Na Biên Hòa, Sơn Ca Hảo Bỉ Xuân Giang Thủy Lai yêu ai nha, bất quản. Thiểm than loan hữu đa. Đang nhảy nhót, phía trước đột nhiên truyền đến tiếng hát du dương của một người con gái, giọng hát giống như Lưu Tam Tỷ.
tiếng ca ngọt ngào, âm điệu vô cùng thanh ngọt, nghe như oanh hót, không chứa chút tạp âm thế tục. Không phải trong núi này thực sự có Lưu Tam tỷ chứ? Diệp Phàm thì thào tự hỏi một câu, chậm rãi bước về phía có tiếng hát. Đến gần, nhìn thấy rồi. Một thôn nữ trên đầu buộc mấy chục sợi dây nhỏ, trên người mặc chiếc áo vải hoa xanh da trời, mép áo có thêu một số viền hoa, hoa văn, chiếc quần vải bố màu đen, nhìn đậm vẻ nông thôn đang vừa hát vừa thêm củi dưới giá nướng cá. Đương nhiên, cái gọi là giá nướng cá kỳ thực cũng chỉ làm từ củi mà thôi, dùng mấy khúc gỗ bắc lên nhau. Bên cạnh có đặt một chiếc liềm bổ củi cong cong đã rỉ sét. Đúng là thú vị thật, đi đốn củi rồi ngồi nướng cá luôn. Diệp Phàm trong lòng thầm khen, từ xa đã cất tiếng chào hỏi. Cô gái, có thể cùng tham gia không? Tham gia, đại ca muốn tham gia à? Không được, ở chốn sông núi hoang vắng này, không tiện. Cô gái ngẩng đầu lên, cuối cùng Diệp Phàm cũng nhìn được rõ mặt cô. Khuôn mặt trắng trẻo, không giống nước da đỏ hồng khỏe mạnh của cô gái nông thôn thường làm việc nặng. Chỉ có điều, cách ăn mặc lại toát ra vẻ một thôn nữ. Hơn nữa, những trang sức của cô cũng đậm chất thôn nữ thuần mỹ. Vẻ đẹp của cô không biết nên dùng từ gì để diễn đạt, thanh lịch, thuần khiết, ngọt ngào cũng không đủ để toát lên được hình tượng của cô thôn nữ giản dị chốn núi rừng hoang dã này. Hơn nữa, Diệp Phàm phát hiện, cô gái này biết mình bước đến cũng không chút sợ hãi. Điều này rất khác thường, bình thường trong những trường hợp thế này, chắc chắn cô gái phải có sự cảnh giác. Ha ha, cô gái, kỹ thuật nướng cá của cô không tốt lắm đâu. Diệp Phàm thản nhiên cười nói, dĩ nhiên là đang tìm cớ tiếp cận. Ồ, nói vậy chắc anh biết nướng cá đúng không? Cô nàng thản nhiên cười nói, liếc mắt nhìn Diệp lão đại một cái. Diệp Phàm liếc nhìn, cách đó không xa có hai cái cần câu, cười nói. Đương nhiên, nếu vẫn còn cá, tôi chẳng có sở thích gì khác, chỉ thích đi dạo chơi, kiếm vài món dân dã làm mỹ vị, hưởng thụ ở chốn núi rừng, còn gì thoải mái bằng chứ? Sông núi của nước mình, chưa đi được một nửa thì cũng được ba phần rồi. Diệp lão đại dĩ nhiên đang bắt đầu khoác lác. Cá cắn câu rồi. Cô gái chạy đến bờ sông nhấc cần lên, một con cá nặng 3,4 cân chẳng biết là cá gì được câu lên. Thủ pháp của cô gái vô cùng thuần thục, xem ra cũng rất thường xuyên câu cá. Kỹ thuật không tệ, có thể câu được con cá lớn đến như vậy. Diệp Phàm không khỏi khen. Con nhỏ thế này đã là gì, bãi Bích Vân này là nơi tụ tập của Hoàng Ngư. Có khi may mắn, còn câu được cả con mười mấy cân ấy chứ. Cô nàng thản nhiên hừ nói, có chút khinh thường liếc nhìn Diệp Phàm một cái. Hoàng Ngư, tên hay lắm, con cá này màu vàng vàng nhìn cứ như là vàng ấy nhỉ. Diệp Phàm cười nói, anh thì biết vì về vàng, đúng là thô thiển không chịu được. Con cá này là do cá tầm hoàng giao phối với cá bản địa, vốn cũng có màu vàng xanh. Nhưng, sau khi lai giống đã biến dị rồi, màu xanh rất nhạt, màu vàng chiếm nhiều hơn. Nhìn thì chỉ là màu vàng thôi. Anh nhìn kỹ xem, trong màu vàng không phải có những đường vân màu xanh nhạt sao? Cô gái đưa cần câu qua, con cá kia cũng nhảy về phía Diệp Phàm. Đúng là có đường vân màu xanh thật. Diệp Phàm cười cười, nói. Để tôi đến giúp một tay nhé. Anh làm được không? Nếu lãng phí thì tiếc lắm. Bản cô nương vất vả lắm mới câu được con hoàng ngư lớn như vậy, chắc hẳn cũng được 5 cân đó. Cô gái hơi lo lắng tay nghề của Diệp Phàm. Không tin tay nghề của tôi sao, đảm bảo cô sẽ nuốt cả lưỡi của mình. Diệp Phàm nói đùa, đặt túi du lịch sau lưng xuống, lấy con dao nhỏ, phối liệu bắt đầu làm thịt hoàng ngư. Cô gái kia lẳng lặng ngồi trên hòn đá, nhìn Diệp Phàm làm cá. Có lúc còn bĩu môi khinh thường đao công của Diệp Phàm. Tuy nhiên, cô gái vẫn không hề lên tiếng. Cô là người của thôn gần đây à? Diệp Phàm cười nói. Người thân của tôi ở thôn cách đây không xa. Cô gái đáp. Có thể cho tôi biết tên của cô không? Gặp được nhau ở đây, cũng coi như là có duyên đúng không nào? Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Động tác tay không chậm, làm cá một cách trơn tru. Sau khi bỏ đi phần ruột bẩn, rửa sạch thì ướp gia vị. Đứng lên liếc xung quanh một cái, chạy lên trên núi hái vài chiếc lá lớn xuống, bọc con cá lại tròn xuống đất dùng lửa nướng chậm chậm bên trên. Gọi tôi là A Tứ được rồi. Cô gái cười nói, liếc mắt nhìn Diệp Phàm một cái, nói. Cũng không tệ, làm cá rất giỏi. Gia vị anh nêm cũng không ít, không biết là sẽ có mùi vị thế nào.
Cá anh đặt trong đất chắc là đang hun khói à? Cá này gọi là cá ăn mày, đương nhiên, không giống khiếu hóa kê của Hồng Thất Công. Tôi cũng chỉ học trộm của một lão đạo sĩ thôi. Diệp Phàm cười nói, đem tiểu tử Âm Vô Đao Bắc Sơn lão nhị của Lục Tôn Trung Quốc nói thành lão đạo sĩ, không biết lão tiểu tử mà nghe thấy thì sẽ có cảm tưởng gì nữa. Hi hi, tên dễ nghe nhỉ, cá ăn mày, hi hi. A Tứ cười khúc khích, đưa tay gác lên trán, dưới ánh nắng mặt trời càng thêm động lòng người. Hai má lúm đồng tiền nhỏ hai bên càng chói mắt, Diệp Phàm nhất thời nhìn cô ngây ngốc. Ấy, ấy, nhìn đủ chưa vậy? Có ai mà nhìn chằm chằm người ta vậy không chứ? Đúng là chẳng lễ phép gì cả. A Tứ không vui, bĩu môi. Ha ha, cô thuần khiết quá, làm tôi nhìn ngây ngốc. Diệp Phàm cười gượng một tiếng. Tôi thuần khiết à? A Tứ đột nhiên nghiêng đầu nhìn Diệp Phàm, bộ dạng đó, đúng là đáng yêu vô cùng. Giống như những búp bê trên TV, làm Diệp Phàm thực sự kích động muốn tiến lên ôm lấy cô. Nhưng, Diệp Phàm không nhúc nhích. Đúng, thuần khiết đến nỗi tôi chẳng dám nhìn cô nữa rồi. Tôi sợ mình không kìm nổi. Diệp Phàm thản nhiên cười nói. Hi hi, vậy anh cứ ôm tôi một cái đi, tôi không ngại đâu. A Tứ lại nghiêng đầu nhìn Diệp Phàm, cặp mắt trong suốt như nữ thần, Diệp Phàm nào dám không tôn trọng cô. Chợt lắc lắc đầu, thở dài, nói. Được rồi, những thứ đẹp như vậy đừng để phàm phu tục tử như tôi làm hoen ố cô. Tôi còn chưa biết tên anh cũng nói cho tôi biết anh tên gì đi. A Tứ giọng đã mềm mại hơn một chút. Diệp Phàm, Diệp là lá, Phàm là người Phàm. Diệp Phàm thuận miệng đáp, cũng không sợ cô biết tên. Diệp Phàm, cây trên là vốn là bình thường, tên hay. A Tứ cười vài tiếng. Không hay rồi, tôi quên mất thời gian rồi. Diệp Phàm nhìn đồng hồ, liếc mắt nhìn A Tứ một cái, nói. Cá ăn mày này của tôi phải nướng ít nhất 3 tiếng đồng hồ, giờ sắp 5 giờ rồi. Về muộn quá người thân của cô có lo lắng không? Đương nhiên là có. A Tứ gật gật đầu, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, cười nói. Tuy nhiên, họ biết tôi biết đánh sói, nên, tôi chẳng sợ gì cả. Cô nói đùa rồi, tôi có phải sói đâu. Diệp Phàm cười cười, có chút buồn bực. Có người nói, một nam một nữ ở với nhau, đàn ông đều là sói, chẳng lẽ câu này sai à? A Tứ rất ngây thơ hỏi. Không sai, nhưng, sói cũng có sói xấu cũng có sói tốt. Chẳng hạn như tôi là một con sói tốt. Diệp Phàm nói. Hi hi, thế tôi tin anh vậy. A Tứ nghiêng nghiêng đầu, cười nói. Không lâu sau, Diệp Phàm chú tâm nướng cá, cô nàng lại cất giọng ca lưu tam tỷ. Mặt trời xuống núi, màn đêm lặng lẽ buông xuống. Trên bãi sông một nam một nữ, nữ ngồi ca hát, nam nướng cá, tạo thành bức tranh kỳ quái. Chín rồi, cô nếm thử xem. Diệp Phàm bày ra đĩa. A Tứ nhẹ nhàng chọn một miếng cá bỏ vào miệng, nhẹ nhàng nhai. Không lâu sau, hai mắt cô mở to. Không tin tưởng gắp thêm một miếng cá lớn, lại nhai, rốt cuộc không kìm nổi, hỏi. Xương đâu? Ha ha, đây là bí mật. Diệp Phàm cười cười thần bí. Anh nói cho tôi biết đi. A Tứ làm nũng, bước đến chỗ Diệp Phàm, giữ chặt tay trái của hắn. Lúc đầu khi học món cá này đã bị lão đạo sĩ kia phát hiện, ông ta cảnh cáo tôi không được để lộ cho ai. Kỳ thực lão già này sớm đã biết tôi lén núp trên táng cây rồi. Ông ấy cố ý dụ tôi cắn câu. Kết quả, tôi cũng xui xẻo, phải tặng cá cho lão ta một tháng trời. Diệp Phàm kiếm cớ nói dối. Chương 1442, quan quân báo săn khoe khoang trước mặt ông đây. Được rồi, không nói thì không nói, không phải chỉ là không có xương thôi sao, cũng chẳng có gì lớn. A Tứ dường như hơi tức giận, bĩu môi về lại chỗ cũ hăng say ăn cá. Diệp Phàm rơi vào trầm tư, thằng nhãi này bị mùi thơm của cá quyến rũ, lập tức trợn tròn mắt. Trừng mắt nói với A Tứ. Cô, sao cô không để lại cho tôi miếng nào vậy? Con cá này 4-5 cân, một mình cô ăn hết à? Diệp Phàm khó khăn nuốt nước miếng, suýt nữa hết hơi. Lúc này, bụng thực sự rất đói. Chỉ còn có cái đầu thôi. Hơn nữa, nếu anh thực sự đói thì ăn cá bản cô nương nướng ấy, cũng không tệ đâu. A Tứ vênh mặt cười, đem con cá nướng bỏ vào đĩa, đứng lên vẩy vẩy tay cười nói. Họ đến đón tôi rồi, tôi đi đây. Giọng ca lưu tam tỷ du dương lại vang lên. Diệp Phàm phát hiện bên cạnh có một con đường nhỏ, vài người đang bước xuống, dùng đèn pin soi cho A Tứ đi.
Tiếng hát nhẹ nhàng bay thật xa, thật xa, thật xa. Cô, độc. Diệp Phàm nửa ngày mới phun ra được hai chữ này, nếm cá cô gái nướng, phì một tiếng, anh chàng phun ngay miếng cá ra, cười khổ, cái này mà gọi là cá nướng à, cháy hết cả rồi. Xui xẻo, ăn đầu cá vậy. Đang buồn bực, lại có tiếng sột soạt vang lên. Đến đúng lúc lắm, mẹ nó. Diệp Phàm hô nhỏ một tiếng, nhặt một viên đá lên nhắm đúng mục tiêu, một con chuột núi to kêu thảm thiết rồi trở thành bữa tối của đồng chí Diệp Phàm. A Tứ thực sự là thôn nữ sao? Hình như không giống, hình như lại giống, một cô thôn nữ kỳ lạ. Trong lòng Diệp Phàm vừa đoán thầm vừa quay về thành phố tập thập. Sau hai ngày tĩnh dưỡng, thương tích của Diệp Hào đã được khống chế tốt. Cả đám cùng bay về Thủy Châu, trước khi đi quân đoàn trưởng Lôi có đến thành phố tập thập mời Diệp Phàm đi ăn. Hai bên chẳng nhắc gì đến chuyện diễn tập, họ đều là những người thông minh. Khoảng 4 giờ 30 chiều mùng 6, Tạ Tốn sớm đã chạy tới Văn Xương Các Thủy Châu. Qua kính xe, Diệp Phàm đã thấy một cô gái dáng vẻ trên trung bình, tóc cắt ngắn, mặc áo choàng trắng, chắc hẳn là Trung Đình Đình. Đại ca, anh đến rồi. Tạ Tốn ân cần làm tên nhóc mở cửa xe. Ánh mắt không tệ nhỉ, cô bé được lắm. Diệp Phàm liếc mắt nhìn Trung Đình Đình, nói đùa. Đại ca, chào anh. Trung Đình Đình cũng gọi theo, Diệp Phàm hơi sửng sốt, liếc nhìn Tạ Tốn, ý là cậu dạy cô ấy à? Tuy nhiên, Tạ Tốn lắc đầu, ý nói không phải em. Cái túi này tặng cô. Diệp Phàm lấy từ trong xe một chiếc túi LV tặng cho Trung Đình Đình. Cảm ơn đại ca, em không dám nhận. Trung Đình Đình vội vàng từ chối, cô đương nhiên biết nhìn hàng, biết cái túi này phải trên 10.000 một cái. Đại ca đã tặng em cứ nhận đi, đâu phải là người ngoài. Nào ngờ Tạ Tốn lại to mồm, cười ha hả nhận cái túi, đưa lại cho Trung Đình Đình. Tiểu tử cậu, đúng là chẳng biết khiêm nhường gì cả. Diệp Phàm thoáng nghẹn một chút. Khiêm nhường cái gì, nếu Đình Đình không nhận, mặt mũi đại ca để đâu, đợi chút nữa lại trách Đình Đình không hiểu lễ nghĩa. Vậy không phải là phiền toái sao? Da mặt của Tạ Tốn đúng là không mỏng chút nào. Vậy tiểu tử cậu nhận chiếc túi là nể mặt tôi đúng không? Đúng là trơ cháo, chẳng thấy ai trơ cháo như cậu. Chẳng trách tiểu tử cậu dám tuyên bố gạo nấu thành cơm, ha ha. Diệp Phàm cười, Trung Đình Đình vừa nghe, làm sao không hiểu được, lông mày lập tức dựng lên, nói với Tạ Tốn. Nghĩa là sao, gạo nấu thành cơm, anh muốn gì? Đình Đình, cái này là lỡ mồm thôi, anh nào dám nghĩ xấu như vậy đúng không nào? Tạ Tốn anh là người trong sáng nhất thế gian này. Em xem, mấy năm rồi, Tạ Tốn anh có lúc nào làm chuyện gì xấu không? Anh đối xử với em y như với nữ thần ấy. Trán Tạ Tốn đen lại, vội vàng cười nói. Miệng lưỡi láo lỉnh, không thèm nói chuyện với anh nữa. Đại ca, chúng ta vào trong trước đi. Trung Đình Đình hừ một tiếng. Đi, chúng ta vào. Tạ Tốn, cậu ở đây chờ Lô Vĩ rồi cùng vào. Diệp Phàm sắp xếp. Vừa mới vào thì Tạ Tốn và Lô Vĩ cũng đến. Khoảng 5 giờ, Lô Vĩ nói là trưởng phòng Trung đến, cậu ta xuống đón một chút. Trung Đình Đình lập tức căng thẳng, đi theo Tạ Tốn xuống lầu đón người. Diệp Phàm không nhúc nhích, ngồi ở bàn uống trà. Không lâu sau, Trung Đình Đình cùng một người phụ nữ trung niên khá giống cô bước vào. Phía sau có một người đàn ông trung niên, vóc dáng so với Trung Đình Đình cao lớn hơn một chút, có vẻ rất phúc hậu. Chồng của Trung Ngọc cũng họ Trung, tên Trung Chính Văn, nghe nói dạy đại học. Nhìn vẻ phúc hậu này, chắc hẳn cũng là một vị quan. Trưởng phòng Trung, xin chào. Diệp Phàm đứng lên, cười nói. Để bí thư Diệp đợi lâu, ngại quá, vừa nãy kẹt xe, nên đến muộn. Trung Ngọc khẽ cười nói, liếc nhìn Tạ Tốn đứng cạnh. Tạ Tốn, còn không lấy ghế cho cô chú ngồi. Diệp Phàm cố ý giáo huấn. Em lấy ngay đây đại ca. Tạ Tốn vội vàng nói, đem ghế đến cho trưởng phòng Trung và người đàn ông trung niên. Tuy nhiên, nghe Tạ Tốn kêu Diệp Phàm là đại ca, Trung Ngọc hơi ngây người một chút. Diệp Phàm rèn sắt khi còn nóng, cười nói. Trưởng phòng Trung, cậu em này của tôi còn chưa hiểu chuyện, xin thứ lỗi. Sao lại nói vậy, Tạ Tốn hiểu chuyện lắm, trước đây đến nhà cũng rất lễ phép. Trung Ngọc khen ngợi, hai bên cùng hàn huyên với nhau một lát. Đại ca, có thể đem đồ ăn lên chưa? Lô Vĩ xin chỉ thị của Diệp Phàm. Trung Ngọc vừa nghe, lại hơi sửng sốt, không hiểu được mối quan hệ của Lô Vĩ, Diệp Phàm và Tạ Tốn.
Cục trưởng Lô, Trung Ngọc phải chúc mừng cậu trước. Trưởng phòng Trung Ngọc vẻ mặt tươi cười, nói. Chúc mừng, có chuyện vui gì vậy? Lô Vĩ cố ý giả ngu nói. Ha ha. Trung Ngọc cười cười, biết Lô Vĩ giả ngu, cô Lô Vĩ là trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lô Minh Châu, là lãnh đạo trực tiếp của Trung Ngọc. Chuyện Lô Vĩ đề bạt làm bí thư đảng ủy công an thành phố Thủy Châu ắt hẳn thằng nhãi này sớm đã biết rõ. Tiểu tử cậu thăng chức còn giả bộ hồ đồ, định lừa ai vậy? Diệp Phàm quyết định vạch mặt nạ tên này. Lão đại, em có lừa ai cũng chẳng dám lừa lão đại đúng không nào? Chuyện này cấp trên còn chưa xuống khảo hạch, chuyện gì cũng có thể xảy ra. Mọi chuyện khó lường lắm. Chuyện này ở quan trường, khi nào xác định rồi thì mới dám thở phào thôi. Lô Vĩ biện giải, kỳ thực vẻ mặt cũng khá hớn hở. Chắc hẳn mùng 8 đi làm thì trên ban sẽ xuống, cục trưởng Lô, không, bí thư Lô, cậu đợi mời khách đi là vừa. Lời nói của Trung Ngọc có chút ghen tị, cũng khó trách, Lô Vĩ mới đầu 30, còn Trung Ngọc đã bốn mấy, chỉ mới là cán bộ cấp cục trưởng. Không ghen tị mới lạ, Trung Ngọc đương nhiên đang cảm thán câu châm ngôn xưa một người làm quan cả họ được nhờ. Trưởng phòng Trung, Tạ Tốn là anh em của tôi, cậu ấy cũng lớn rồi, đã đầu 30, năm nay cũng thăng chức như Lô Vĩ, cho nên, nhân đây tôi cũng muốn có thể tam hỷ lâm môn, vui càng thêm vui có được không? Diệp Phàm tung ra đề tài. Cái này tôi có chút không rõ. Cục trưởng Lô thăng chức xem như một chuyện vui. Còn hai chuyện vui kia tôi còn có chút mơ hồ. Trung Ngọc này cũng tương đối khó chơi, dù có Lô Vĩ ra mặt. Nhưng, Lô Vĩ cũng không thể đại diện cho Lô Minh Châu. Cho nên, bà ta còn đang giả bộ hồ đồ. Còn Cố Vĩ Hùng mời Cố Tắc Phi làm Nguyệt Lão, đó là một phó chủ tịch tỉnh chính thức. Người ta đích thân mở lời với Trung Ngọc. Đó chính là ý tứ của Phó Chủ tịch tỉnh Cố. Nếu là Lô Minh Châu ra mặt, Trung Ngọc sẽ chẳng ngại ngùng gì đồng ý chuyện con gái mình với Tạ Tốn. Lô Vĩ ra mặt phân lượng giảm đi nhiều. Nếu không phải nghe nói vị Phó Bí Thư Diệp này lúc nhậm chức được hai vị ủy viên thường vụ Tề Chấn Đào và Lô Minh Châu cùng đưa xuống, chắc hẳn Trung Ngọc có chịu cùng ăn bữa cơm này không còn khó nói. Xem ra, là Nguyệt Lão cũng phải so phân lượng nữa. Ha ha! Tạ Tốn không lâu nữa cũng sẽ thăng chức, chắc chắn là đảm nhiệm thượng tá đoàn trưởng sư đoàn dã chiến số 1 thành phố Mặc Hương, có phải là chuyện vui thứ hai không? Diệp Phàm miệng cười nói, đối với người phụ nữ thực dụng như Trung Ngọc, thằng nhãi này trong lòng có chút khó chịu. Xem như vậy đi. Trung Ngọc gật gật đầu, bà ta cũng chẳng có mấy hứng thú với chức quan trong quân đội. Chủ yếu chức quan trong quân đội không giúp được gì nhiều cho Trung gia. Chuyện vui thứ ba là tiệc rượu đính hôn của ông em Tạ Tốn với Trung Đình Đình, không phải là tam hỷ lâm môn sao, ha ha. Diệp Phàm mỉm cười. Anh à, anh thấy sao? Trung Ngọc giả vờ, chơi trò càn khôn đại Nazi, cố ý đem việc này đẩy về phía Trung Chính Văn cha của Trung Đình Đình. Vừa rồi Diệp Phàm có quan sát, chắc hẳn trong nhà Trung Ngọc là người nắm quyền, ông chồng Trung Chính Văn đến đánh giám cũng chẳng dám. Làm sao đến phiên Trung Chính Văn làm chủ chứ? Trung Ngọc hỏi như vậy, rõ ràng là muốn đùn đẩy. Quả nhiên, Trung Chính Văn nhìn Trung Ngọc, lại liếc nhìn mọi người, miệng lẩm bẩm nói. Việc này, tôi thấy, Đình Đình hãy còn nhỏ, việc này, tôi thấy đợi thêm thời gian nữa hãy bàn tiếp. Đình Đình cũng không nhỏ Tạ Tốn đầu 30 rồi. Nam lớn dựng vợ, gái lớn gả chồng, đây là đạo lý dễ hiểu chắc giáo sư Trung cũng hiểu đúng không nào. Diệp Phàm có chút khó chịu, giọng điệu cũng hơi nặng nề. Ồ, cô Trung cũng ăn cơm ở đây à? Lúc này, vừa hay khi nhân viên phục vụ bưng thức ăn lên. Cánh cửa mở ra, bên ngoài cũng có một người xuất hiện. Không phải phó đoàn trưởng đoàn ba báo săn Cố Vĩ Hùng thì còn ai? Cháu cũng đến đây ăn cơm sao Vĩ Hùng? Trung Ngọc mượn lừa xuống núi, cười hỏi. Vâng, cháu ở gian bên cạnh, chú của cháu cũng ở đây. Cố Vĩ Hùng cười nói. Chủ tịch tỉnh Cố cũng ở đây à? Vậy để cô qua kính chén rượu mới phải. Trung Ngọc cười nói. Ha ha. Cố Vĩ Hùng cười cười, đắc ý liếc nhìn mọi người trong phòng, nhìn thấy Tạ Tốn. Thằng nhãi này thản nhiên cười cười, nói. Đoàn trưởng Tạ cũng ở đây à? Ờ, hôm nay đại ca tôi về. Đang bàn chuyện hôn sự với Đình Đình, cô Trung với chú Trung cũng đều đến. Đợi định ngày rồi sẽ mời đoàn trưởng Cố đến uống một chén, được không? Miệng Tạ Tốn đúng là không chút nhượng bộ, trực tiếp nói ra những câu này. Có thật không? Mặt Cố Vĩ Hùng cứng đờ,
liếc nhìn mọi người một cái, hừ nói. Không biết đại ca của đoàn trưởng Tạ là ai, Cố Mỗ cũng rất tò mò. Chính là tôi. Diệp Phàm thản nhiên nói một câu, chẳng thèm liếc nhìn thằng nhãi kia. Vừa nãy Cố Vĩ Hùng tới rất đúng lúc, tại sao chú của gã lại vừa hay đến đây ăn cơm? Chắc hẳn chuyện này Trung Ngọc sớm đã đoán ra, nên, trước đó đã gọi điện cho Cố Vĩ Hùng. Đối với thủ đoạn của Trung Ngọc, Diệp Phàm trong lòng sớm đã có chút tức giận. Nếu không phải nể mặt Tạ Tốn, Diệp Phàm sớm đã phủi tay đi rồi. Ha ha, ông em này làm việc ở đâu vậy? Cố Vĩ Hùng giọng điệu rõ ràng rất coi thường. Chương 1443, bắt Cố Vĩ Hùng. Ha ha, có liên quan đến anh không? Diệp Phàm thản nhiên hừ nói. Liên quan thì không liên quan, nhưng, tôi mong anh đừng có mai mối lung tung. Bằng không, tôi ở báo săn đấy, chắc anh cũng nghe nói rồi nhỉ, hừ. Cố Vĩ Hùng nói đến đây, thấy Tạ Tốn biểu hiện vô cùng thân thiết với Trung Đình Đình, chân mày dựng đứng lên. Một cỗ uy hiếp tương đối mạnh, vì Trung Đình Đình đang gắp thức ăn cho Tạ Tốn. Mày là cái dám gì, mẹ nó, dám nói với đại ca của tao như vậy à? Cùng với tiếng hừ của Lô Vĩ, Cố Vĩ Hùng bị ghế đập vào, cả người văng ra cửa, suýt chút nữa ngã sấp xuống. Lô Vĩ cố ý đứng lên, giả bộ không cẩn thận, cố ý nói là do không cẩn thận nên làm chiếc ghế đụng qua đó. Cố Vĩ Hùng đành đau mà không dám kêu. Thằng nhãi này chưa từng bị ai đánh lén như vậy, giận tím mặt. Mắng! Mày không có mắt à? Rồi tát vào mặt Lô Vĩ một cái. Đừng đánh Vĩ Hùng! Trung Ngọc vội kêu lên. Lại thịch một tiếng. Tuy nhiên, hình như không phải Lô Vĩ bị đánh, chỉ thấy một thân ảnh bị người ta đấm bay vào cửa phòng, phát ra những âm thanh nặng nề. Hơn nữa, người kia không còn đứng vững nữa, bị lẳng xuống sàn nhà. Mẹ nó, ông đây chơi mày luôn. Cố Vĩ Hùng giận dữ, bò dậy, sờ trên người lấy ra một con dao xám xịt không sáng. Diệp Phàm biết rằng, đây là dao chuyên dụng của báo săn, tuy bề ngoài ảm đạm không sáng. Nhưng được chế từ hợp kim. Không thể chém sắt như chém bùn, nhưng, dùng sức một chút thì có thể chọc thủng được tấm sắt. Màu sắc không sáng, là có ý đồ ngừa phản quang vào ban đêm. Tạ Tốn vừa thấy đã lao lên đá về phía Cố Vĩ Hùng, anh ta biết thực lực của Cố Vĩ Hùng. Cũng thân thủ tam đẳng so với mình không sai biệt lắm. Lô Vĩ tuy nói là cục trưởng cục công an tỉnh thành, nhưng chưa chắc đã có được thân thủ như vậy. Chỉ có Diệp Phàm là chẳng thèm động đậy. Hắn biết rõ thực lực của Lô Vĩ hiện đã đột phá ngũ đẳng bậc 2, Cố Vĩ Hùng đấu với cậu ta, chỉ có thể làm một bao cát thôi. Bịch một tiếng, Cố Vĩ Hùng bị Lô Vĩ giành đá trước, giống như một câu cột lăn lộn trên sàn. Mẹ nó, dám hành hung giết người, cùng ông đây đến cục nhanh. Lô Vĩ nhấc chân lên, hung hăng dậm xuống ngực Cố Vĩ Hùng. Cố Vĩ Hùng bị cậu ta áp chế e rằng chẳng cách nào nhúc nhích được. Lô Vĩ thuận tay còng Cố Vĩ Hùng lại. Làm gì vậy? Lúc này, ngoài cửa truyền đến một tiếng hô uy nghiêm. Công an phá án, người không phận sự mời lui ra. Lô Vĩ căn bản chẳng thèm nể mặt người kia, quát. Lúc này, toàn bộ khách những gian bên cạnh đều chạy ra xem náo nhiệt. Diệp Phàm cũng thản nhiên đi ra. Chú! Cố Vĩ Hùng kêu lên, vội vàng ném dao xuống, tuy nhiên, đã muộn rồi, đám Diệp Phàm đã thấy rõ. Tôi là Cố Tắc Phi của tỉnh ủy. Anh là người cục nào, mau thả người ra. Cố Tắc Phi nghĩ nói tên ra, Lô Vĩ chắc chắn sẽ lập tức thả người. Chuyện này dừng lại như vậy là được rồi, bằng không, để lan ra ngoài cũng phức tạp. Rất xin lỗi Chủ tịch tỉnh Cố, tôi là Lô Vĩ, làm ở Cục Công an thành phố Thủy Châu. Hiện đang chấp hành công vụ. Lô Vĩ vẻ mặt đứng đắn, giải Cố Vĩ Hùng đứng lên. Anh là cháu của trưởng ban Minh Châu. Cố Tắc Phi hỏi, mày nhướng cao. Chào Chủ tịch tỉnh Cố, tôi là Diệp Phàm. Lúc này, Diệp Phàm bước lên phía trước chào hỏi. Là bí thư Diệp của khu Hồng Liên à, xin chào. Cố Tắc Phi thản nhiên bắt tay Diệp Phàm. Trung Ngọc cũng chào hỏi, nhỏ giọng nói rõ sự việc với Cố Tắc Phi. Hừ. Cố Tắc Phi hừ một tiếng vào phòng riêng, không để ý đến Cố Vĩ Hùng nữa. Kỳ thật, Cố Vĩ Hùng và Cố Tắc Phi chỉ là họ hàng xa thôi. Lô Vĩ có Lô Minh Châu đứng sau. Hơn nữa còn có Diệp Phàm như hổ rình mồi. Cố Tắc Phi quyết định thật nhanh, lựa chọn cách im lặng. Không lâu sau, Cố Vĩ Hùng bị vài cảnh sát giải đến cục. Trung Ngọc chua mồm thè lưỡi nói.
Cục trưởng Lô, việc này tôi thấy bỏ qua đi có được không? Mọi người ai cũng uống chút rượu, đều say cả rồi. Không sao đâu cô Trung, cháu xem thử nó làm gì được cháu. Ông đây là quan quân báo săn, không đến phiên cái cục nát của Thủy Châu này quản đâu. Cố Vĩ Hùng mắt hiện vằn đỏ, hừ nói. Ông đây hôm nay muốn quản mày đó, quan quân báo săn thì sao chứ? Vương tử phạm pháp còn chịu tội như thứ dân, đừng nói là mày. Lô Vĩ hừ lạnh một tiếng, liếc nhìn mọi người, nói. Các vị khách, mọi người đều là nhân chứng, vừa nãy khi tôi bắt hắn hắn còn cầm dao muốn giết người. Các vị cũng đã thấy cả rồi, đợi lát nữa phiền các vị làm nhân chứng đến cục ghi lại hồ sơ. Cái này, chúng tôi bận mất rồi. Có vài vị khách vừa thấy, ngay cả chủ tịch tỉnh Cố cũng chẳng thèm quản, mình còn quản mấy chuyện này làm gì. Huống chi người bị bắt còn là quan quân của báo săn. Đối với người Thủy Châu mà nói, uy danh báo săn như sấm bên tai. Cho nên, cả đám người vội lui ra sau định tránh về phòng riêng. Công dân có nghĩa vụ hiệp trợ công an phá án và bắt giam lấy chứng cứ, nếu các vị không phối hợp tôi chỉ còn cách mời thôi. Lô Vĩ hừ một tiếng, nói với mấy thủ hạ. Đưa các vị khách này về cục lấy lời khai. Nhẹ nhàng một chút, họ là nhân chứng. Ăn một bữa cơm lại làm ra mấy chuyện lằng nhằng này. Tuy nhiên, Lô Vĩ vừa mới tiến vào trong cục đã nhận được điện thoại của cô Lô Minh Châu, hỏi sự vụ liên quan. Dặn Lô Vĩ không cần làm lớn quá. Lô Vĩ nháy mắt đã hiểu, chắc hẳn là phó chủ tịch tỉnh Cố gọi điện nhờ vả cô mình. Dù sao chuyện mất mặt thế này, có là họ hàng xa cũng không thể buông tay mặc kệ. Không lâu, phó sư trưởng báo săn Lưu Hạo bằng đích thân đến. Dùng lý do quân vụ sẽ tự xử lý quan quân mắc tội để đón Cố Vĩ Hùng. Tuy nhiên, thái độ Lô Vĩ rất cứng rắn, yêu cầu Cố Vĩ Hùng đưa ra thỉnh cầu của thủ trưởng tối cao nhất ở báo săn. Cái này, đương nhiên là Diệp Phàm đang âm thầm thao túng. Lưu Hạo bằng vẻ mặt khó coi đi tìm Trương Cường, nào ngờ Trương Cường vừa nghe, vẻ mặt trầm xuống, đập bàn thịt một tiếng, mắng. Cố Vĩ Hùng lông cánh cứng quá nhỉ, báo săn chúng ta đóng ở Thủy Châu, đây là địa bàn của người ta. Vào phòng riêng của người ta rồi còn dám rút hung khí muốn giết người. Đây là phạm tội rồi có biết không? Dù là quan quân báo săn cũng không cho phép làm những chuyện như vậy. Đặc biệt là đối với dân chúng không một tấc sắc trong tay. Báo săn chúng ta là bảo vệ cho dân, sao có thể xuống tay với họ? Ảnh hưởng này, quá xấu. Sư trưởng, việc này tôi thấy cũng có nguyên nhân. Lúc đó đồng chí Vĩ Hùng có uống rượu, chắc là say quá nên, dù sao thì cũng nên đem người về trước rồi nói sau. Uy danh báo săn chúng ta không thể nào để bị hao tổn đúng không ạ? Lưu Hạo bằng nói, nhìn Trương Cường, lại nói. Đồng chí Lô Vĩ Cục Công an thành phố Thủy Châu cũng quá đáng. Biết rõ Vĩ Hùng là quan quân báo săn, vậy mà dám lớn tiếng muốn trừng trị cả báo săn. Giọng điệu lớn quá, báo săn chúng ta là cái gì mà đến lượt Cục Công an địa phương quản lý chứ? Tôi thấy hay là lấy danh nghĩa báo săn can thiệp với Công an sở tỉnh tỉnh Nam Phúc. Hơn nữa, đương sự đánh nhau cũng chính là Lô Vĩ. Đương sự mà lại xử lý đồng chí Vĩ Hùng, như vậy rất không công bằng. Cho nên, chuyện này cũng nên để công an sở tỉnh ra mặt xử lý đúng không? Hừ, mặt mũi mất cả rồi còn sĩ diện cái gì? Sĩ diện là phải dựa vào toàn thể các tướng sĩ báo săn lấy về, chứ không phải dựa vào chuyện có thể cướp được hung thủ giết người về hay không. Đi bắt Lưu Vĩ về, nhốt lại trước, thông báo cho quân vụ, xử lý nghiêm túc chuyện này. Trương Cường hừ nói, viết một tờ chứng minh. Mẹ nó, đợi ông đây ra ngoài nhất định phải lột ra thằng đó. Còn Diệp Phàm của khu Hồng Liên nữa, chẳng phải thứ tốt đẹp gì. Chuyện hôm nay đều do hắn mà ra cả. Đám chó Nhật. Trong xe Jeep, Cố Vĩ Hùng mắng. Chậm đã, cậu nói cái gì, Diệp Phàm, bí thư khu Hồng Liên, có chuyện gì vậy? Lưu Hạo bằng dùng mình, vội vàng bảo lái xe dừng lại, vẻ mặt nghiêm khắc hỏi Cố Vĩ Hùng. Diệp Phàm thì sao chứ? Nghe nói chỉ là một phó bí thư thành ủy Thủy Châu kiêm bí thư quận ủy khu Hồng Liên nhỏ bé thôi. Mẹ nó, không ngờ lại giật dây tả tốn cướp bạn gái của ông đây chuyện này không chừng. Cố Vĩ Hùng còn muốn mắng tiếp. Bốp một tiếng. Cố Vĩ Hùng sờ má mình, vẻ mặt kinh ngạc, hỏi Lưu Hạo bằng. Sao, sao ông lại đánh tôi? Đánh mày, ông đây còn muốn bắn mày nữa kìa. Có làm chuyện dám gì cũng đừng có làm hỏng việc của ông đây. Còng lại cho tôi, lập tức đem về nhốt lại. Lưu Hạo bằng đột nhiên như thay đổi tính cách vậy,
không thèm nói thêm gì còng Cố Vĩ Hùng lại. Tiểu tử cậu, tự cầu phúc đi, không ngờ dám gây chuyện với Sát Tinh Diệp Phàm, đừng nói cậu, chính sư đoàn trưởng Mã trước mặt thằng nhãi đó cũng chỉ còn cách lựa chọn con đường tự sát. Thằng nhãi cậu còn muốn lột da người ta, ngược lại thì có. Mẹ nó, hèn gì thái độ Trương Cường lại cứng rắn, mạnh mẽ như thế, căn bản không hề giống tác phong anh ta trước kia. Thì ra là thế, may là ông đây biết sớm, bằng không, thật đáng sợ, Phó Sư trưởng Lưu trong lòng lầm bầm, buồn thay cho đồng chí Cố Vĩ Hùng. Lưu Hạo Bằng trước kia theo Cố gia Bắc Kinh, còn Cố Vĩ Hùng cùng họ với Cố gia. Kỳ thật cũng không có gì thân thích, tuy nhiên, Cố Vĩ Hùng rất biết cách nịnh hót, trước kia rất được Lưu Hạo Bằng yêu thích. Tuy nhiên, sau khi biết gã gây chuyện với Sát Tinh Diệp Phàm, Phó Sư trưởng Lưu dứt khoát vứt bỏ quân cờ này. Cố Vĩ Hùng dĩ nhiên chẳng hay biết gì, nhờ Phó Chủ tịch tỉnh Cố nghĩ cách, kết quả, thấy Lô Minh Châu ngoài mặt cũng đã buông tha cho Cố Vĩ Hùng rồi. Sau đó tự nhiên, Cố Vĩ Hùng này chẳng hiểu tại sao mà Phó Sư trưởng Lưu lại đột ngột thay đổi thái độ như vậy. Trở về báo săn, Phó Sư trưởng Lưu giải quyết mọi chuyện. Lập tức giao Cố Vĩ Hùng cho quân vụ báo săn. Hơn nữa, Phó Sư trưởng Lưu còn đến văn phòng Trương Cường báo cáo tình hình cụ thể. Hơn nữa tỏ thái độ phải nghiêm túc xét xử hành vi phạm tội của Cố Vĩ Hùng, tuyệt đối không thể để này con sâu làm dầu nồi canh hoen ố danh dự báo săn Thủy Châu. Trương Cường thoáng nhìn đã hiểu, chắc hẳn uy danh của lão đại Diệp Phàm đã uy hiếp tên này. Sau khi Mã Thượng Chí tự sát, dã trở thành uy danh dung cây dọa khỉ mạnh mẽ. Các chức phó ở báo săn, bao gồm Tần Chính ủy hiện nay đều khá nghe lời mình. Biết Trương Cường là đại diện do Diệp Phàm chọn ra, ai còn dám đi gây chuyện với Sát Tinh Diệp Phàm này chứ? Chương 1444, tên phản bội đáng xấu hổ. Vài ngày ngắn ngủi, Cố Vĩ Hùng phải ra tòa án quân sự, tội cố ý hành hung giết người chưa hoàn thành sẽ bị phán vài năm. Cố Vĩ Hùng chắc chỉ đành đi tới nhà giam, hát bài lệ song sắt. Những chuyện như thế này, nếu như không đụng phải Diệp Phàm, thông thường mà nói chuyện lớn sẽ hóa thành nhỏ, chuyện nhỏ hóa không có. Cuối cùng, nhiều nhất thì Cố Vĩ Hùng chỉ bị xử cho qua chuyện. Nếu gặp phải thủ trưởng báo săn bao che khuyết điểm cho cấp dưới, có lẽ Lô Vĩ còn gặp phiền phức một chút. Điều đáng buồn là Cố Hùng Vĩ đã gặp phải Diệp Phàm. Đây là điều bất hạnh lớn nhất của gã. Không bắt Cố Vĩ Hùng thì không thể giúp hôn sự của Tạ Tốn tiến hành thuận lợi, cho nên Diệp Phàm chỉ thị Trương Cường hạ độc thủ. Hôm đó, Trung Ngọc sớm đã cân nhắc thái độ của Phó Chủ tịch tỉnh Cố, sau đó lại nghe nói Cố Vĩ Hùng bị xử vài năm. Không đợi bà mối Diệp Phàm phải xuất mã lần nữa, đã bảo Trung Đình Đình gọi Tạ Tốn tới. Trưởng phòng Trung Ám chỉ có thể nói chuyện đính hôn rồi. Sau đó, Diệp Phàm chính thức tới Trung gia, việc này coi như đã quyết định xong. Hơn nữa, lần này Diệp Phàm tới Trung gia, trưởng phòng Trung đối đãi như với thượng cấp, vô cùng tỉ mỉ chu đáo. Tết âm lịch đối với mọi người chính là lúc thoải mái đánh mạt chược kiếm chút tiền từ việc thắng thua, nhưng đối với Diệp Phàm lại là những ngày đau khổ. Sự việc thi nhau kéo tới, hết việc này tới việc khác, vừa giải quyết xong việc của Tạ Tốn, mùng 10, mới đi làm, công việc cũng không bận lắm, thời gian nhàn rỗi lại phải chạy tới Bắc Kinh. Ngay cả mấy ngày Kiều Viên Viên trở về Thủy Châu, Diệp Phàm cũng không chăm sóc tốt, hại đại tiểu thư họ Kiều không ngớt phàn nàn, dứt khoát đòi quay về đại viện Kiều gia. Đương nhiên, Kiều đại tiểu thư cũng chỉ nói thế mà thôi, cô biết Diệp Phàm bận, kỳ thực trong lòng cũng không tính toán gì. Mục tiêu lần này của Diệp Phàm là Phó Tư lệnh Mai Trường Phong của Mai Gia. Diệp Phàm không tới Mai Gia, mà thông qua Mai Thiên Kiệt, hẹn Phó Tư lệnh Mai Trường Phong tới Hải Vương Tinh Bắc Kinh. Cuộc sống của Mai Tư lệnh càng lúc càng thoải mái nhỉ, xem ra đã có một cái Tết tốt lành, mặt mũi hồng hào, vận khí rất tốt. Ha, ha! Diệp Phàm vừa nhìn thấy Mai Trường Phong liền bước đến cười nói. Thoải mái, làm sao bằng được bí thư Diệp? Chúng tôi là quân nhân, toàn số khổ, mỗi ngày chạy đông chạy tây không biết bao nhiêu lượt, buổi tối về nhà, toàn thân đẫm mùi mồ hôi, bà xã còn muốn tránh xa mà. Ha, ha! Mai Trường Phong cười sảng khoái. Sư phụ, bố con bây giờ đều khiên trì chạy bộ sáng tối, hôm nào cũng vậy, mẹ con hễ nhìn thấy ông thì phải bịt mũi, nếu không phải từ phòng tắm đi ra, chắc chắn không cho ông ra bàn ăn cơm. Hi, hi! Mai Thiên Kiệt ở bên cười giòn. Phơi bày chuyện xấu của bố. Cái thằng ngốc tử này, lại bán đứng cả bố mày, có phải chán sống rồi không? Mai Trường Phong cố ý giơ cánh tay lên, Mai Thiên Kiệt nín thinh,
rồi như muốn lấy lòng liền lấy cho Diệp Phàm một chiếc ghế, rồi lấy cho bố một chiếc ghế. Sư phụ, mời ngồi. Mai Thiên Kiệt cười nói. Lạ quá, hôm nay Thiên Kiệt của chúng ta có chút kỳ lạ nha. Chưa từng nhìn thấy cậu ân cần chu đáo như vậy lúc nào. Đúng là khác thường, nói xem, cầu xin việc gì phải không? Mọi người đều nói, vô sự xung xoe, phi gian tức đạo. Tiểu tử cao ụ không phải đã làm việc xấu gì, giờ cần sư phụ nói đỡ cho cậu đúng không? Diệp Phàm trêu chọc, nói. Sư phụ, có trời đất chứng giám, đồ đệ đã theo thầy một thời gian rồi, thầy có thấy đồ đệ làm những việc đó không? Hơn nữa, trước đây ở huyện Ma Xuyên, đồ đệ ngày ngày hiếu kính với người, ngay cả thuốc của bố đồ đệ cũng đem biếu cho thầy hút, có phải không? Đồ đệ, việc gì cũng hiếu kính thầy phải không? Mai Thiên Kiệt cười giòn. Con ngoan, bố nói mình làm sao hút những loại thuốc đặc biệt nhanh như vậy, hóa ra trong nhà có chuột. Năm ngoái mẹ con còn phàn nàn bố hút thuốc nhiều quá, luôn khuyên bố hút ít thôi, mỗi ngày hút hơn 2 bao. Bố nói làm gì có chuyện đó, vốn 1 ngày 1 bao, có lúc còn khống chế để 1 ngày chưa tới 1 bao. Lượng thuốc giảm nhanh như vậy, đều là những việc tốt do con làm. Mai Trường Phong dở khóc dở cười. Ha, ha, bố ơi, cũng không phải tất cả là do con làm. Ông nội cũng hút vài điếu. Hơn nữa, con lấy đi thể hiện lòng hiếu kính với sư phụ. Hiếu kính với sư phụ là việc nên làm có phải không ạ? Mai Thiên Kiệt ưỡn thẳng ngực nói. Tuy nhiên, Diệp Phàm luôn cảm thấy hai cha con nhà này như là người tung kẻ hứng vậy. Thầm nghĩ mình tới nhờ vả Mai Trường Phong, không phải Mai ra đúng lúc gặp chuyện cần nhờ mình chứ. Nếu không, đường đường là đại tư lệnh Mai làm sao có thể nhanh chóng tới gặp mình. Thật quái lạ, mình có thể giúp gì được cho Mai ra. Thật không thể giải thích nổi. Chợt, thằng nhãi này cười nói. Nói đi, Thiên Kiệt, có việc gì? Việc gì, thực ra cũng không phải việc gì lớn, chỉ là một việc nhỏ, chính là việc này. Mai Thiên Kiệt gãi đầu gãi tai như ngại ngùng không muốn nói, càng khiến Diệp Phàm khó đoán. Diệp Phàm đương nhiên vui mừng, không sợ Mai ra người ta không tới nhờ mình. Chỉ cần mấy người tới nhờ, việc đề bạt phó sư trưởng Phí Hướng Phi của Phí ra có hy vọng rồi, nhưng Diệp Phàm lo việc mình nhờ vả lớn mà việc Mai ra nhờ lại nhỏ. Người ta thấy không có lời thì coi như không giao dịch được rồi, vậy thì lại phải nghĩ cách khác rồi. Làm gì vậy, mới vài ngày không gặp, có phải biến thành đàn bà rồi không, phiền chết được. Diệp Phàm khoát tay, quát lên. Vậy con nói, mọi người không được cười đấy. Mai Thiên Kiệt cắn chặt răng, hừ giọng. Không cười, cậu nói đi. Diệp Phàm nói, Mai Trường Phong cũng gật gật đầu, dù kỳ thực là cũng có chút nghi hoặc sự khác thường của con trai. Cũng không phải ông phối hợp đóng kịch với Thiên Kiệt. Hôm nay ông chịu tới gặp Diệp Phàm là nhìn vào tiềm năng có thể thăng chức của Diệp Phàm. Mai gia tuyệt đối không thể bỏ qua con người này, con trai Thiên Kiệt của mình với Diệp Phàm đã có quan hệ tốt, vậy sau này sẽ càng tăng thêm sự thân thiết. Mai Trường Phong biết, con đường của mình có lẽ cũng không còn lâu dài nữa. Năm nay cũng 50 rồi, mà trước mắt vẫn là thiếu tướng phó tư lệnh, trong đại quân khu lĩnh Nam vẫn là nhân vật xếp dưới cùng. Đây là cha ông ta vẫn chưa về hưu, đợi khi ông cụ về rồi, sau này mình muốn thăng cấp trung tướng càng khó hơn. Chính là Ninh Hòa Hòa của Phí gia, sư phụ, gần đây cô ấy chẳng thèm để ý gì tới con. Mấy hôm trước con hẹn cô ấy ra, cô ấy không ra, còn luôn miệng mắng con là phản đồ chó má, vân vân, chẳng thèm ra gặp. Mai Thiên Kiệt giống đứa trẻ phải chịu sự ấm ức, Diệp Phàm không nhịn nổi cúi gằm mặt xuống cười. Phản đồ, là ý gì? Không phải mày làm việc gì không phải với con gái nhà người ta chứ? Thiên Kiệt, nói với bạn bè không thể thay đổi thất thường được, sẽ ảnh hưởng không tốt. Mai Trường Phong liền mắng trước. Trời đất chứng giám, con yêu cô ấy còn không kịp, sao dám làm gì, hơn nữa, trước nay con đều cung phụng cô ấy như nữ thần. Mai Thiên Kiệt dậm đất kêu trời. Vậy thì lạ thật, Mai Trường Phong có chút không hiểu tâm tư con trai mình. Việc này có liên quan tới sự phụ. Mai Thiên Kiệt rốt cuộc cũng nói ra, còn có chút lo lắng nhìn Diệp Phàm. Có liên quan gì tới tôi, nói xem, rốt cuộc là chuyện gì? Diệp Phàm suy nghĩ, nghĩ mãi vẫn không ra. Không phải lần trước tới nhà Phí gia, Hòa Hòa chẳng nói được điều gì tốt. Từ lúc đó cô ấy không thèm để ý tới con nữa. Trước đây mối quan hệ của chúng con cũng không tệ lắm, 13 lần cô ấy còn chịu đi chơi một lần. Giờ gọi 10 lần thì cả 10 lần mắng con. Cô ấy mắng con,
nói là trong tim sư phụ còn quan trọng hơn cô ấy, nói con hễ nhìn thấy sư phụ thì thành kẻ phản bội đáng ghét. Con không phản bội, đây đúng là oan hơn cả nàng Đậu Nga mà. Sư phụ, làm sao bây giờ? Mai Thiên Kiệt vẻ mặt cay đắng. Vậy trong lòng cậu có cách gì? Vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, nhìn Tư lệnh Mai Trường Phong, nói. Thiên Kiệt, cậu cũng lớn rồi. Năm nay hẳn đã 26 tuổi rồi, Ninh Hòa Hòa có lẽ cũng 23, 24 tuổi, cũng cứng tuổi rồi. Nếu cậu thật lòng, không phải chỉ vui đùa, việc này, tôi có thể giúp. Ha, ha, Mai Tư lệnh, ngài xem thế nào? Diệp Phàm nói nửa vời, sau đó nhìn Mai Trường Phong. Đương nhiên, việc này trong lòng Diệp Phàm cũng lo lắng, không biết trưởng ban Ninh nghĩ gì. Đương nhiên, có lẽ cũng phải mặt dày mày dạn đi một chuyến, có thành công hay không còn phải xem thái độ của người nhà Phí gia. Mai gia so sánh với Phí gia đương nhiên không bằng. Con thật sự có ý này. Trước đây không hiểu chuyện, luôn cãi nhau ầm ĩ với Hòa Hòa, nhưng thời gian này Hòa Hòa không để ý tới con, trong lòng khó chịu lắm, giống như bị mèo cào ấy ạ. Mai Trường Phong còn chưa lên tiếng, Mai Thiên Kiệt không kìm nổi, nói một câu, mắt nhìn bố mình không chớp. Lần này con nói thật. Mai Trường Phong mở miệng, vẻ mặt đặc biệt nghiêm túc, cách nói chuyện có chút kiểu cách của ban tổ chức cán bộ. Đương nhiên là thật ạ. Bố, có lúc nào con dám nói linh tinh về chuyện này đâu. Mai Thiên Kiệt vẻ mặt nghiêm túc nói. Bí thư Diệp, vậy việc này phải nhờ cậy vào anh rồi. Tôi nghĩ, trước hết có thể hẹn Hòa Hòa để qua lại trước. Việc của tụi trẻ nên do tụi nó tự xử lý, có trước có sau rồi người lớn chúng ta mới ra mặt, có phải không? Đúng rồi, hôm đó ghe Phí Nhất Độ gọi anh là, đại ca, hai bọn anh không phải là đã kết nghĩa anh em chứ? Mai Trường Phong cười nói. Ha, ha, cũng có thể nói như vậy. Diệp Phàm cười nhạt, đương nhiên không thể lộ chân tướng. Nhìn Mai Thiên Kiệt một cái, nói. Tôi có thể hẹn cô nương Hòa Hòa ra, việc của hai đứa. Cậu tự mình giải quyết, thế nào? Thành hay bại đều phải xem bản lĩnh của cậu. Được, cảm ơn sư phụ. Mai Thiên Kiệt vẻ mặt nghiêm túc, gật gật đầu. Tối nay thì thôi đi, tối mai tôi tìm cơ hội cho. Diệp Phàm nói. Việc này khiến bí thư Diệp phải hao tốn công sức rồi. Mai Trường Phong cười nói. Có phiền gì đâu, hơn nữa, Thiên Kiệt lại không phải người ngoài. Trước đây lúc ở huyện Ma Xuyên, Thiên Kiệt thật là cố gắng. Huống chi, dạo này Thiên Kiệt thay đổi rất nhiều. Gần đây văn phòng tỉnh ủy có thiếu vị trí cục phó, nếu Thiên Kiệt muốn làm, tôi có thể đi nói giúp. Đương nhiên, ông cụ Mai gia chỉ cần mở miệng, đừng nói vị trí cục phó, ngay cả vị trí cục trưởng cũng không khó khăn gì, phải không? Diệp Phàm nói. Đề cao lão Mai gia ở thủ đô một câu, Mai Trường Phong cũng không khiêm nhường, nói. Nói cũng phải, nhưng chỉ là vị trí cục phó mà cần ông cụ Mai gia mở miệng. Khác gì giết gà dùng dao mổ trâu. Việc này vẫn cần phiền bí thư Diệp một chút. Kỳ thực, mạng lưới quan hệ cũng là một loại tài nguyên, nguồn tài nguyên lớn đương nhiên phải dùng ở những nơi cần thiết. Bí thư Diệp, tôi không có ý hạ thấp việc này, kỳ thực, thể chế trong nước đều như vậy. Quan lớn đều đi từ các cấp quan nhỏ lên. Không có lúc làm quan nhỏ tạo dựng nền móng vững chắc, lúc làm quan lớn làm sao tạo ra sự huy hoàng cho Giang Sơn. Việc này tôi hiểu. Diệp Phàm gật đầu, hai người nhẹ nhàng chạm cốc. Diệp Phàm đang tìm một thời điểm thích hợp để nhập đề, nói chuyện cũng là một nghệ thuật. Muốn nhờ người, cần phải có cơ hội để bắt đầu. Đương nhiên, cơ hội này không phải chỉ điện thoại mà là chỉ cơ hội nói chuyện. Chương 1445, ý đồ của Mai Tư lệnh. Mọi người đều biết, lúc người khác không vui, bạn thốt ra lời gì chắc chắn cũng sẽ gặp suối quẩy. Người ta gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Lúc người khác đang vui vẻ, bạn mở lời, có lẽ có thể làm ít mà lợi nhiều. Câu này chính là đang nói tới Mai Trường Phong, lúc này cũng tương đối vui vẻ. Mai Tư lệnh, Chủ tịch Phán Nhi đem tòa nhà văn phòng tổng bộ của truyền thông Giang Nam đặt tại khu kinh tế mới Hồng Liên. Việc này, tôi còn chưa tìm được cơ hội thể hiện lòng cảm ơn. Diệp Phàm chuyển chủ đề, đây là đang tìm cơ hội. Cách nghĩ của con người đôi khi sẽ đi vào một góc chết. Cảm thấy trước mặt không còn đường có thể đi. Kỳ thực, bạn thay đổi cách nghĩ, thay đổi góc độ, có lẽ sẽ thấy đằng trước đường rộng thênh thang. Diệp Phàm sau khi không tìm thấy một điểm nào có thể bắt đầu, dứt khoát nói tới những chuyện xem ra chẳng liên quan gì, kỳ thực, trong đó có lẽ sẽ tìm ra cơ hội.
Cảm ơn cái gì, thương nhân coi trọng cái lợi, trước nay tôi chưa từng che giấu điểm này. Cô ấy đồng ý đặt tòa nhà văn phòng tổng bộ ở khu kinh tế mới Hồng Liên các anh, tất nhiên đã nhìn thấy ưu thế mạng lưới quan hệ và địa lý của khu Hồng Liên. Nếu ở Hồng Liên không kiếm ra tiền, thì dù quan hệ giữa anh và Mai gia chúng tôi có tốt, Phán Nhi cũng không đặt tòa nhà văn phòng tổng bộ ở Hồng Liên. Mai Trường Phong cười cười, nhìn Diệp Phàm, nói. Kỳ thực, cô em này tôi rất hiểu, trong việc làm ăn, đừng nói anh, ngay cả anh trai nó là tôi nói cũng có lúc nó không thích nghe. Nếu muốn thuyết phục cô ấy, cần phải trưng ra những điểm có lợi, nếu không, nói tình nghĩa cũng không có tác dụng, cho nên, việc này, Diệp Bí Thư không cần dùng tới hai chữ cảm ơn. Kỳ thực, nói đúng ra, ông cụ Mai gia còn phải cảm ơn anh, vì Hồng Liên giúp ông cụ Mai gia kiếm được tiền, hơn nữa, nói tới kinh doanh, ông cụ Mai gia là người phụ trách đám Phán Nhi. Đối với phương diện này, tôi là một người không hiểu chuyện, có thể nói, hoàn toàn là người ngoại đạo. Cả đời này, tôi đã có chủ ý ra ngựa bọc thây trên chiến trường. Trên thương trường, Phán Nhi cũng là kẻ thiên phú. Về phương diện này, Phán Nhi có quyền uy tuyệt đối với lông cụ Mai gia. Hai, chỉ là đứa em gái này của tôi cá tính quá độc lập. Đã 30 tuổi đầu rồi còn không tìm đối tượng, đợi tới lúc hoa tàn ít bướm tìm người thì đã muộn. Đời người được mấy năm thanh xuân đây. Bí thư Diệp, nếu có người thích hợp thì giới thiệu cho Phán Nhi. Cứ như vậy mãi cũng không phải là chuyện tốt. Ông cụ lo lắng lắm rồi, nhưng Phán Nhi lại chẳng lo gì. Diệp Phàm nghe xong rất xấu hổ, Mai Trường Phong lại bảo mình làm bà mối cho Mai Phán Nhi. Trong lòng nghĩ ông đây còn chưa đê tiện tới mức như vậy. Tự mình đẩy người phụ nữ của mình ra ngoài, gần đây sao thế không biết, không phải nghiện làm bà mối mất rồi chứ, đã xe duyên mấy lần rồi, việc của mình cùng Viên Viên cũng có làm được gì đâu. Bà mối này làm việc thật sự quá thất bại. Hoàng đế không vội, thái giám vội. Lúc đó, Mai Thiên Kiệt ở bên trên một câu. Cút qua một bên, tiểu tử, nói ai là thái giám. Nếu để ông nghe thấy, không rút gân mày mới lạ. Mai Trường Phong cười, có ý dạy bảo con. Con nói lại còn sai sao? Việc lớn đời người, cô Phán Nhi tự có cách nghĩ của mình. Kỳ thực, kết hôn hay không thì có làm sao? Bây giờ, bên châu Âu có rất nhiều phụ nữ cả đời không kết hôn. Con thấy cô Phán Nhi cũng có cách nghĩ này. Chúng ta nên tôn trọng lựa chọn của cô phải không? Theo tính của cô, nếu bức cô sẽ chạy ra nước ngoài, chúng ta sao biết được cách nghĩ nào của cô? Mai Thiên Kiệt nói cũng khá có lý. Mai Trường Phong trừng mắt nhìn con trai, nhưng bị nghẹn lại. Đột nhiên, Mai Trường Phong cười phá lên, nói. Vậy sao tiểu tử con lại vội vàng nhờ Bí Thư Diệp gọi Ninh Hòa Hòa ra? Đã ảnh hưởng mốt kết hôn của châu Âu rồi, vậy con cũng sống độc thân đi. Việc này khác mà bố, con trai bố còn có trọng trách duy trì dòng máu của Mai gia, sao giống cô Phán Nhi được? Cô có sinh con cũng là con cái của gia đình người ta. Nhà chúng ta và nhà họ khác nhau rất nhiều, nên bố phải khẩn trương tác thành cho con với Hòa Hòa mới đúng, nếu không, ông cụ Mai gia, ha, ha. Nghe Mai Thiên Kiệt thốt ra những lời này, Diệp Phàm suýt chút phì cười. Hơn nữa, lại thoáng trầm tư, nếu mình cùng Phán Nhi sinh con, không biết ông cụ Mai gia nghĩ thế nào. Tác thành cái dám, cánh mày cứng rồi phải không, dám uy hiếp cả cha mày. Mai Trường Phong thuận tay đánh vào đầu Mai Thiên Kiệt một cái, khiến anh ta quay sang bên cạnh Diệp Phàm, bĩu môi hừ giọng nói. Nói thì chỉ nói thôi, quân tử nói miệng không nên động thủ. Quân nhân như bố thật thô lỗ, hơi tí là đánh người. Đánh chết mày mới đúng, tiểu tử, còn chưa trưởng thành nữa à, phải vứt mày vào quân ngũ rèn luyện một phen, có lẽ mới trưởng thành được. Mai Trường Phong bật cười. Ý này không tồi đâu, Mai Tư lệnh, tôi thấy quân đoàn số 2 vừa thành lập ở Thủy Châu cũng được đấy. Nếu Thiên Kiệt tới đó cũng là một cơ hội. Diệp Phàm vừa nghe thấy, liền cảm thấy đây chính là cơ hội mở lời, lập tức mở đem chủ đề đó ra nói. Trong lòng cũng có chút cảm kích Mai Thiên Kiệt vì đã tạo cơ hội cho mình. Nó đi, người ta sẽ cần nó sao? Sư đoàn A là binh chủng mới lập thành của nước Cộng Hòa, là binh chủng mới bao gồm hải lục không quân có thể xuất kích trong mọi thời tiết địa hình. Nói họ là tinh anh của đại quân khu lĩnh Nam cũng không quá. Trước đây nói báo săn là chiêu bài của đại quân khu lĩnh Nam, kỳ thực không đúng. Bộ đội báo săn mặc dù có 700-800 người, nhưng những kẻ làm việc lặt vặt còn nhiều hơn quân nhân chính thức. Đội viên báo săn chính thức không quá 400 người. Còn lại,
đều là bộ đội tạp dịch làm những việc hậu cần cho báo săn. Số người ít, không có quy mô, báo săn chỉ thích hợp trong những cuộc chiến đặc biệt. Mà sư đoàn A là những dũng sĩ chân chính có thể đem toàn bộ máu huyết ra chiến trường. Nhưng nếu chỉ bàn năng lực riêng của từng binh sĩ, bất kỳ một binh lính nào của sư đoàn A cũng chẳng thể qua được thành viên chính thức của báo săn. Nhưng trên chiến trường là chú ý tới hợp thành tác chiến, hơn nữa là đại chiến trường hóa. Trong một chiến trường thật sự, báo săn lại không bằng sư đoàn A. Hễ nói tới sư đoàn A, Mai Trường Phong nói ra những lời tương đối đắc ý, bởi vì Diệp Phàm sớm đã điều tra rõ rồi. Sư đoàn A chính là con át chủ bài mới của quân khu lĩnh Nam, Mai Trường Phong là phó tư lệnh, xếp hàng thấp nhất trong đại quân khu lĩnh Nam, đương nhiên cũng muốn tạo ra chút ít thành tích. Nhưng, quan quân trong thời bình muốn được đề bạt, cũng chỉ dựa vào kinh nghiệm mới hơn được tuổi trẻ, Mai Trường Phong rất thất vọng, mặc dù ông cụ là ủy viên quân ủy, nhưng quân ủy cũng có nhiều người, những gia đình quân giới có năng lực như Mai gia trong nước Cộng hòa này chẳng ít. Mai Trường Phong muốn sao trên ve áo mình từ một thành hai sao, cho dù là thành viên trong gia đình Mai gia cũng rất khó. Dù sao, trung tướng vẫn là cánh cửa đi vào thế giới quân nhân cao cấp trong nước. Bình thường chức phó ở đại quân khu đều là trung tướng, Mai Trường Phong chỉ cách cửa này một bước, nên luôn tìm kiếm cơ hội. Sư đoàn A chính là cơ hội của ông. Ông luôn tranh thủ đem sư đoàn A vào túi mình, cũng chính là muốn tự mình chỉ huy sư đoàn A, sau này, xây dựng sư đoàn A thành công, chính là cách để Mai Trường Phong thăng lên trung tướng. Đương nhiên, ông nghĩ ra được cách này thì không ít kẻ khác cũng nghĩ tới. Cuối cùng, sư đoàn A xung quanh Thủy Châu, nhưng quan quân cao cấp trong thế giới quân nhân đã triển khai một cuộc đua mới. Nhưng nghe nói nếu muốn đích thân chỉ huy xây dựng và huấn luyện thành công sư đoàn A, vẫn cần sự đồng ý của thủ trưởng cao nhất báo săn Thủy Châu mới được. Bởi vì, sư đoàn A và báo săn dùng chung căn cứ huấn luyện, mà kể ra căn cứ huấn luyện Vịnh Lam Nguyệt trước đây vì báo săn nên mới sửa chữa cải tạo lại. Quyền sử dụng căn cứ ở chỗ báo săn, cũng chính là nói báo săn là chủ ở đấy. Cho nên, sư đoàn A cần dùng thiết bị huấn luyện của báo săn thì phải có sự đồng ý của thủ trưởng cao nhất báo săn. Báo săn vốn thuộc về đại quân khu lĩnh Nam. Nhưng sau đó lại thay đổi, bị hai nơi quản lý, một là đại quân khu lĩnh Nam, một là quân ủy. Hơn nữa, đại quân khu lĩnh Nam chỉ hỗ trợ cung cấp hậu cần cho báo săn, mà không nói tới chuyện quản lý. Vô hình chung báo săn đã bị quân ủy đẩy ra ngoài. Mặc dù, các tướng lĩnh cao cấp khu lĩnh Nam đối với việc này đều có ý kiến, nhưng họ cũng biết thân phận chính thức của báo săn, cũng không ai dám khiếu nại. Tuy nhiên, nghe nói thủ trưởng cao nhất của báo săn là chủ tịch tự mình bổ nhiệm, hơn nữa lại rất thần bí. Chưa bao giờ lộ mặt, rất khó tìm thấy, thậm chí cũng không biết là thần thánh phương nào. Nếu Mai Trường Phong biết đồng chí Diệp Phàm ngồi trước mặt mình chính là thủ trưởng cao nhất của báo săn, ông chắc sẽ kinh hãi tới mức đờ đẫn mất. Đương nhiên, thủ trưởng cao nhất của báo săn không tìm thấy thì mọi người đành đi đường vòng cứu quốc tìm người chủ trì bên ngoài là Trương Cường. Nên gần đây Trương Cường phải tiếp nhận rất nhiều cuộc điện thoại, đều là của các thiếu tướng trong nước gọi tới. Việc Mai Tư lệnh nói tới tôi cũng có chỗ đồng cảm, mặc dù đối với việc quân đội tôi chẳng hiểu gì, nhưng trước đây cũng nghe anh Thiết nói qua chuyện này. Gần đây về Thủy Châu có lần cả ngày ngồi uống rượu với Trương Cường, cũng nghe cậu ấy nói qua rất nhiều việc liên quan tới quân đội. Chủ đề Diệp Phàm vừa nói tới, chúng ngay vào chỗ ngứa của Mai Trường Phong. Bởi vì Mai Tư lệnh gần đây rất muốn tiếp cận Trương Cường, nhưng chưa tìm được chỗ tiếp cận. Mai Trường Phong thậm chí còn chuẩn bị bỏ cả thể diện để đi nhờ con rể Tề Thiên. Do Tề Thiên là cố vấn của báo săn, có quan hệ rất tốt với Trương Cường, nhưng vừa hỏi con gái Mai Diệp Thu mới biết mặc dù lời nói của Tề Thiên có tác dụng nhất định đối với báo săn, nhưng không thể quyết định thay Trương Cường. Sau đó lại bị ông già bức ép, Mai Diệp Thu đành nói là Diệp Phàm quan hệ rất thân thiết với Thiết Chiêm Hùng. Từ đó mới quen Trương Cường, mà Trương Cường rất nghe lời Diệp Phàm. Đây mới là nguyên nhân chính khiến Mai Tư lệnh hôm nay ra mặt nhiệt tình uống rượu với đồng chí Tiểu Diệp. Không biết sư trưởng Trương nói thế nào, tôi lại rất muốn biết. Mai Trường Phong giả vờ hiếu kỳ, tùy tiện cười hỏi. Biết ông ta muốn nghe ngóng việc liên quan tới Trương Cường, Diệp Phàm thản nhiên nhấp một ngụm rượu, nói. Trương Cường nói, gần đây rất phiền. Còn không phải bị sư đoàn A làm nháo nhào lên sao? Không nghiêm trọng đến thế chứ. Trương Cường là người chỉ huy cao nhất của báo săn, sư đoàn A là do đồng chí Trấn Trung Lương phụ trách,
lại không cần sư trưởng Trương phụ trách mà. Hơn nữa, Vịnh Lam Nguyệt là căn cứ của báo săn, sư đoàn A còn phải mượn căn cứ của Trương Cường, việc này sao lại ầm ĩ phiền tới sự yên bình của sư trưởng Trương. Mai Trường Phong nghi hoặc không hiểu, Diệp Phàm thừa biết ông ta đang giả vờ. Không phải nghe nói người chỉ huy cao nhất của sư đoàn A không phải là Trấn Trung Lương sao, anh ta chỉ phụ trách việc cụ thể thôi. Nghe nói đại quân khu lĩnh Nam sẽ phái một đồng chí phụ trách cụ thể việc sư đoàn A. Việc này cũng rất lạ, theo lý phải là do đại quân khu lĩnh Nam cử người chỉ huy tới mới đúng. Ông thấy sao, lạ không? Diệp Phàm nói nửa vời, còn lắc lắc đầu, kiểu như đang câu cá. Chương 1446, giao dịch thành công. Mai Trường Phong sắc mặt không đổi, nhưng trong lòng lo lắng vô cùng, hận tới mức không thể móc trái tim Diệp Phàm ra xem hắn đang nghĩ gì. Nhưng đại tư lệnh Mai vẫn dày mặt, vội quay mặt ra hiệu cho con trai, Mai Thiên Kiệt cũng không hề ngốc, lập tức hỏi. Sư phụ, lạ gì cơ? Lẽ nào có đồng chí ở khu ngoại quân cũng muốn chen vào chức chỉ huy sư đoàn A? Thiên Kiệt không hề ngốc, điều này cũng đoán ra được. Gạch nối. Diệp Phàm thản nhiên cười, nhìn Mai Trường Phong, nói. Nhưng Trương Cường gần đây gặp phải việc khó xử. Việc khó xử, là việc gì? Mai Trường Phong không mặn mà cũng chẳng lạnh nhạt hỏi. Việc này, nói ra cũng ngại, vẫn là tôi khiến anh ta gặp phải chuyện phiền toái. Diệp Phàm cười cười. Không phải chứ sư phụ, thầy làm việc trong chính phủ, chẳng liên quan gì đến bên quân đội thì làm khó gì chứ. Lẽ nào thầy yêu cầu báo săn lập trường huấn luyện ở khu Hồng Liên? Như vậy làm sao được? Mai Thiên Kiệt và bố, Mai Trường Phong cùng bắt đầu nhìn Diệp Phàm. Hai, thời gian trước Phí Nhật Độ tới tìm tôi, nói tôi quen với Trương Cường, kêu tôi ra mặt giúp anh ta chút chuyện. Diệp Phàm thở dài, đương nhiên là đang diễn kịch. Việc nhỏ, việc gì mà Phí gia không thể giải quyết lại cần anh ra mặt. Việc này lại càng kỳ quái. Mai Trường Phong thật có chút không rõ. Phí gia chỉ chuyên về việc chính phủ, lần này cần tôi giúp việc trong quân đội. Vẫn là tên Phí Hướng Phi, cậu ta vốn ở trong quân khu tỉnh rất tốt. Sau khi nghe tới sư đoàn A đột nhiên lại muốn tới sư đoàn A. Ở đó đúng lúc lại thiếu vị trí phó sư trưởng. Phí Hướng Phi là phó tham mưu trưởng quân khu tỉnh Nam Phúc, quân hàm lại vừa thăng chức thượng tá. Lại cũng vừa thích hợp với vị trí phó sư trưởng của sư đoàn mới. Sư trưởng Trấn Trung Lương cũng chỉ là đại tá thôi. Diệp Phàm thuận miệng nói, biểu hiện vô cùng tự nhiên. Nhìn Mai Trường Phong, lại nói. Tôi là quan chức chính phủ. Sao có cách giúp người ta vào vị trí này, đành tìm tới Trương Cường. Trương Cường cũng từng tới tìm Trấn Trung Lương và quân đoàn trưởng Hầu Bình của quân đoàn thứ hai. Trấn Trung Lương sau khi kiểm tra Phí Nhất Độ rất vừa ý, đã nói việc cần người với quân đoàn trưởng Hầu Bình. Quân trưởng Hầu cũng đồng ý, chắc hẳn đề nghị của quân trưởng Hầu đã báo cáo tới quân khu lĩnh Nam rồi phải không? Mai Trường Phong là tên giảo hoạt, vừa nghe đã hiểu. Hóa ra tên này vòng vo như vậy. Chắc chắn hôm nay tới Bắc Kinh hẹn mình đi uống rượu chính là vì chuyện của Phí Hướng Phi nhà Phí gia. Đương nhiên, Mai Trường Phong trong chuyện này cũng cần nhờ vả. Cười nói. Việc này tôi thực sự không biết, gần đây luôn ở Bắc Kinh, không về quân khu. Mai Trường Phong cũng rất quỷ quyệt, có lẽ về việc này đã sớm rõ rồi. Lúc này chỉ là đang nói tới điều kiện trao đổi mà thôi. Diệp Phàm cười nhạt, nói. Vậy việc này có thể làm phiền Mai Tư lệnh nghe ngóng giúp một chút, xem thỉnh cầu của quân trưởng Hầu đã tới tổng bộ quân khu chưa? Việc này, được, tôi sẽ hỏi thử. Mai Trường Phong cũng dứt khoát, cầm điện thoại lên gọi. Một lát, sau khi đặt điện thoại xuống nói. Tôi vừa hỏi đồng chí quản lý nhân sự tổng bộ, họ nói có chuyện đó. Nói xong lạnh nhạt nhìn Diệp Phàm, không nói gì nữa, cũng không nhắc gì tới chuyện giúp đỡ. Hai bên kỳ thực đang đấu trí với nhau. Tuy nhiên, Diệp Phàm quyết không mở miệng trước. Hắn tin rằng Mai Trường Phong sẽ phải nói nên Diệp Phàm cũng không nói tới việc đó, cùng uống với Thiên Kiệt. Thằng nhãi nãy thản nhiên nói. Có việc này thì tốt rồi, xem ra quân trưởng Hầu cũng là người trong chữ tín. Lúc về Thủy Châu nhất định cùng quân trưởng Hầu uống một cốc, nói lời cảm ơn. Ha, ha. Mai Trường Phong lạnh nhạt cười mấy tiếng. Sau khi uống vài cốc, đã trôi qua nửa tiếng, hai bên đều không nói tới việc quân đội nữa, mà đều nói tới những vấn đề thời sự, như đã quên việc của Phí Hướng Phi. Nhìn đồng hồ, Diệp Phàm nói. Mai Tư lệnh,
đợi một chút, tôi cần đi tìm Phí Nhất Độ thương lượng một vài chuyện, nhân tiện giải quyết việc của Hòa Hòa. Cũng không biết trong lòng Hòa Hòa nghĩ gì, tôi thấy uống tới đây thôi, lần sau lại uống tiếp. Sư phụ, không phải người nói cần giải quyết việc của Phí Hướng Phi sao? Lúc đó, Mai Thiên Kiệt không nín được, bởi biết mức độ quan trọng của việc này, liền nháy mặt với cha, vội nói. Không sai, không phải tôi nói đi tìm Phí Nhất Độ sao? Diệp Phàm cười nói. Sư phụ nghe con nói Phí Nhất Độ có thể giúp được gì? Không phải nói phét chứ, trong giới quân đội, Phí gia cũng chẳng ra sao, tuyệt đối không qua mặt được ông cụ Mai gia. Mai Thiên Kiệt bất ngờ nói. Đừng nói linh tinh, Thiên Kiệt, những lời này mà tới ta Phí gia, tiểu tử con rắc rối đấy. Bí thư Phí là người lãnh đạo cả nước, quân đội nhân dân không phải do đảng lãnh đạo sao? Mai Trường Phong cố ý dạy bảo con trai. Con không có ý đánh giá thấp Phí gia, chỉ là có một số việc Phí gia kém một chút cũng đúng thôi. Khổng Tử từng nói, tam nhân đồng hành, tất hữu ngã sự yên. Trẻ kỳ thiện giả nhi tòng chi, kỳ bất thiện giả nhi cải chi, ba người cùng đi, tất có người là thầy ta. Ta chọn điều tốt mà theo, còn điều không tốt thì tránh đi. Mỗi người đều có ưu điểm của mình, lấy những phần kém của học sinh giỏi mà nói, học sinh giỏi thành tích học tập tốt, nhưng chưa chắc đánh bóng rổ đã tốt. Học sinh kém thành tích học tập kém, nhưng lại chơi bóng rổ tốt. Hai gia đình Phí Mai cũng như vậy, tay có ngón dài, có ngón ngắn. Việc nhỏ vừa rồi của sư phụ, con cảm thấy ông cụ Mai gia có thể giúp được. Mai Thiên Kiệt sau một hồi nói đạo lý đều khiến Diệp Phàm và Mai Trường Phong có chút khâm phục. Ồ, không ngờ lý luận của tiểu tử con cũng đặc sắc đấy. Thiên Kiệt nhà chúng ta hiểu chuyện từ lúc nào thế này, sắp thành giáo sư đại học rồi. Còn trích dẫn cả lời của Khổng Tử, khiến chúng ta đều kinh ngạc. Mai Trường Phong nói vài lời trêu con trai, lại nhìn Diệp Phàm, nói. Bí thư Diệp, chúng ta cũng không cần vòng vo nữa. Mai Trường Phong tôi là quân nhân, vòng vo theo kiểu người của chính phủ, tôi không quen. Tôi thích những người làm việc thẳng thắn. Như thế nào là làm việc thẳng thắn, xin Mai Tư lệnh nói rõ. Diệp Phàm ngồi thẳng người, nghiêm túc nói. Rất đơn giản. Việc của Phí Hướng Phi tôi sẽ ra mặt giải quyết giúp. Mặc dù không dám chắc thành công 10 phần, nhưng cũng được 8 phần. Mai Trường Phong hạ quyết tâm. Diệp Phàm biết việc đã thành. Mai Trường Phong nói chắc 8 phần, trên thực tế là 10 phần rồi. Lời lãnh đạo nói toàn như vậy, rào rào đón đón. Có 6 phần thì luôn nói là hy vọng không lớn, có 8 phần thì nói là có hy vọng, có 3 phần thì dứt khoát nói là không có hy vọng. Nếu bạn tin vào lời nói đó thì đã bị lừa rồi. Được, lúc nào Mai Tư lệnh tới Thủy Châu, tôi sẽ hẹn Trương Cường tới. Đương nhiên Tề Thiên cũng sẽ tới, mấy người chúng ta cùng nhau ăn bát cơm to, uống bát rượu lớn. Diệp Phàm cũng nhanh nhẹn gật đầu nói. Việc này làm xong rồi, Mai Trường Phong tôi là anh em của cậu. Mai Trường Phong đột nhiên cư xử dân dã, cười nói. Được, anh là đại ca. Diệp Phàm cười nói. Sau khi về tới Hồng Diệp Bảo, Diệp Phàm luôn nghĩ tới việc của Mai Thiên Kiệt, quyết định thăm dò thái độ của Ninh Hòa Hòa trước đã. Nếu Ninh Hòa Hòa không có ý với Mai Thiên Kiệt, vậy dù mình có nhiệt tình cũng giải quyết được gì. Cậu em trai Diệp Tử Kỳ cũng đã tới Hồng Diệp Bảo. Tử Kỳ, làm ở Bộ Tài chính vẫn thuận lợi chứ? Diệp Phàm hỏi. Thuận lợi, Phụ trưởng Phong rất tốt với em. Lúc em mới vào làm ở Bộ, còn chưa hiểu gì. Phụ trưởng Phong đặc biệt gọi phó chủ nhiệm phòng kiến thiết kinh tế Mâu Thăng dạy bảo em. Tử Kỳ rất hưng phấn, nhìn anh hai Diệp Phàm, nói. Nhưng gần đây chủ nhiệm Mâu có chút không vui, nghe nói trong vụ còn trống hai vị trí trưởng phòng. Chủ nhiệm Mâu đã 30 tuổi rồi, vẫn chỉ là phó chủ nhiệm văn phòng. Có lẽ trước đây vụ trưởng Phong giao cho chủ nhiệm Mâu chăm sóc em nên anh ta cho rằng quan hệ giữa em và vụ trưởng Phong rất tốt. Sau này thì có chút, điều này. Có phải chủ nhiệm Mâu gợi ý khéo, muốn chú nói tốt mấy câu trước vụ trưởng Phong không? Diệp Phàm lạnh nhạt nói. Lúc ấy em sợ chủ nhiệm Mâu hiểu lầm, đành nói thật. Nói là mình không quen vụ trưởng Phong, là anh trai có quan hệ tốt với vụ trưởng Phong. Tuy nhiên, không lâu sau chủ nhiệm Mâu luôn để ý nghe ngóng tin tức của anh, hơn nữa còn muốn tới Hồng Diệp Bảo chào anh. Chỉ là không biết ý anh nên không dám đưa anh ta tới Hồng Diệp Bảo. Diệp Tử Kỳ nói. Trong lòng vẫn rất sợ người anh trai Diệp Phàm này. Kỳ thực, trong nhà Diệp Phàm, hắn chính là trụ cột gia đình.
Bây giờ trong nhà có việc gì lớn, ba mẹ đều gọi điện thương lượng với Diệp Phàm, làm cho hắn có lúc cảm thấy phiền hà, nhưng cũng không dám mở miệng oán than. Em cảm thấy chủ nhiệm Mâu này thế nào, nói thật xem, còn cả phương diện năng lực nữa, nói hết cả ra. Diệp Phàm nói, mặc dù cảm thấy Tử Kỳ ở bộ có sự che đỡ của vụ trưởng Phong, nhưng dù sao vụ trưởng Phong cũng ở tít trên cao. Em mình chỉ là nhân viên nhỏ, vẫn cần có lãnh đạo trực tiếp thật lòng giúp đỡ. Như các lãnh đạo cấp trên của cậu em mình là vô cùng quan trọng, không cần có lời của vụ trưởng Phong cũng có thể đề bạt Tử Kỳ từ nhân viên thường lên cán bộ phó phòng khi thích hợp. Con đường của em trai mới bắt đầu, cần phải có người khác dẫn dắt. Bản thân mình ở dưới, có lúc vượt quá khả năng, không thể quan tâm tất cả mọi việc, như thế thì rất là mệt nên vì tam đệ mà bồi dưỡng mấy người lãnh đạo Diệp Phàm cũng thấy đáng. Theo vị trí không ngừng thăng cao, quan niệm của Diệp Phàm cũng thay đổi. Trước đây việc gì cũng tự mình cố gắng, bây giờ cũng dần dần ngộ ra điểm quan trọng trong lãnh đạo là chỉ huy. Điều động cấp dưới như thế nào là tiêu chuẩn chính của người lãnh đạo thành công? Nếu cấp dưới không có thực lực, lãnh đạo mệt chết cũng không giải quyết được. Càng lên cao vây cánh càng mạnh, tác dụng của việc chỉ huy càng quan trọng vô cùng. Tử Kỳ bây giờ đang trong giai đoạn trưởng thành, bồi dưỡng một lãnh đạo tốt cho nó là vô cùng mấu chốt. Tự mình bồi dưỡng ra một lãnh đạo quan tâm chăm sóc Tử Kỳ, lãnh đạo lên, Tử Kỳ cũng lên, chính là biện pháp giúp đỡ ổn thỏa nhất. Chủ nhiệm Mâu rất tốt, đây không phải chỉ là lời khen ngợi. Đương nhiên anh ấy rất tốt với em, có lẽ lúc trước là do nể mặt vụ trưởng Phong. Nhưng sau này qua vài lần uống rượu cùng chủ nhiệm Mâu, có lúc say anh ấy mới nói thật lòng. Về phương diện năng lực chủ nhiệm Mâu cũng rất giỏi, anh ấy tốt nghiệp chính quy đại học tài chính. Cũng có thể coi là sinh viên già, chứ không phải cái gọi là văn bằng bổ túc trong trường đảng. Năng lực của chủ nhiệm Mâu ở vụ thì ai cũng biết, thì cứ lấy công tác văn phòng mà nói, giống như là có dầu bôi trơn khi làm việc. Chủ nhiệm Mâu xử lý mọi việc rất tốt. Đương nhiên, vận khí của chủ nhiệm Mâu không tốt, trước kia có người lãnh đạo cũ hay khen ngợi anh ta lại chuyển đi phụ trách nơi khác. Người đi trà nhạt cũng là việc thường thấy trong bộ. Lãnh đạo mới lên mặc dù từ phó tỉnh chuyển sang bộ tài chính, vẫn chỉ như đứa trẻ, lời nói chưa có nhiều uy quyền. Đặc biệt là việc điều chỉnh nhân sự trong vụ, nhân vật số 1 là quan trọng nhất. Hơn nữa chủ nhiệm Mâu cũng có nói, nếu anh ta có thể ngồi vào vị trí trưởng phòng, cũng sẽ đưa em lên theo. Hơn nữa, lập tức có thể đề bạt lên phó trưởng phòng. Diệp Tử Kỳ làm việc hơn một năm, kinh nghiệm cũng đã tích lũy được một chút rồi. Chương 1447, hôn nhân nhà quyền quý. Ừ, Diệp Phàm gật gật đầu. Vậy anh xem, chủ nhiệm Mâu có thể tới nhà chúng ta không? Diệp Tử Kỳ có chút hồi hộp, mắt nhìn Diệp Phàm, sợ Diệp Phàm không chịu giúp đỡ. Ha, ha, một vị trí trưởng phòng, đương nhiên không khó. Diệp Phàm cười, nhìn tam đệ, nói. Cũng không nhất thiết phải tới nhà, Hồng Diệp Bảo rất nổi bật, tôi và chú đều là người trong quan trường, đạo lý cây to đón gió chắc chú hiểu. Làm người phải khiêm nhường mới là đạo lý sinh tồn. Tử Kỳ đã hiểu rõ lời Diệp Phàm, vẻ mặt tươi cười, biết anh hai đã đồng ý gặp mặt chủ nhiệm Mâu. Sau khi về phòng, Diệp Phàm gọi điện cho vụ trưởng Phong, hỏi thăm về việc hai vị trí trưởng phòng. Vụ trưởng Phong cười. Thế nào, lẽ nào ông em có người bạn nào đó cũng nhắm vào vị trí này? Nói đùa rồi, tuy nhiên, nếu nhắm vào thật, vụ trưởng Phong chắc sẽ ra tay phải không? Diệp Phàm cười cười như nói đùa. Đương nhiên, vụ trưởng Phong không nói tới lời thứ hai, trực tiếp gật đầu. Vậy tôi xin nói thật. Diệp Phàm cười nói. Được, cậu nói đi, rốt cuộc là ai, thích vị trí nào? Phong Thanh Lục cười nói, cũng rất chân thành. Cùng với năng lực dần dần bộc lộ của Diệp Phàm, Phong Thanh Lục cũng đề cao Diệp Phàm tới mức ngang hàng, có thể tranh luận trực tiếp. Hơn nữa, biết Diệp Phàm và Kiều Viên Viên là bạn bè, Phong Thanh Lục luôn muốn kết thân với Diệp Phàm. Phong Thanh Lục cũng không còn trẻ, sắp 50 tuổi rồi. Nếu không tiến thêm một bước thì có lẽ vẫn dậm chân ở vị trí cấp sở, đương nhiên Phong Thanh Lục không cam tâm. Nếu Kiều Viễn Sơn gật đầu một cái, Phong Thanh Lục ít nhất cũng làm chức gì đó tương đương trợ lý bộ trưởng. Lãnh đạo Mâu thăng của em trai tôi, ha, ha. Diệp Phàm cười. Được, việc này cứ quyết vậy đi, tôi sẽ ra mặt nói giúp. Vụ trưởng Phong trả lời không chút do dự, nghĩ một chút rồi nói.
Nếu Tử Kỳ thích đồng hành cùng Mâu Thăng thì cho nó thăng chức cùng. Tôi nghĩ, Tử Kỳ cũng đã làm hơn một năm, có nên đề cử lên một cấp không? Cảm ơn Vụ trưởng Phong vẫn còn nhớ tới việc của Tử Kỳ. Lời nói của Diệp Phàm mang đầy hàm ý cảm ơn, dù tự mình ra mặt kiếm chức phó phòng cho em trai cũng không khó gì. Tuy nhiên, Vụ trưởng Phong vẫn là một vụ trưởng lớn, việc của em trai chăm sự nên nhờ người ta, chứng tỏ để Vụ trưởng Phong thực sự để bụng. Con đường của Tử Kỳ còn dài, nếu có thể giúp đỡ Vụ trưởng Phong một tay, cũng chính là trồng được một cái cây to cho em trai Tử Kỳ dựa bóng mát. Quá lời rồi, giữa chúng ta còn nói như vậy làm gì? Trấn Đào lần trước cũng có nói về cậu với tôi, nói là mặc dù không thể leo lên vị trí chủ tịch tỉnh, nhưng có thể leo lên bí thư quản lý đảng và quần chúng cũng đủ rồi. Hơn nữa, Trấn Đào mới 50, vẫn còn cơ hội phải không? Vụ trưởng Phong nói một cách thân mật. Diệp Phàm biết, những điều này đều lập trên cơ sở mình có năng lực hay không. Nếu mình không có năng lực, có lẽ, Vụ trưởng Phong cũng sẽ phớt lờ mình. Vụ trưởng Bộ Tài chính, tay nắm quyền tài chính, tùy nơi mà phân bổ, là đối tượng mà các quan viên đầu các tỉnh chạy theo. Điều này cũng hết cách, người ta trong túi có tiền, cho tay vào túi rút ra một cái là có mấy chục triệu. Điều này chứng minh chân lý của câu, có sữa thì là mẹ. Vụ trưởng Phong, có cơ hội tôi sẽ giới thiệu vài người bạn cho ông làm quen. Diệp Phàm cười nói. Cảm ơn, cảm ơn, cảm ơn. Phong Thanh Lục có chút kích động. Ông rốt cuộc đã đợi được tới lúc tên này mở mồm ra rồi. Diệp Phàm đã nói như vậy, chắc chắn những người đó là những nhân vật có ảnh hưởng tới việc lên chức của mình. Tuy nhiên, Phong Thanh Lục không dám hỏi là những ai, chỉ luôn miệng nói hai từ cảm ơn. Quá lời rồi phải không Vụ trưởng Phong? Ha, ha. Diệp Phàm thản nhiên cười, đặt điện thoại xuống. Hơn nữa, còn chưa nghĩ tới giới thiệu ai cho Phong Thanh Lục làm quen. Hắn đang nghĩ có cơ hội sẽ giới thiệu Phong Thanh Lục với Thứ trưởng Ninh Chí Hòa của Phí gia. Ninh Chí Hòa là Thứ trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Phí Nhất Hoàn vào thường vụ thì Ninh Chí Hòa như thuyền theo nước cũng dâng cao. Có lẽ, bước tiếp theo chính là Thứ trưởng Thường trực Ban Tổ chức Trung ương. Nếu muốn làm Chủ tịch tỉnh hoặc là Phó Bí thư tỉnh ủy của tỉnh nào, ông ta đều có thể giúp đỡ Phong Thanh Lục, chắc hẳn Phong Thanh Lục mà biết được thì ngay cả ngủ cũng không ngon. Đương nhiên, việc này vẫn phải hỏi được ý kiến của Ninh Chí Hòa. Nếu ông ta không muốn gặp Phong Thanh Lục thì cũng hết cách. May mà Diệp Phàm đã nghe ngóng qua, Phong Thanh Lục chỉ là vụ trưởng, cũng không có phe phái phức tạp gì. Ông ta vẫn chưa đủ tư cách lọt vào mắt mấy tập đoàn chính trị ở thủ đô. Đây có lẽ cũng là một nỗi đau. Cán bộ ở địa phương coi vụ trưởng trong Bộ Tài chính như thần tài. Ở thủ đô không có mấy người trong nhóm chính phủ coi trọng, trong mắt họ chỉ có những quan lớn từ cấp phó chủ tịch tỉnh. Cán bộ các phòng ban ở thủ đô chỉ có thể đảm đương chức, chó canh cửa, mà thứ đó ở nơi này có quá nhiều. Bất cứ ở bộ nào cũng có thể lôi ra mời mấy vụ trưởng, thậm chí cả cán bộ tương đương vụ trưởng ở các phòng ban khác, mỗi bộ không có tới cả trăm thì cũng phải mấy chục người. Thủ đô có bao nhiêu ban, bộ và các cơ quan đồng cấp cho nên số cán bộ như thế này đếm mãi cũng không hết. Buổi sáng hôm sau lại đúng sáng thứ bảy. Diệp Phàm sau khi lười nhác ngủ một giấc, thì gọi điện cho Phí Điệp Vũ, cười nói. Gần đây sống có tốt không? Vẫn tốt. Phí Điệp Vũ không lạnh nhạt, cũng chẳng nhiệt tình trả lời. Buổi trưa nếu tiện thì gọi Hòa Hòa đi ăn bữa cơm nhạt, thế nào? Diệp Phàm nói. Việc gì? Phí Điệp Vũ không dễ bị lừa, vừa mở miệng đã đoán ra tên này hẳn có việc muốn nhờ. Ha, ha, vẫn là tên tiểu tử của nhà Mai gia, gần đây suốt ngày làm phiền anh, phiền tới mức không chịu được. Diệp Phàm cười nói. Phiền việc gì, anh là sư phụ của hắn dám làm phiền anh, vậy không phải tìm phiền phức rồi sao? Phí Điệp Vũ cười khanh khách, vui vẻ với tai họa của người khác. Hai, chính là người sư phụ này bị làm âm ý đây này. Em nói xem, Thiên Kiệt là đồ đệ của anh, việc lớn cả đời của đồ đệ có phải là người sư phụ như anh nên lo không? Phiền toái đây. Diệp Phàm thở dài. Việc lớn cả đời, cần anh lo. Có phải anh nói đùa không? Cháu của ông Mai gia, bố con ông Mai gia không lo ư? Phí Điệp Vũ bị Diệp Phàm làm cho mơ hồ. Hai, Tư lệnh Mai đã giao phó rồi, việc này tôi từ chối không được. Giúp chút được không em gái? Diệp Phàm nói. Giúp thế nào, có phải việc liên quan tới Hòa Hòa? Phí Điệp Vũ cười nói. Ừ,
tên tiểu tử này gần đây chúng bùa mê rồi. Thấy Hòa Hòa không để ý đến nó, thì nó luôn tới làm phiền anh, nói Phí Nhất Độ gọi anh là đại ca thì anh nên ra mặt giúp nó chuyện này. Hơn nữa, nó còn luôn cằn nhằn là lúc đầu vì giúp anh nên mới gặp Hòa Hòa. Em xem, đây là việc gì chứ, phiền chết được. Diệp Phàm hậm hừ nói. Hi, hi, lúc đầu anh rất vênh váo, đem Thiết Chiêm Hùng, Lang Phá Thiên đến Phí Gia Trang để dương oai. Bây giờ biết đã gây họa rồi, nên việc của anh, em chẳng giúp được gì đâu. Hơn nữa, lúc đầu anh hung dữ vậy, em vẫn còn sợ. Phí Điệp Vũ vừa nói tới đây, đột nhiên nhớ tới hôm đó lúc đang cãi nhau dường như bị hắn ôm, nhất thời thấy xấu hổ, không nói nữa. Trời đất chứng giám, lúc đó anh chỉ muốn thử năng lực của Phí Gia. Dù sao chúng ta là người một nhà, phải không? Chẳng lẽ em dương mắt nhìn Thiên Kiệt làm phiền anh mà không giúp đỡ? Việc này, một mình đại lão gia như anh cũng khó nói chuyện với Hòa Hòa, phải không? Hơn nữa, Hòa Hòa nhìn thấy anh như thấy kẻ thù, còn không đuổi anh ra khỏi nhà sao? Diệp Phàm kêu khổ. Bây giờ đã biết là người một nhà, hừ. Lúc đầu anh vênh váo thế, không xem em ra gì. Phí Điệp Vũ bắt đầu lôi những chuyện cũ ra nói. Anh không có mà. Diệp Phàm nghẹn họng, chắc hẳn những việc Phí Điệp Vũ nói chính là lần Phí Thanh Sơn tặng dây chuyền chim ưng cho mình. Lần đó, mình cũng có băn khoăn, sợ Phí Thanh Sơn tặng dây chuyền là có ý gì khác. Đơn giản là đưa lễ vật đính hôn gì đí. Mình có Kiều Viên Viên rồi, hơn nữa ở Phượng Gia còn có một cô bé cũng không rõ ràng với mình. Việc này, mặc dù nó chân đạp nhiều thuyền rất hạnh phúc, nhưng cũng rất là phiền. Làm thằng đàn ông, Diệp Phàm đương nhiên cũng có ý tưởng có hậu cung như thời cổ đại. Nhưng, cô bé Phượng Gia, đại tiểu thư nhà Kiều Gia, đại tiểu thư nhà Phí Gia, người nào là dễ chọc giận đây? Chính họ có tự nguyện âm thầm đi theo mình, chắc hẳn những gia tộc này cũng sẽ nuốt chừng mình. Không có, hôm đó thì sao? Phí Điệp Vũ giấu câu hỏi trong lòng, im lặng trong chốc lát rồi nói. Có khi tối rảnh, buổi trưa Hòa Hòa muốn ngủ nướng một giấc. Được, vậy thì buổi tối đi. Diệp Phàm nói. Anh nhiệt tình làm bà mối như vậy, bên trong chắc chắn là có việc đúng không? Phí Điệp Vũ trong câu hỏi lộ rõ vẻ quan tâm. Ừ, có một chút liên quan đến Phí Gia các em. Diệp Phàm nói. Có liên quan tới Phí Gia, là việc gì? Phí Điệp Vũ thấy có hứng thú hỏi. Là việc của Hướng Phi. Hướng Phi muốn tới Thủy Châu làm phó sư trưởng sư đoàn A. Mà việc này anh phải đi nhờ Mai Tư Lệnh. Cho nên việc mà Mai Tư Lệnh nhờ anh nhất định phải làm, phải không? Nên biết, sắp xếp vị trí phó sư trưởng A cũng rất khó, có lẽ ông cụ Mai ra phải ra mặt ở quân ủy mới xong. Diệp Phàm nói. Thì ra là vậy, xem ra, Mai Tư Lệnh cũng có ý này phải không? Phí Điệp Vũ thận trọng. Nên biết, các gia đình quyền quý ở thủ đô lấy hôn nhân làm cầu nối cũng là việc vô cùng quan trọng. Chứ không đơn giản là việc kết hôn của một đôi nam nữ. Hai nhà quyền quý kết thân, đại diện cho chính kiến bất đồng của hai gia đình mà có thể thống nhất nên mỗi lần xảy ra chuyện thế này khắp nơi đều quan tâm chú ý. Có lẽ, sự kết hợp của một tập đoàn mới sẽ đem lại hiệu quả và lợi ích như loạt quân bài domino. Đúng vậy, việc này chính miệng Mai Tư Lệnh nói với anh, tuy nhiên, anh vẫn phải hỏi ý kiến của Hòa Hòa, còn ý kiến của trưởng ban Ninh cũng rất quan trọng. Hay là em nghe ngóng giúp anh thử xem cách nghĩ của trưởng ban Ninh thế nào. Nếu Ninh gia không có ý này thì thôi nhé. Bằng không, làm linh tinh lại loạn hết cả lên thì chẳng tốt chút nào. Diệp Phàm cũng có chút khó xử. Được, em sẽ thăm dò cách nghĩ của Dượng trước. Việc này cần thận trọng chút. Phí Điệp Vũ cũng nghiêm túc hơn, biết là việc này rất lớn, không qua loa được. Hai, nhà quyền quý, về mặt này còn không tự do bằng những người bình dân sống trên núi chúng ta. Thật thích thú. Diệp Phàm thở dài. Bình dân thì tự do, nhưng không có cuộc sống hưởng thụ như những nhà quyền quý, chỉ có thể nói mỗi người một khác, muốn tự do thì khó có cuộc sống như của tầng lớp trên được. Có rất nhiều người muốn cuộc sống của tầng lớp trên, con người ta, thật khó toàn vẹn, giống hôn nhân của gia đình quyền quý, liên quan mật thiết tới sự tồn vong của danh lợi. Kết hôn chỉ là biểu tượng, vì chính trị mà kết hôn. Sau khi kết hôn rồi hai người lại giống như hai kẻ xa lạ đi trên con đường của riêng mình. Nhưng trước mặt mọi người, họ vẫn là một đôi ân ái, cuộc sống, đeo mặt nạ cũng khó khăn với họ. Em nghĩ, xã hội thay đổi rồi, vì cái gì mà nhất định phải môn đăng hộ đối. Chỉ cần hai bên yêu mến,
lo lắng nhiều như vậy làm gì? 2. Phí Điệp Vũ cũng có chút cảm thán. Chương 1448, Phụ trưởng Phong từ bỏ thể diện. Nói thì dễ nhưng làm mới khó. Diệp Phàm thở dài, nghĩ tới tình cảm trắc trở của mình với Kiều Viên Viên mà có chút chua xót. Vừa ăn xong bữa sáng, Diệp Tử Kỳ tới, nói. Anh, chủ nhiệm Mâu nói buổi trưa mời anh ăn cơm. Ăn trưa, được. Diệp Phàm cười cười, biết rõ việc này em trai đã sớm nói với chủ nhiệm Mâu Thăng rồi. Đã tới chào hỏi vụ trưởng Phong, đã nợ người ta món ân tình, gặp mặt Mâu Thăng một chút có sao, hơn nữa việc của em trai còn phải nhờ anh ta giúp đỡ. Vậy em gọi điện lại cho chủ nhiệm Mâu. Diệp Tử Kỳ rất vui mừng, có thể giúp việc cho cấp trên đương nhiên vui mừng. Việc này, có lẽ chính là niềm vui của thuộc cấp. Chú gọi đi. Diệp Phàm gật đầu, trong lòng cũng thấy thoải mái, có thể giúp người trong nhà, mình cũng vui mà người nhà cũng vui vẻ. Anh, chủ nhiệm Mâu còn có một người thân rất nổi tiếng. Lúc đó, Diệp Tử Kỳ nhìn Diệp Phàm, đột nhiên nói. Rất nổi tiếng. Nổi tiếng tới mức nào? Diệp Phàm cười ha ha, liếc mắt nhìn Diệp Tử Kỳ, cảm thấy em trai đã nói quá lên rồi. Việc này, vấn đề còn không phải nằm ở cách nhìn sao, à đối với những người nông dân bình thường, chủ tịch huyện cũng là một chức quan rất to rồi, nhưng với con cháu nhà quyền quý, chủ tịch tỉnh cũng chẳng là gì. Cho nên chỉ là vấn đề cách nhìn mà thôi, đã thấy thế giới rộng lớn rồi, tự nhiên cách nhìn cũng được nâng cao. Em trai có cách nhìn của người mới đi làm. Có lẽ cũng do chưa tiếp xúc với nhiều người ở tầng lớp trên. Thật sự rất nổi tiếng, là chú út của chủ nhiệm Mâu, tên là Mâu Trung Ninh, nghe nói là viện sĩ của Viện Kiến trúc, rất am hiểu những vấn đề kiến trúc và quy hoạch toàn thành phố, lời nói rất có uy tín. Diệp Tử Kỳ thật thà nói. Mâu Trung Ninh, viện sĩ Viện Kiến trúc, là thật sao? Diệp Phàm đột nhiên nghiêm túc hẳn, nghĩ tới khu kinh tế mới Hồng Liên. Nếu có thể đem tài liệu quy hoạch khu kinh tế mới cho Mâu Trung Ninh xem, người ta là chuyên gia chắc sẽ có những góp ý thích đáng. Không chừng quy hoạch kiến trúc tổng thể khu kinh tế mới Hồng Liên có chuyển biến lớn. Lần trước lúc Diệp Phàm hứng chí lên nói là phương án quy hoạch của Hồng Liên đã đưa cho những viện sĩ xem, thực tế lúc đó chỉ vì tạo thế, căn bản vốn không phải như vậy. Là thật, em gặp qua một lần. Nếu anh không tin, tra trong mục lục viện sĩ sẽ thấy. Diệp Tử Kỳ nói, thế thì lạ nhỉ, Mâu viện sĩ nổi tiếng như vậy, sao không giúp được Mâu chủ nhiệm chiếm lấy vị trí đó? Diệp Phàm lầm bầm tự hỏi, việc này, chủ nhiệm Mâu nói chú mình là một con mọt sách. Diệp Tử Kỳ nói, có lẽ vậy, người nghiên cứu đều bỏ qua quan hệ, nhờ vả quả thực đã làm khó họ. Vậy như thế này đi, chú nói với chủ nhiệm Mâu một tiếng, bữa trưa nay tôi mời, có thể mời cả chú út của anh ta tới không, tôi nghĩ. Hôm nay vừa đúng thứ bảy, ông ấy chắc rảnh. Diệp Phàm nói. Diệp Tử Kỳ gọi điện thoại, lúc sau nói là Mâu Trung Ninh vẫn đang ở Kinh Tân, tuy nhiên, chủ nhiệm Mâu cũng nói, chú út của anh buổi trưa sẽ về tới, đang trên đường về rồi. Xem ra Mâu Thăng rất coi trọng việc lên chức này, ngay cả chú út khi cần cũng bị thúc giục quay về. Hơn 10 giờ, Phí Điệp Vũ gọi điện tới, nói mình không thể hiểu thái độ của Dượng. Dượng cô nói nếu Hòa Hòa không có ý kiến thì có thể nói chuyện trước đã. Bây giờ là thời đại yêu đương tự do, ông không muốn can dự nhiều vào chuyện này. Mặc dù Ninh Chí Hòa nói như vậy, nhưng Diệp Phàm biết, Ninh Chí Hòa cũng tương đối hài lòng với Mai Gia, nếu Mai Thiên Kiệt chỉ là con cháu một gia đình bình dân, chắc chắn Ninh Chí Hòa sẽ không nói vậy. Việc này vốn là như vậy, môn đăng hộ đối, rồi thì đương nhiên có thể tự do yêu đương. Đương nhiên. Phí gia bây giờ chắc chắn cũng cần quân đội ủng hộ, nếu Ninh Hòa Hòa có thể kết hôn với Mai Thiên Kiệt, đối với hai nhà Phí, Mai đều có lợi. Mà Mai gia càng cần dựa vào bóng mát của cây to Phí gia. Tuy nhiên, sau cùng Phí Điệp Vũ nói quyết định vào buổi trưa, Diệp Phàm mời cơm. Hắn vừa nghe thấy đã cuống lên, hỏi. Có thể chuyển sang buổi tối không? Phí Điệp Vũ nói. Không được, buổi tối Phí gia bận rồi. Dừng một chút lại nói. Anh không biết, con nhà đầu Hòa Hòa rất cá tính. Không dễ dàng gì mà em nói nó đi gặp Mai Thiên Kiệt. Nếu anh chuyển sang buổi tối thì không còn cơ hội nữa, sau này muốn tìm cơ hội khác sẽ rất khó. Buổi trưa anh mời viện sĩ Mâu Trung Ninh ăn cơm, em cũng biết anh là người phụ trách khu Hồng Liên. Sau khi quy hoạch lại toàn bộ muốn đưa tài liệu này nhờ Mâu viện sĩ xem giúp, thật không đúng lúc. Mâu viện sĩ là người bận rộn,
mời ông ta ăn bữa cơm chẳng dễ dàng gì. Diệp Phàm đành nói thật. Ồ, ra vậy, các viện sĩ ở mỗi phương diện đều như Thái Sơn trong cả nước, rất bận, nhưng bên anh chỉ có mấy người, cùng ăn bữa cơm là được. Người như Mâu viện sĩ em cũng muốn gặp xem, nghe nói rất nổi tiếng. Phí Điệp Vũ lại rất có hứng thú. Vậy đi, đặt chỗ trước ở khách sạn Hoàng Thành Căn nhé. Diệp Phàm cười nói. Sau khi đặt điện thoại xuống, nghĩ một chút, Diệp Phàm lại gọi điện cho Phong Thanh Lục. Đã nợ người ta ân tình, cũng tính giới thiệu ông ta với người của Bộ Tổ chức Trung ương là Phó Bộ trưởng Ninh Chí Hòa. Vậy chi bằng giới thiệu cho ông ta tiếp xúc với người của Ninh gia trước chẳng tốt sao, có lẽ Phong Thanh Lục đầu óc linh hoạt, thông qua Ninh Hòa Hòa lại tiếp cận được Ninh Chí Hòa, vậy có phải mình đỡ chút công sức? Phong Thanh Lục cười, nói. Bí thư Diệp tới thủ đô rồi, sao không nói một tiếng? Hôm qua tôi còn tưởng anh ở Thủy Châu, bữa cơm trưa nay tôi mời. Ha, ha, lần này anh tới làm khách là được, tôi mời. Vẫn còn mấy người bạn nữa. Diệp Phàm cũng cười. Được, anh mời, tôi thanh toán là được. Việc này quyết vậy đi, đừng giành với tôi. Anh tới thủ đô, tôi không mời được bữa cơm còn gọi gì là người của Bộ Tài chính. Ha ha, Phong Thanh Lục cười nói. Vậy cũng được. Diệp Phàm bất đắc dĩ nói. Dù sao Phong Thanh Lục cũng là vụ trưởng Bộ Tài chính, lẽ nào không mời lại được bữa cơm, vậy thì thật đáng cười. Buổi trưa, Diệp Từ Kỳ tới khách sạn Hoàng Thành Căn từ sớm, chắc chắn là cùng lãnh đạo của mình chủ nhiệm Mâu thương lượng xem sắp xếp thế nào. Xe của Diệp Phàm vừa dừng, cửa xe nhẹ mở. Ngoài cửa là một người chưa tới 30 tuổi, tướng mạo bình thường. Nhưng lúc này anh ta đang nở nụ cười khiêm nhường. Bí thư Diệp, thường nghe Từ Kỳ nói về đại danh của anh. Nghe nói bí thư Diệp còn nhận được sự ngợi khen của hiệu trưởng Đường. Lần này đã gặp được anh rồi. Thật vinh hạnh. Anh là chủ nhiệm Mâu phải không? Mặc dù biết đây là người cần gặp, nhưng Diệp Phàm vẫn không dám khẳng định. Miệng nói cười cười, đưa một bàn tay ra bắt với chủ nhiệm Mâu. Mà chủ nhiệm Mâu lại đưa cả hai tay ra nắm chặt lấy bàn tay của Diệp Phàm, nắm chặt như vậy phải tới nửa phút. Sau đó chỉ sang một người tóc bạc trắng. Mặc chiếc áo kiểu Tôn Trung Sơn đứng bên cạnh, vẫn im lặng từ nãy tới giờ, nói. Ông ấy chính là chú út của tôi, Mâu Trung Ninh. Chào ngài, viện sĩ Mâu, gạch nối. Diệp Phàm vừa nghe giới thiệu, vội bước tới trước, nắm chặt bàn tay của Mâu Trung Ninh. Xem anh kìa, tôi cảm thấy mình thật sự đã già lắm rồi, ha, ha. Mâu viện sĩ vẻ mặt thân thiết, cười nói. Mâu viện sĩ chưa già. Thật ra chính là tôi vẫn quá non nớt. Diệp Phàm khiêm tốn nói. Non nớt, không, không, Diệp bí thư trẻ như vậy đã là phó bí thư thành phố Thủy Châu, còn kiêm chức bí thư của khu kinh tế mới Hồng Liên nữa. Về điểm này, Mâu mỗ vô cùng khâm phục, lúc còn trẻ như anh bây giờ, tôi vẫn còn đang khổ sở học hành đấy. Mâu Trung Ninh cười cười nói. Mâu viện sĩ là người học vấn cao, tôi làm sao dám so sánh với ngài. Diệp Phàm cười, lại nhìn Mâu Thăng, nói. Từ Kỳ suốt ngày nói với tôi rằng lãnh đạo của nó chiếu cố nó như thế nào. Tôi nói với Từ Kỳ, lãnh đạo đã xem trọng chú, thì chú cố gắng làm việc, làm có thành tích thì có hy vọng ngồi vào cương vị công tác quan trọng. Ha, ha, chủ nhiệm Mâu, cảm ơn anh. Nên như thế, hơn nữa, Từ Kỳ cũng không ngừng vươn lên, lại tốt nghiệp ở trường đại học danh tiếng. Tự anh ta đã làm rất tốt. Về điểm này, tất cả đồng sự làm việc trong phòng đều công nhận. Tôi có chiếu cố gì anh ta đâu, mà giống như bạn bè vậy, là đôi bạn cùng uống rượu nói chuyện không thể thiếu. Nếu nói cảm ơn, tôi còn phải cảm ơn bí thư Diệp đã cho tôi một người cấp dưới biết làm việc như vậy. Mâu Thăng rất khiêm tốn, hơi uốn cong người nói những lời này. Anh ta luôn có thái độ khiêm tốn đối với Diệp Phàm. Chủ nhiệm Mâu, hôm nay vẫn còn mấy người khách nữa. Diệp Phàm nói nhỏ, để tránh ánh mắt soi mói. Khách của Diệp bí thư chính là bạn của Mâu Thăng tôi. Ha, ha, càng đông càng vui, phải không? Mâu Thăng ngoài mặt thoải mái cười nói, trong lòng lại tự hỏi không biết khách Diệp bí thư mời là những nhân vật nào. Vừa mới nói chuyện điện thoại với vụ trưởng Phong. Diệp Phàm cười cười, nói. Cảm ơn. Mâu Thăng nói, càng tỏ vẻ cung kính. Lúc đó, một chiếc Audi dừng lại. Mâu Thăng vừa nhìn, ánh mắt mở lớn, lập tức tới trước mở cửa xe, bởi vì chiếc xe của vụ trưởng Phong anh ta đã rất quen thuộc rồi. Ha, ha.
ha, chủ nhiệm Mâu cũng ở đây à? Phong Thanh Lục lạnh nhạt bắt tay Mâu Thăng, ngay sau đó bước tới trước Diệp Phàm, cười nói. Bí thư Diệp, lần trước tạm biệt tới nay đã được một thời gian rồi. Chắc hơn một năm nhỉ? Diệp Phàm cười nói, rồi lại giới thiệu Mâu viện sĩ với Phong Thanh Lục, nhìn Mâu Thăng, Diệp Phàm cười như đang đùa, nói. Vụ trưởng Phong, chủ nhiệm Mâu là lãnh đạo của em trai tôi, anh cũng phải chiếu cố một chút đấy, nếu không Tử Kỳ sẽ suốt ngày lải nhải làm tôi điếc tai mất. Tới lúc đó, Tử Kỳ tới nhà vụ trưởng Phong lải nhải, vậy thì anh cũng chẳng tránh đi đâu được. Bí thư Diệp, Tử Kỳ cũng làm việc ở văn phòng hơn một năm rồi. Tôi thấy nên đổi tới nơi khác, có phải không? Vụ trưởng Phong không trả lời, lại hỏi một câu khác. Câu nói này khiến Diệp Phàm thấy trong lòng thoải mái. Vụ trưởng Phong đã nói, đổi tới nơi khác chính là có ý đề bạt rồi. Không lâu sau, Mai Thiên Kiệt cũng tới. Tên nhãi này vẫn còn có chút nhăn nhó, âm thầm quan sát một vòng, không thấy Ninh Hòa Hòa, trong lòng cũng bình tĩnh lại một chút. Là nên đổi tới chỗ nào, vụ trưởng Phong cảm thấy nơi nào có thể rèn luyện cho nó thì cho nó tới đó. Ngọc mà không mài rũa thì không phát sáng, có việc gian khổ gì cứ việc sắp xếp cho nó làm. Có người nói, có gian khổ mới nên người, muốn nên người thì phải chịu khổ cực. Trên đời, xác suất mất đi sự rèn luyện cũng không ít. Mà con cháu Diệp gia chúng tôi từ nhỏ đã quen khổ cực rồi. Diệp Phàm cười nói, mấy người vào phòng đã đặt trước ngồi xuống. Được, tôi thấy gần đây trong vụ có mấy chỗ trống, Tử Kỳ cũng nên đề bạt vào chức phó phòng. Lúc này, vụ trưởng Phong nói thẳng ra như có ý lấy lòng. Chương 1449, xây dựng khu sinh thái Hồng Liên. Chuyện thăng lên chức phó phòng tôi thấy chủ nhiệm Mâu phải giúp một tay. Nếu như trên bộ còn một vị trí chống chủ nhiệm Mâu không phải cũng nên chuyển lên sao? Tới khi đó thực sự có cơ hội cũng có thể đưa Tử Kỳ qua đây. Diệp Phàm thản nhiên nói. Tôi sẽ về xem thế nào. Vụ trưởng Phong cười cười nói. Cảm ơn vụ trưởng. Mâu Thăng đứng dậy, nói cảm ơn Phong Thanh Lục sau đó hỏi Diệp Phàm có thể cho mang đồ ăn lên chưa? Chờ thêm lát nữa, vẫn còn mấy người bạn chưa tới. Diệp Phàm cười nói. Vừa nói dứt lời thì bên ngoài cửa có tiếng chuông, sau khi Diệp Tử Phàm mở cửa thì thấy là mấy người thanh niên, mà chủ yếu là con gái. Mai Thiên Kiệt vừa thấy lập tức lao ra như điên, ân cần hướng về phía Hòa Hòa nói. Hòa Hòa, mau vào đi, anh đem ghế cho em. Không có chuyện gì mà ân cần ngọt nhạt thì không phải gian cũng là tặc. Mai Thiên Kiệt giờ đã biết sự lợi hại của Hòa Hòa chưa? Phí Thảo Thảo miệng chua ngoa châm chọc Mai Thiên Kiệt. Tên này có chút đỏ mặt cười trừ nói. Không dám không dám. Điệp Vũ, Thảo Thảo, Hòa Hòa ngồi xuống đi các em. Diệp Phàm niềm nở tiếp đón. Nơi này làm gì có chỗ cho chúng em, các anh đều là quan cao chức lớn, bọn em chỉ là dân đen. Ninh Hòa Hòa tâm trạng không được vui, nhìn Diệp Phàm với ánh mắt kinh thường. Phong Thanh Lục và Mâu viện sĩ tuy không nói gì nhưng khá tò mò không biết ba cô gái này từ đâu ra. Sao lại nói chuyện với Diệp Phàm kiểu ấy? Thân phận của ba cô này nhất định phải xem xét tới. Mai Thiên Kiệt vừa nhìn thấy muốn bật cười nhưng không dám cười. Nhìn sư phụ, khuôn mặt đó tương đối khó chịu. Tiểu tử cậu muốn cười gì thì cười đi, đừng có ngồi đó bịt mồm lắc lắc phiền chết đi được. Diệp Phàm quay sang cốc đầu Mai Thiên Kiệt một cái. Tên này xoa xoa đầu giọng bất mãn nói. Sư phụ, lại đánh vào đầu con rồi. Đạn mà hỏng rồi thì Hòa Hòa biết tính làm sao. Đạn hỏng là đáng, cho mất trí thì càng tốt, khỏi phải cả ngày theo đuôi làm phiền người khác. Hòa Hòa không giữ lại cho Mai Thiên Kiệt chút thể diện. Thấy chưa, sau này tiểu tử cậu chắc chắn sẽ là một tên bị vợ quản chặt. Diệp Phàm hừ một tiếng, lườm cho tên đệ tử không có đầu óc kia một cái, có chút bất mãn với cái kiểu vô tích sự trước mắt đám con gái này của thằng đệ tử. Thật ra, Mai Thiên Kiệt không hề vô tích sự. Chỉ là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, trước mặt Hòa Hòa Mai Thiên Kiệt dường như trở thành một tên ăn hại. Sư phụ, việc này đệ tử tự nguyện. Mai Thiên Kiệt sau khi tuôn ra những lời đó còn ưỡn ngực tự mãn, Diệp Phàm hết chỗ nói với y. Lại muốn rút ra khỏi chuyện này, nhưng Mai Thiên Kiệt với Hòa Hòa sớm đã kè kè bên nhau rồi. Vừa nghe xong câu này, Ninh Hòa Hòa không ngờ lại có vẻ hơi đắc ý nhìn Diệp Phàm và Mai Thiên Kiệt. Lòng hư vinh của phụ nữ đã được thỏa mãn rồi. Điệp Vũ, Hòa Hòa giới thiệu với hai em, đây là vụ trưởng vụ kiến thiết kinh tế Bộ Tài chính Phong Thanh Lục,
còn vị này là viện sĩ danh tiếng lững lẫy nước ta ngài Mâu Trung Ninh. Diệp Phàm cười nói. Chào viện sĩ Mâu, chào vụ trưởng Phong ạ. Điệp Vũ và Hòa Hòa lễ phép chào hai vị khách lạ. Mấy cô đây là bạn của bí thư Diệp hả? Phong Thanh Lục cười nói. Ai thèm là bạn hắn, chúng cháu là kẻ thù của nhau. Ninh Hòa Hòa hừ nói. Phong Thanh Lục kinh ngạc, nhìn Diệp Phàm trong bụng muốn bật cười. Hòa Hòa cô ấy là thế đấy, thích nói ngược với suy nghĩ của mình. Lần sau gặp Bộ trưởng Ninh Anh nhất định sẽ nói với ông ấy. Diệp Phàm cố ý nói vậy, thật ra là đang muốn nhắc nhở Phong Thanh Lục. Hắn tin vụ trưởng Phong là một con người rất thông minh, nên khi nghe thấy thế sẽ có chút cân nhắc đến điều gì đó. Quả nhiên, không cần đợi Ninh Hòa Hòa phản ứng lại, Phong Thanh Lục nhìn Diệp Phàm một cái rồi cười nói. Bộ trưởng Ninh, không biết bố của Hòa Hòa công tác ở đâu vậy? Phòng quản lý chức nghiệp. Phí Thảo Thảo hừ một tiếng, Phong Thanh Lục chớp mí vài cái, trông có vẻ bình tĩnh nhưng thật ra trong lòng y đang gợn sóng. Không thể tưởng tượng được Ninh Hòa Hòa lại là con gái của Thứ trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Phong Thanh Lục trong lòng rất cảm kích Diệp Phàm, biết Diệp Phàm đã tạo cơ hội cho mình. Tôi cũng có cô con gái tên là Bạch Tuyết, cũng trạc tuổi cô bé Hòa Hòa đây. Phong Thanh Lục ấp úng, Ninh Hòa Hòa cũng có chút tò mò về Phong Bạch Tuyết, hai người bắt đầu nói chuyện nhiều hơn. Nhưng Mâu Thăng bỗng nhiên mặt mũi có chút kinh hãi, nhìn Diệp Tử Kỳ và Diệp Phàm một cái, trong lòng đang rên khẽ rằng mình hên, không ngờ lại may mắn gặp được Diệp Tử Kỳ. Diệp Phàm ghé sát tai vào viện sĩ Mâu đang ngồi bên cạnh nói. Viện sĩ Mâu, tôi có đem theo toàn bộ tài liệu quy hoạch có liên quan đến khu Thủy Châu Hồng Liên. Viện sĩ xem giúp tôi. Đồng chí là Thái Sơn bắt đầu trong lĩnh vực này, một vài ý kiến của đồng chí là điều cực kỳ quý báu. Được, đưa đây tôi xem. Viện sĩ Mâu vừa nhắc đến chuyên môn của y là y tỏ ra rất cao hứng, sau khi cầm tập tài liệu Diệp Phàm đưa ngay cả rượu cũng quên uống, chuyên tâm nghiên cứu đống tài liệu đó. Tất nhiên thấy Diệp Phàm giúp đỡ cháu Mâu Thăng thì viện sĩ Mâu tùy là chuyên gia học giả nhưng cũng phải hiểu mình nên làm một số chuyện giúp Diệp Phàm. Hơn nữa, Diệp Phàm cung cấp tài liệu rất đầy đủ, có cả băng ghi hình video đều có, diện mạo khái quát cả khu Hồng Liên đều hiện ra trước mắt. Từ những tài liệu này có thể thấy, sông Hồng Liên sắp thành một đống rác. Xử lý rác từ trước tới nay luôn là một vấn đề đau đầu khi thiết kế xây dựng thành phố. Đối với người trong nước thì việc thay đổi thói quen vứt rác bừa bãi của họ là một việc quá khó. Theo quan điểm của tôi cho rằng sông Hồng Liên là một thanh kiếm hai lưỡi. Vừa là trọng điểm xử lý rác thải của khu Hồng Liên vừa là cái cây dụng tiền của các anh. Viện sĩ Mâu nói chuyện rất đẳng cấp, ba chữ cây dụng tiền là ba chữ rất đắt. Cây dụng tiền ư, viện sĩ Mâu tôi không hiểu lắm, nếu là rác thải rồi thì làm sao mà biến thành cây dụng tiền được? Diệp Phàm khiêm tốn hỏi. Ha ha, rất đơn giản, chắc chắn là anh cũng có phát hiện gì rồi thì mới quay video tỉ mỉ chi tiết như thế. Tôi thấy anh cũng rất quan tâm đến sông Hồng Liên. Chắc là cũng muốn kiến thiết nó thành một đường huyết mạch đa chức năng. Ý tưởng này tốt lắm, anh xem, khu Thiên Đông, quận Hoành Đô, quận Mã Cảng ba khu vực thuộc khu Hồng Liên này nối liền nhau bao quanh sông Hồng Liên. Nó tựa như huyết quản của con người, nếu sử dụng mà bị tổn hao thì cơ thể nhất định sẽ bị thương tổn nhưng nếu quy hoạch sông Hồng Liên này có hiệu quả thì nó sẽ mang lại cho sự phát triển của khu Hồng Liên những lợi ích không thể tưởng tượng. Anh xem một loạt các cảnh quan nổi tiếng như Thất Huyền Tam Phường, Hồng Nham Nhai, thuyền chính học đường Triều Thanh, còn có nhà bảo tàng Thủy Châu, sân thể dục, những nơi này đều mang tính biểu tượng, là cảnh quan thiên nhiên trời ban. Cùng với những di tích quý giá mang tính văn hóa mà ông cha để lại ở mảnh đất xung quanh sông Hồng Liên. Nội Hà thật ra là con sông sinh thái văn hóa kết hợp văn hóa giữa xưa và nay. Nếu tận dụng nó một cách hợp lý thì phế thải sẽ biến thành bảo ngọc. Nói nó là cây dụng tiền cũng không quá. Viện sĩ Mâu điềm nhiên cười nói. Lúc trước tôi cũng có ý tưởng này nhưng sông Hồng Liên là nội hà, nếu như muốn làm nó sinh lợi thì bắt buộc phải khai thông nó với bên ngoài. Hiện tại tuy nói nó cũng có thể liên thông ra bên ngoài rồi nhưng mặt sông hơi hẹp, nếu mưa to thì có thể sinh hỏa. Khai thông và mở rộng tất nhiên là được nhưng đầu tư vào nó giống như bỏ tiền vào cái thùng không đáy. Ngay cả tài chính của khu Hồng Liên chúng tôi. Chắc hẳn phải dùng tất cả tiền bạc của 10 năm cộng lại thì cũng không làm cho nó sinh lợi được. Diệp Phàm thở dài, nghĩ đến hiện trạng nghĩ đến tài chính của Hồng Liên bây giờ mà nhíu cả mày. Không phải là không có biện pháp, cái chính là có thể làm được những dự án này không?
Tôi nghĩ, Thủy Châu cũng là một thành phố cổ kính, nghe nói ở nước ngoài ví dụ như các nước Đông Nam Á như Singapore kiều bào rất nhiều, chẳng nhẽ họ lại không yêu sông Hồng Liên, tuyệt đối không thể như thế. Huy động vốn việc này có thể nhờ đến tỉnh, bộ, rất nhiều nơi khác miễn là trả lại được, ngoài ra còn có thể khai thác tiềm lực vốn đó từ bản thân mình. Ví dụ có thể đem sông Hồng Liên ra để làm phương thức đấu thầu phương thức hợp tác với một số các tập đoàn tài chính kinh doanh, thực hiện các dự án du lịch, ví như làm dự án du lịch Châu Giang mới được có nửa năm mà lợi nhuận thu về đã tương đối cao rồi. Hơn nữa tạo ra một hành lang cảnh quan dài, thì yêu cầu thành phố đó phải phát triển, bệnh viện và trường học là điểm mấu chốt. Viện sĩ Mâu thao thao bất tuyệt nói, Diệp Phàm tỏ rõ sự khâm phục, hắn nhiệt tình mời viện sĩ Mâu tới Hồng Liên một chuyến. Viện sĩ cũng vui vẻ nhận lời. Bí thư Diệp, nói đến việc xử lý rác thải tôi có một ý tưởng. Vụ trưởng Phong cười nói, khi nãy Phong Thanh Lục nói chuyện với Ninh Hòa Hòa xong tâm trạng có vẻ rất tốt. Xem này, nói tới chuyện không có tiền tôi lại quên mất ông thần tài như ông, có chủ ý gì hay xin vụ trưởng Phong cứ nói, Diệp tôi đây xin giỏng tai nghe. Diệp Phàm biết Phong Thanh Lục muốn kiểu có qua có lại mới toại lòng nhau. Bản thân là vụ trưởng vụ kiến thiết tài chính bộ tài chính, tùy ý ứng ra ít tiền cho một dự án là điều không khó. Vừa rồi nghe anh nói chuyện với viện sĩ Mâu, tôi biết xung quanh sông Hồng Liên có rất nhiều cổ tích văn hóa. Có phải là muốn lấy mục đích là bảo tồn những di tích văn hóa cổ để xin bộ cấp cho ít tiền? Hiện giờ đất nước ngày càng coi trọng việc bảo tồn những di tích cổ như thuyền chính học đường mà các anh nói. Nếu sông Hồng Liên trở thành một bãi chứa rác thải thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng tới việc bảo tồn các di tích cổ. Để bảo vệ những di tích cổ có nên cấp tiền đầu tư không? Phong Thanh Lục mỉm cười nói. Như thế thì tốt rồi, vụ trưởng Phong tôi sẽ sắp xếp người nghiên cứu điều tra ngay lập tức, sau đó sẽ gửi tài liệu trình lên cấp trên. Việc này có lẽ phải làm phiền đồng chí chuyển giúp hộ. Diệp Phàm cười nói, thật ra, những chủ ý mà Phong Thanh Lục nói cũng chẳng có gì to tát. Giống như cái loại giấy báo cáo thường chẳng mang lại được bao nhiêu tiền, nếu như muốn tạo ra tiền thì cái di tích cổ này của anh phải tăng cấp lên bảo tồn cấp quốc gia. Kiểu dạng như di sản văn hóa thế giới, cái gọi là di tích cổ sông Hồng Liên ấy chẳng có gì vang dội. Nhưng thuyền chính học đường vẫn là một di tích nổi tiếng, chỉ là chưa được khai thác một cách triệt để thôi. Đương nhiên có sự ra mặt của Phong Thanh Lục thì khác. Đơn giản chỉ là tìm một lý do tích cực hay không đều không quan trọng. Cái cốt yếu là có người ở bộ giúp mình được hay không, đây mới là điểm lấy được tiền. Phong Thanh Lục đề xuất ra chủ ý này chắc chắn là y đã nắm chắc được việc sẽ lấy được tiền. Mai Thiên Kiệt mải mê nói chuyện với Ninh Hòa Hòa, tâm trạng của thằng nhãi này rất thoải mái, tán gẫu rất hăng, xem ra tên nhãi này đã rơi vào lưới tình thật rồi. Chỉ có Phí Vũ Điệp không biết nói gì, chỉ yên lặng ngồi chăm chú nghe Diệp Phàm nói chuyện với viện sĩ Mâu. Diệp Phàm đưa mắt phát hiện thấy cô này đang chăm chú lắng nghe, trong lòng cũng có chút bối rối. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 1450, thái độ kiên quyết của Đoàn Hải Thiên. Sau khi trở về Thủy Châu, Diệp Phàm đã mở một hội nghị thường vụ liên quan đến những gì viện sĩ Mâu nói về kế hoạch chuẩn bị hoàn thiện lại dự án Hồng Liên. Trước khi họp, Diệp Phàm đã báo cáo một cách tỉ mỉ với Phó Chủ tịch thành phố Chu với Đoàn Hải Thiên. Đối với việc quy hoạch khu Hồng Liên như lời viện sĩ Mâu đã nói, Phó Chủ tịch thành phố Chu Sâm Mộc điềm nhiên tin rằng Diệp Phàm sẽ làm được. Bí thư Đoàn nghe Diệp Phàm báo cáo xong tươi cười nói. Lần này tới Bắc Kinh quả không uổng. Về phương diện công trình kiến trúc thành phố, quy hoạch thành phố thì viện sĩ Mâu là người có quyền uy. Anh phải tận dụng tốt cơ hội này để nhanh chóng hoàn thiện kế hoạch quy hoạch toàn bộ khu vực. Không được làm cái kiểu hai ngày giải đường ba ngày sau lại phá. Hết giải lại phát hết phá lại giải, phải thiết kế sao cho mạng lưới quản lý thành phố đi vào quy củ. Hơn nữa, phải tập trung hết sức vào đó. Tôi không hy vọng sẽ nhìn thấy cảnh tượng gồ ghề khắp nơi, phải cố gắng làm cho đâu ra đấy, còn nữa phải nhanh chóng xúc tiến việc xin hỗ trợ tiền từ Bộ Tài chính. Anh mau hoàn thiện tài liệu để tôi đưa luôn lên tỉnh, nếu có thể đưa nghị quyết của Hội nghị Thường vụ Nam Phúc lên mặt báo thì càng tốt. Về việc này, đồng chí có thể thương lượng một chút với Bí thư Tề, Bí thư Thiết Thác, Bộ trưởng Minh Châu. Tận dụng triệt để những tài nguyên trong tay mình đang có, tranh thủ để hội nghị chỉ cần họp một lần là có thể thông qua. Diệp Phàm, có tiền mới làm được việc. Về chức năng của sông Hồng Liên, nếu đầu tư thì sẽ là một cái động không đáy,
nhưng nếu đồng chí đã có quyết tâm như thế thì tôi ủng hộ đồng chí vô điều kiện. Tôi đã sắp xếp đồng chí Vệ Sơ Tịnh phụ trách công việc này rồi. Còn nữa, Bí Thư Đoàn, tôi định lấy việc viện sĩ Mâu xuống khu ta để long trọng tổ chức một hoạt động tuyên truyền. Mượn cơ hội này để nói rõ về kế hoạch khu Hồng Liên và sông Hồng Liên. Sự khác nhau giữa một sản phẩm được quảng cáo PR rầm rộ với một sản phẩm không có gì rất lớn. Tôi định coi sông Hồng Liên như một sản phẩm để giải quyết nó. Nói đi, đồng chí có cần hỗ trợ của đài truyền hình không? Đoàn Hải Thiên nói. Vâng. Diệp Phàm gật gật đầu. Được, khi nào viện sĩ xuống tôi sẽ nói một tiếng với trưởng ban Vương của ban tuyên truyền. Tới lúc đó các anh sẽ làm cái chuyên đề cho đài truyền hình, mở rộng thêm phạm vi tuyên truyền cho khu chức năng Hồng Hà. Đoàn Hải Thiên thẳng thắn bày tỏ thái độ. Về tới tỉnh, Diệp Phàm giao cho Vệ Sơ Tịnh làm một số chuyện. Vệ Sơ Tịnh mang theo người lẫn phương tiện đi suốt một tuần, điều tra nghiên cứu về cách thức mở rộng toàn khu Hồng Liên như một vài gợi ý của viện sĩ Mâu để thu thập số liệu xác thực cung cấp cho viện sĩ Mâu sắp xuống khảo sát tình hình và cho hội nghị thường vụ do Diệp Phàm triệu tập. Để thuyết phục chủ tịch quận Trương ủng hộ mình, Diệp Phàm đã đích thân tới văn phòng Trương Lăng Nguyên. Văn phòng của Trương Lăng Nguyên nằm ở một tầng khác, vốn tòa lầu nhà máy khóa Kỳ Lâm đang sửa chữa. Tất nhiên, khi đó cái được gọi là xây nhà lầu ấy thật là nhà ngang. Ở giữa là một lối đi nhỏ, hai bên có một căn phòng. Giữa phòng không có ánh sáng mà tối om. Hơn nữa, sàn gác lại lát gỗ, đi lên là phát ra tiếng cọt kẹt. Các nhân viên dù đã cố gắng đi cẩn thận nhưng đường lối vẫn rất bẩn và bừa bộn, tiếng cọt xét không ngừng bên tai. Nhìn thấy Diệp Phàm tới, ai gặp đều tỏ ra cung kính lên tiếng chào. Chào Bí Thư Diệp. Mọi người đều vất vả rồi cố gắng thêm vài tháng nữa là chúng ta sẽ có nhà mới. Diệp Phàm cười ha hả, vẻ mặt thân thiết. Không vất vả. Một vài nhân viên cười đáp. Nói không vất vả là nói dối nhưng nghĩ về tòa nhà mới của chúng ta, sau khi khu Hồng Liên được quy hoạch lại tất cả chúng ta đều có công lao có đúng không? Diệp Phàm động viên mọi người. Ngồi ngồi đi Bí Thư Diệp. Trương Lăng Nguyên đang đợi thư ký Tiểu Vương ở cửa có việc gì đó. Vừa nhìn thấy Diệp Phàm tới liền nhiệt tình chào hỏi mời mọc Diệp Phàm vào văn phòng. Hơn nữa nhất định phải mời Diệp Phàm ngồi vào chỗ của mình. Nhưng Diệp Phàm không ngồi mà ngồi cạnh góc ghế sofa. Tuy nói mình là nhân vật số một nhưng đây là địa bàn của Trương Lăng Nguyên, cướp địa bàn của người sẽ bị người ta hận. Lăng Nguyên, văn phòng của anh nhìn cũng nát rồi nhỉ, sao không làm sửa sang qua loa tí đi? Không nên quá tiết kiệm. Diệp Phàm liếc mắt nhìn quanh một cái rồi cười nói. Dù sao cũng ở được không lâu nữa, làm cũng lãng phí. Tòa nhà mới của chúng ta đã xây được một tầng rồi. Tôi đã giao cho nhà thầu thiết kế, trong trường hợp phải bảo đảm chất lượng và số lượng thì nhất định phải tăng ca tăng giờ, nhanh chóng xây xong tòa nhà mới. Không có văn phòng làm việc rộng rãi cũng có cái không tiện. Nhân viên làm có vẻ khá vất vả. Hai người làm cha làm mẹ như chúng ta vẫn chưa quản lý tốt ngôi nhà này. Trương Lăng Nguyên cười nói. Đúng vậy. Nhiều người thì nhu cầu ăn ở càng cao, nhưng sau khi xây xong văn phòng mới việc xanh hóa nó cũng sẽ bù đắp được vào đó. Tôi hy vọng tòa nhà chính phủ Hồng Liên của chúng ta có thể nằm giữa màu xanh của cây cỏ và sắc đỏ của hoa, tạo cảm hứng cho các đồng chí khi đến làm việc. Chúng ta không cần phải làm cho nó trông hoa lệ nhưng phong cách xưa và hơi thở văn hóa nhất định phải có. Có kẻ thường xuyên cười chúng ta rằng cán bộ chính phủ rất tục tằn, thật ra chúng ta đều là những người có phẩm vị. Diệp Phàm cười nói, tôi tách riêng một khoản hơn 3 triệu dành riêng cho dự án phủ xanh Viên Lâm này, mời các nhà thiết kế nổi tiếng ở Tô Châu tới làm việc. Tôi tin là tòa nhà mới của chúng ta sau khi được khánh thành sẽ thích hợp để làm việc hơn Song Tử Tinh. Tòa nhà Song Tử Tinh tuy cũng không tệ nhưng nó có vẻ nghiêng về thương nghiệp hóa một chút. Văn phòng Ủy ban Nhân dân nên cho người ta một cảm giác vừa trang trọng lại vừa thoải mái mới đúng. Tâm trạng của Trương Lăng Nguyên khá tốt. Y nhìn Diệp Phàm một cái rồi cười nói. Bí thư Diệp lần này tới thủ đô chắc là có nhiều thu hoạch hả? Đúng, quen được viện sĩ Mâu, tuần sau ông ấy sẽ xuống thăm Hồng Liên ta một chuyến. Ý kiến của viện sĩ Mâu rất hay, ông ấy đã phân tích lại dự án khu kinh tế mới Hồng Liên dưới góc nhìn chuyên gia của ông ấy. Từ các phương diện về lịch sử nhân văn đã cho tôi mở mang đầu óc ra rất nhiều. Tôi nghĩ... Ngày mai phải mở một cuộc họp thường vụ về những ý kiến của viện sĩ Mâu, tôi muốn thảo luận với các đồng chí về kế dự án quy hoạch khu Hồng Liên, đâu là khởi điểm cho khu kinh tế Hồng Liên cần những gì.
Muốn bổ sung nhận thức cho cán bộ công nhân viên chức về ưu thế phát triển của khu kinh tế Hồng Liên, phải thực sự coi Hồng Liên như ngôi nhà của mình để xây dựng kiến thiết nó mới đúng. Chỉ có như vậy mới có thể đoàn kết một lòng, tạo ra thương hiệu mới cho khu kinh tế mới Hồng Liên. Diệp Phàm nói rồi đưa một ít tài liệu có liên quan đưa cho Trương Lăng Nguyên xem. Trương Lăng Nguyên sau khi chăm chú xem qua một lượt chỗ tài liệu đó, vẻ mặt có chút do dự. Nhưng vẫn nói, Bí thư Diệp, kế hoạch và ý kiến đều được, nhưng tôi có chút lo lắng. Lo lắng là chuyện bình thường, nhưng thử nói xem đồng chí lo lắng vấn đề gì, chúng ta lưu ý tới một chút là được. Diệp Phàm hắn trước tiên lấp kín lối đi của Trương Lăng Nguyên. Đồng chí xem, sông Hồng Liên tuy là nội hà nhưng cũng tương đối dài. Chuyện nó ô nhiễm không nói đến nhưng trong kế hoạch nó liên quan đến việc mở rộng và tu sửa toàn bộ. Chuyện tu sửa lại hết còn được nhưng việc mở rộng mới thành chuyện. Mở rộng nghĩa là phải đào rộng chỗ hẹp ra, độ hẹp ấy không phải là mấy mét mà ít nhất cũng phải 20-30 mét mới có thể đạt yêu cầu của dự án. Có nghĩa là phải có người rời đi đúng không? Việc di rời chính là một cái động không đáy, cái khó của việc xây dựng thành phố là ở chỗ di rời chỗ đất này. Rồi sẽ rất nhiều chuyện phát sinh xoay quanh việc di rời này. Giả dụ như trong quá trình di rời gặp phải tòa nhà cao mấy chục tầng thì sao? Huống chi việc tu sửa lại toàn bộ không phải là có thể làm trong 1-2 năm liền. Đồng chí cũng biết cấp trên không cho chúng ta nhiều thời gian, chỉ có 2 năm thôi. Trương Lăng Nguyên nói những lời rất thật lòng. Đúng vậy, lãnh đạo đương thời đều không thích những dự án chậm cho hiệu quả. Tại sao? Chính là vì từ chiến tích ra thành tích rất khó, doanh trại quân đội là sắt, quân đội là nước, rất ít người cả đời ngồi một chỗ chấp chính. Nếu không có thành tích thì sẽ bị điều đi, như thế không phải là phí công phí của rồi sao? Hơn nữa, cả đời mình vất vả mà cuối cùng cũng chẳng có gì. Cũng có nhiều đồng chí rất thích làm cái gì đó, thích bỏ tiền của những năm cuối trên ghế quan vào những công trình sớm cho lợi nhuận như hoa viên quảng trường gì đó. Tới khi đó bản thân mình được cái tiếng. Có chiến tích rồi thì vỗ mông chạy lấy người, để lại một khoản nợ dưới mông cho người kế nhiệm. Cán bộ như vậy có khá nhiều, nhưng đồng chí Lăng Nguyên này, tôi nghĩ là chúng ta không phải là những cán bộ đi con đường đầu tiên và cũng không phải con đường thứ hai. Chúng ta cân bằng chúng, đạo trung dung, dùng trong hoàn cảnh này cũng hợp lý. Về sông Hồng Liên, đồng chí Vệ Sơ Tỉnh đã dẫn nhân viên theo để làm công tác điều tra nghiên cứu lại. Đợi ngày mai viện sĩ Mâu tới chúng ta sẽ tổ chức một buổi lễ chào đón long trọng, tạo ấn tượng tốt. Chính là để mượn gió đông của viện sĩ Mâu để ra chiêu bài về chức năng khu Hồng Liên. Tôi đã báo cáo với đồng chí Phó Chủ tịch thành phố Chu và Bí thư Đoàn, hai vị lãnh đạo đều không có ý kiến gì. Bí thư Đoàn đã lên tiếng sẽ tích cực ủng hộ. Diệp Phàm nhìn chằm chằm vào Trương Lăng Nguyên nói, thằng nhãi này vừa nghe xong trong lòng có chút bất đắc dĩ, nghĩ thầm trong bụng việc này đã báo cáo rồi. Lãnh đạo cũng đồng ý rồi thì còn bàn với mình, bàn cái rắm ấy. Trương Lăng Nguyên đành phải nói. Thế thì được. Đương nhiên Diệp Phàm biết là tên Trương Lăng Nguyên đó có chút miễn cưỡng, nhưng đối với Diệp Phàm mà nói chỉ cần ông ta gật đầu, trong hội nghị không có ý kiến phản bác gì là được. 3 giờ chiều, Diệp Phàm trong văn phòng của hắn nhận được điện thoại của Phạm Xuân Hương, nói là em gái cô là Phạm Nghiên Nhi muốn gặp hắn. Diệp Phàm hỏi là gặp ở đâu? Phạm Xuân Hương nói là tối đứng đợi ở cửa chính Thiên Trúc Viên. Diệp Phàm cũng không để ý, thuận miệng đồng ý. Biết là Phạm Nghiêm Nhi tìm mình là vì công việc, Diệp Phàm sớm đã tính toán rồi, cứ đưa Phạm Nghiêm Nhi về khu kinh tế mới Hồng Liên. Ở ngay dưới mắt mình thì cũng tiện chiếu cố cho cô ấy. Khi đó ở thị trấn Lâm Tuyền, Phạm Nghiên Nhi đang học trung học, thoát cái đã mấy năm, mấy tháng nữa là sẽ tốt nghiệp. Phạm Nghiêm Nhi khi đó đã lộ nhan sắc xinh đẹp. Cái dáng người ấy không thua kém Phạm Xuân Hương tí nào. Mấy năm không gặp không biết trông giờ trông như thế nào rồi, trong lòng Diệp Phàm thậm chí có chút thèm khát, hắn đang rất mong ngóng được gặp cô ta. Thằng nhãi này sờ môi mình, tự mắng mình một tiếng. Vô sỉ, chẳng nhẽ mày lại đạo hạnh thế này hả, Nghiêm Nhi là em gái Xuân Hương, sao có thể có ý nghĩ bất lương như thế được. Buổi tối sau khi tan sở đã gần 5 giờ, vì nghe báo cáo công việc nhiều quá nên phải ngồi tới tối muộn. Trong giai đoạn này tất cả cán bộ phụ trách dự án Hồng Liên đều rất bận, tăng ca tăng giờ đã thành chuyện cơm bữa. May là Diệp Phàm là kẻ hào phóng, phó thác cho Trương Lương phải đối xử tử tế với nhân viên. Vì vậy, tuy ai cũng bảo công việc vất vả nhưng giữa tháng lĩnh lương nhận thêm tiền thưởng đều rất hạnh phúc, có tiền tự nhiên sẽ không nhận phải lời oán hận của ai.
Diệp Phàm lái xe thẳng tới Thiên Trúc Viên. Chương 1451, đối đầu với sóng lớn. Thiên Trúc Viên ở Thủy Châu cũng khá có danh tiếng, thuộc nơi có chi phí cao. Phạm Nghiên Nhi chắc chắn là không có tiền, tiền này chắc là do chị Xuân Hương của cô cho. Sau khi dừng xe xuống, bãi đỗ xe cũng khá đông, đưa mắt tìm, lúc này một giọng nói quen thuộc vang lên. Ở trong này, xoay người thấy, Diệp Phàm lập tức có chút ngây người, lòng thầm nói sao lại thế này. Phạm Nghiêm Nghi bây giờ không ngờ giống hệt như chị Xuân Hương của cô, quá giống. Diệp Phàm nghi ngờ có phải mình hoa mắt hay không. Ha ha, Phạm Nghiên Nhị bị Diệp Phàm nhìn chằm chằm có chút thẹn thùng cười nói. Nhìn cái gì, em là Xuân Hương, anh tưởng là em gái đúng không? Em là Xuân Hương, làm tôi giật cả mình, còn tưởng là Nghiêm Nhị lớn lên giống chị. Diệp Phàm bình thường trở lại, nhìn quanh tìm Phạm Nghiêm Nhi. Lúc này, từ gốc cây bên cạnh đi ra một cô nàng. Cao khoảng 1m7, dáng người hơi béo một chút, tuy nhiên, da trắng hơn so với Phạm Xuân Hương, đôi lông mi cong nhẹ nhàng. Làm cho người ta không chịu nổi chính là bộ ngực, hình như còn lớn hơn so với Xuân Hương. Có thể nói đàn ông phải chết. Quả nhiên, Phạm Nghiên Nhi đi tới, đồng thời cũng làm cái đó lọt vào tầm nhìn. Hai chị em nhà họ Phạm tuy nói khuôn mặt không tuyệt vời chỉ có thể ở mức trung bình nhưng dáng người hai chị em đều có thể nói là tuyệt nhất. Sóng lớn thắt lưng tiểu kiều đồng, mà thắt lưng cũng không phải thùng nước, đây là vũ khí tuyệt vời mà ông trời dành cho các cô. Anh Diệp, đã lâu không gặp, anh càng ngày càng đàn ông. Phạm Nghiên Nhi cười khanh khách, làm người khác cứ muốn nhìn. Hơn nữa, cô cũng không gọi Diệp Phàm mà gọi là anh Diệp. Làm Diệp Phàm xấu hổ, cười nói. Nghiên Nhi của chúng ta đã trưởng thành, như hoa sen mới nở, anh Diệp nhìn cũng không ngừng được, ha ha. Anh dám sao? Phạm Nghiên Nhi cũng không phải là Phạm Xuân Hương, lườm Diệp Phàm một cái, cô bé này đi học vài năm, lá gan và da mặt cũng được luyện khá dày. Cặp mắt như trồng hai cây ớt hình như đốt nóng Diệp Phàm. Chúng ta về nhà đi. Phạm Xuân Hương nói, bởi vì ba người đứng đây nói chuyện, mọi người để ý. Tình cờ đi qua cạnh còn có thể ngắm hai bộ ngực lớn của hai chị em. Nhà. Vẻ mặt Diệp Phàm đầy nghi hoặc nhìn Phạm Xuân Hương. Anh Diệp, đây là kinh doanh quán ăn sáng có chút tiền lời. Ngoài ra, Nghiên Nhi ở Thủy Châu học, có khi muốn tự do một chút cho nên, em mua một phòng. Thiên Trúc Viên ngay gần cảnh bọt nước vườn tiểu khu, ba phòng ngủ một phòng khách. Có khi Phạm Cương cũng sẽ về đây ở, tuy nhiên, đơn vị nó cũng có phòng, thi thoảng đến. Phạm Xuân Hương nói, sao không nói sớm, nhà này bao nhiêu tiền? Diệp Phàm vừa lái xe vừa hỏi. Đã trả xong tiền. Phạm Xuân Hương nói, chị, không phải là vẫn nợ sao? Phòng hơn 100 mét vuông phải 18 vạn. Lúc này Phạm Nghiên Nhi có chút kinh ngạc hỏi. Diệp Phàm vừa nghe liền rõ, Phạm Xuân Hương nói như thế chính là không muốn hắn lấy tiền ra. Vì thế nghiêm mặt hừ nói. Sao thế, còn giấu anh? Không phải thế, anh Diệp, anh đã cho nhà chúng em nhiều lắm. Em nghĩ, thanh toán 18 vạn, sau này mỗi năm trả 2 vạn, 10 năm có thể trả hết. Cũng không sao, Phạm Cương hiện đã có tiền lương, hơn nữa đơn vị của nó tiền thưởng không ít, còn có trợ cấp đi công tác. Mà khách sạn nhỏ của em kinh doanh cũng không tồi, hiện tại Nghiên Nhi cũng đã ra trường, ba người hợp sức, tiền thưởng tiền lương có thể trả hết nợ trong vài năm. Phạm Xuân Hương có chút sợ Diệp Phàm tức giận. Vội vàng giải thích. Không phải đã nói với em, cần tiền nói với anh là được. Số tiền đó đối với anh mà nói đều là tiền lẻ, em cũng không cần lo lắng cái gì. Anh sẽ không giơ tay đòi tiền người khác, anh không phải là người tham nhũng. Em cũng hiểu về anh một chút, trước kia có học về y dược thảo mộc, gần đây còn kiếm được ít tiền. Diệp Phàm oán giận nói, sau khi xuống xe, không lâu ba người vào phòng. Căn hộ ba phòng ngủ một phòng khách được lắp đặt thiết bị khá tốt, phòng khách lát gạch hoa sang trọng, phòng ngủ tất cả đều ốp gỗ. Lúc này Phạm Nghiên Nhi chỉ vào một căn phòng cười nói. Anh Diệp, phòng này là chị chuẩn bị riêng cho anh, em muốn vào ngủ cũng không được, nói là để cho anh. Ba phòng em với chị chen chúc một gian, Phạm Cương một gian, gian lớn nhất chính là của anh. Phải không? Diệp Phàm cảm thấy không ngờ, bước vào phòng. Phòng được trang hoàng với màu hồng phấn là chủ đạo, trong lòng không khỏi hoảng hốt. Bởi vì trước kia ở Lâm Tuyền căn phòng ở cùng Phạm Xuân Hương chính là màu hồng nhạt. Thấy không anh Diệp, giường này rất lớn.
Phạm Nghiên Nhi nhếch miệng cười, cả người bổ nhào lên giường, kêu lên. Thật là thoải mái. Chợt cô nàng bay người đến, cả người lao vào Diệp Phàm. Giữa hai chân tuy nói có quần áo che nhưng vẫn phồng lên, hơn nữa khá thu hút ánh mắt người khác. Cái kia của Diệp Phàm, không ngờ không chịu thua kéo, bất nhã vểnh lên. Hắn vội vàng xoay người sang chỗ khác, bàn tay cho vào túi tìm thuốc vội vàng đem đồ chơi của mình đè xuống, nếu không sẽ xấu hổ. Anh, em đi chuẩn bị nước, anh đi tắm. Một ngày làm việc mệt rồi để Nghiên Nhi cọ lưng giúp anh, em đi nấu cơm. Phạm Xuân Hương nói rất tự nhiên. Việc này, anh tự làm là được. Tuy nhiên, đồ nội y không mang đến. Diệp Phàm lắc lắc đầu. Chị em đã chuẩn bị trước cho anh trai ạ. Phạm Nghiên Nhi mặt ửng đỏ nhìn Diệp Phàm một cái hử nói. Trước kia em đã cọ lưng cho anh, chẳng lẽ còn sợ em ăn thịt anh, hừ hừ. Lúc đó là em còn nhỏ. Diệp Phàm cãi lại. Còn nhỏ, em lúc đó đã 18 tuổi. Cả ngày coi em là đứa trẻ, năm nay em cũng 22 tuổi. Nếu nói như ngày xưa hơn Tử Đô vài tuổi. Phạm Nghiên Nhi nói xong không nghĩ liền xông ra, sau đó sắc mặt quái gì, lập tức vừa nghĩ đến những lời vừa rồi có bao nhiêu xấu hổ, nhất thời mặt đỏ lên. Ha ha! Diệp Phàm cười gượng một tiếng, bước vào phòng tắm. Bồn tắm khá lớn, Diệp Phàm nhìn là hiệu Italy nhập khẩu. Nằm ngâm mình trong nước, lập tức cảm thấy toàn thân thoải mái. Đột nhiên có cảm giác như một gia đình. Hắn thở dài, nhắm mắt nghỉ ngơi trong bồn tắm lớn. Để nước ấm áp mềm mại nhẹ nhàng chăm sóc làn da của mình. Khoảng 10 phút qua đi, cảm giác có hai tay đang giúp mình xoa bóp. Diệp Phàm biết là Phạm Nghiên Nhi, ừ một tiếng còn xoay người quay toàn bộ lưng ra, hắn không mở mắt, để cô gái nhỏ này dùng đôi bàn tay xoa xoa trên người mình. Em đã học qua. Diệp Phàm ừ nói. Ha ha, thế nào? Không tồi chứ. Em còn hỏi qua chuyên gia massage. Chị nói, anh Diệp về sau đến đây là thư giãn. Massage một chút có lợi cho việc phục hồi sức khỏe. Phạm Nghiên Nhi đắc ý mỉm cười một tiếng. Phải không? Diệp Phàm nói xong mở mắt. Hiện Phạm Nghiên Nhi trong trang phục cổ, toàn bộ phía sau không che gì, bộ ngực chỉ được che lại bằng một chiếc yếm đỏ thẫm nhỏ hẹp như các cô gái ngày xưa. Chiếc yếm thêu hai đôi uyên ương đang vui đùa. Bởi vì chiếc yếm rất nhỏ, cho nên khoác lên bộ ngực lớn. Hơn nữa, bởi vì nhỏ, cho nên không thể che toàn bộ, một nửa bộ ngực lộ ra ngoài, thêm vào đó bên trong không mặc gì, rốn cũng lộ hết ra ngoài. Thân mình Phạm Nghiên Nhi cử động, chiếc yếm rung động, hai viên cỏ nhỏ rung động, tình cảnh làm người ta không thể không phun huyết. Hắn cuối cùng không nhìn được, giơ tay đặt lên chiếc yếm diễm lệ kia. Cầm một lần, không ngờ chúng lúc tiêu đầu dâu tây. Cơ thể Phạm Nghiên Nhi nhẹ nhàng run lên, không ngờ hai mắt nhắm nghiền, giống như con mèo lười đang ngủ, miệng giống như đang mơ nói. Anh! Thình thình một trận tiếng nước vang lên, người đàn ông không nhịn được, kéo người con gái vào trong bồn tắm. Nghiên Nhi! Diệp Phàm gọi một tiếng. Anh! Nghiên Nhi giữ cho anh! Nghiên Nhi học 4 năm đại học, chưa từng để ai chạm vào người mình. Trước chỉ có nói, cơ thể Nghiên Nhi là của anh. Nghiên Nhi can tâm tình nguyện giữ gìn vì anh. Phạm Nghiên Nhi giống như đang nói mơ, tuy nhiên, bởi vì tấm thân trinh nữ, cho nên, sau khi bị Diệp Phàm kéo vào bồn tắm, cơ thể phản ứng mãnh liệt, toàn thân hơi rung, hơn nữa, hình như còn không tự chủ được sợ run. Ôi! Diệp Phàm thở dài, hai chiếc miệng rốt cuộc ghé vào nhau, là Phạm Nghiên Nhi mãnh liệt tấn công, Diệp Phàm chỉ là người bị hại, bị động nhận. Tuy nhiên, Phạm Nghiên Nhi dù sao cũng là lần đầu. Đến hôn cũng không biết, thiếu chút nữa cắn vào môi của Diệp Phàm. Em cứ gặm ở bên ngoài làm chi, anh là thịt đầu heo có phải không, Nghiên Nhi, hôn môi phải thế này, trước tiên ngậm miệng lại, dùng đầu lưới liếm liếm, môi ấm áp, mềm mại sau. Diệp Phàm giảng giải cho Nghiên Nhi. Một cái hôn, cuối cùng cô em gái học xong cách hôn môi. Tuy nhiên, dường như khóa học cũng tan, giới hạn chỉ trong học hôn môi, những cái khác có chướng ngại về tâm lý. Cuối cùng vượt qua sức hấp dẫn, không ăn Phạm Nghiên Nhi ngay tại chỗ. Hừ, nhu nhược. Phạm Nghiên Nhi bất mãn, chu chu miệng còn lườm người đàn ông một cái, thậm chí vươn năm ngón tay bóp cái trên người của người đàn ông. Bóp đến khi Diệp Phàm nhíu mày mới buông ra. Từ từ sẽ đến Nghiên Nhi. Phạm Xuân Hương cười cười nhìn Diệp Phàm một cái nói. Ăn cơm đi. Hai chị em một người đàn ông, Diệp Phàm ngồi giữa, hai chị em một phải một trái.
đồ ăn đều là Phạm Xuân Hương gấp. Diệp Phàm đột nhiên có cảm giác như hoàng đế, thầm nghĩ, nếu Phạm Cương là thái giám, đem đồ ăn lên thì thực sự là hoàng đế. Nghiên Nhi, học chuyên ngành gì? Diệp Phàm thản nhiên nhìn Phạm Nghiên Nhi đang có chút hờn dỗi liếc mặt một cái cười nói. Pháp luật, em muốn làm kiểm sát trưởng. Phạm Nghiên Nhi hừ nói, cúi đầu gẩy gẩy bát cơm. Chương 1452, giao chiến. Vậy làm kiểm sát trưởng, hay là đến thành phố Thủy Châu đi? Anh cũng dễ quan tâm hơn một chút. Diệp Phàm cười nói, cảm giác Phạm Nghiên Nhi thực sự rất đáng yêu, cô nàng này lớn mật. Làm kiểm sát trưởng có lẽ là có khiếu. Đến lúc đó cái miệng trơn tru này có thể làm người ta chú ý. Bất luận chỗ nào cũng được, dù sao anh cũng phải sắp xếp giúp. Ai bảo anh? Phạm Nghiên Nhi nói nửa chừng, nhìn chị Phạm Xuân Hương liếc mắt một cái. Được, cứ quyết định như vậy, em không phải bắt đầu đi thực tập sao? Để tôi liên hệ một chút, trước tiên đến thành phố Thủy Châu thực tập mấy tháng. Thành thạo một chút công tác này, tháng 6 năm nay tốt nghiệp thì vào, Nghiên Nhi chính thức đi làm. Diệp Phàm cười cười, nhìn hai chị em một cái, cười nói. Xuân Hương, chúng ta vì kiểm sát trưởng Nghiên Nhi nhậm chức uống một ly, thế nào? Em, chúc mừng em, chị rất vui. Phạm Xuân Hương vẻ mặt hạnh phúc giơ chén lên, hơn nữa giọng nói có chút nghẹn ngào. Là kiểm sát trưởng Phạm phải không kiểm sát trưởng Nghiên Nhi, Nghiên Nhi, Nghiên Nhi, em suốt ngày gọi em như đứa nhỏ. Phạm Nghiên Nhi không phục, hừ nói. Rất cứng rắn. Đã đi vào khuôn khổ của một kiểm sát trưởng lớn. Diệp Phàm cười nói, ba người cùng một ly. Phạm Cương đang làm gì? Đang bận, cả ngày cũng không biết bận gì, bận đến nỗi không thể nhìn thấy mặt. Phạm Xuân Hương nói nhìn Diệp Phàm một cái, chu mồm lè lưỡi không nói gì nữa. Có phải Phạm Cương muốn chuyển chỗ khác? Diệp Phàm đoán hỏi. Ừ, nó nói không muốn ở Sở An ninh Quốc gia nữa, muốn xuống cơ sở rèn luyện. Nghe nói như vậy sau này đề bạt mới có lợi, không có kinh nghiệm công tác ở cơ sở sau này muốn được đề bạt không dễ dàng. Phạm Xuân Hương nói, cơ sở, đúng, như vậy đi, anh xem có chỗ nào thích hợp với cậu ấy không. Tuy nhiên sao nó không trực tiếp nói với anh. Diệp Phàm gật gật đầu, cảm thấy Phạm Cương thật ra là người thật tinh mắt, là người có khả năng. Anh ấy nói hơi sợ anh. Phạm Nghiên Nhi cười khanh khách nói, tôi không phải hổ. Sợ gì? Diệp Phàm vẻ mặt buồn bực. Anh so với hổ còn đáng sợ hơn, là một con hổ lớn. Phạm Nghiên Nhi lại cười không ngừng, bầu ngực lớn lắc lư trước mặt Diệp Phàm. Ái chà, dám chê anh hả? Diệp Phàm buông bát, lao về phía trước, Phạm Nghiên Nhi nghiêng người tránh. Phạm Xuân Hương liếc Diệp Phàm hừ nói. Ăn cơm cũng không thành thật, anh đường đường là lãnh đạo lớn của Thủy Châu. Anh... Nghiên Nhi chỗ đó so với em còn lớn hơn. Em già rồi, về sau nhớ Nghiên Nhi thì cứ gọi nó. Phạm Xuân Hương cười nói. Chị không già. Phạm Nghiên Nhi cười nói, lườm Diệp Phàm một cái, hừ nói. Anh mới mặc kệ hắn. Cơm nước xong Diệp Phàm kiên quyết đưa cho Phạm Xuân Hương tấm chi phiếu 1 triệu, bảo cô đem trả tiền nhà, còn lại mua thêm vài đồ dùng. Chị em Phạm Xuân Hương không chịu nhận. Tuy nhiên thấy vẻ mặt Diệp Phàm làm người ta khá sợ hãi, hai chị em cũng không yên tâm nhận. Diệp Phàm vội vàng đi, chỉ sợ hắn buổi tối không giữ được làm chuyện sai. Mặc dù hai chị em rất mê người, nhưng có một số việc từ từ sẽ đến, không cần nhất thời vội. Nếu Phạm Nghiên Nhi thực sự tìm được người, Diệp Phàm sẽ chúc phúc cho cô. Có lúc, cũng không có thể đảm nhiệm nhiều việc, gây ra nhiều khoản nợ tình vẫn không tốt. Buổi sáng ngày hôm sau, hội nghị thường vụ về quy hoạch khu Hồng Liên. Lúc này chủ yếu là về công năng khu bờ sông Hồng Liên, ví dụ như mở rộng, cảnh quan, tiến hành thỏa luận. Đầu tiên là Vệ Sơ Tỉnh báo cáo chi tiết về quy hoạch lần này. Về sau, vẻ mặt Diệp Phàm nghiêm túc, nhìn 12 ủy viên thường vụ có mặt ở đây một cái, hắn nhẹ nhàng cầm chén trà tre, phát ra tiếng cười rất nhỏ sau mới nói. Các đồng chí! Vì sao tôi muốn yêu cầu Vệ Sơ Tỉnh một lần nữa tổ chức điều tra nghiên cứu các vùng lân cận của khu Hồng Liên? Điều tra nghiên cứu để đưa ra phác họa quy hoạch chỉnh thể công năng của khu bờ sông Hồng Liên. Mấy ngày trước đi Bắc Kinh, đã tham khảo ý kiến các chuyên gia quy hoạch xây dựng, cũng chính là kiến trúc sư Trung Ninh. Sau khi xem tài liệu có liên quan đến khu Hồng Liên của chúng ta, kiến trúc sư đưa ra một số đề nghị có thể sử dụng. Hội nghị thường vụ hôm nay,
trước mặt các đồng chí đều có sẵn tài liệu. Nói vậy vừa rồi trước khi hội nghị bắt đầu mọi người đã cẩn thận xem qua. Tiếp theo, các đồng chí cứ đưa ra đề nghị, ý tưởng cách nhìn của mình. Nếu có ý tưởng tốt, chúng tôi sẽ đưa vào. Ngày mai kiến trúc sư sẽ đến Hồng Liên một chuyến, chúng ta thống nhất suy nghĩ trước. Kinh hướng một chỗ khiến, lực hướng một chỗ dùng. Chỉ có như vậy, mới có thể làm thay đổi diện mạo của Hồng Liên. Các đồng chí, trọng trách trên vai chúng ta rất nặng, cấp trên chỉ cho chúng ta thời gian 2 năm. Nếu khu Hồng Liên thực sự trở thành lịch sử, không cần nói đến thất vọng của lãnh đạo thành ủy và tỉnh ủy đối với chúng ta. Chính là đối mặt với 120 vạn dân chúng Hồng Liên chúng ta cũng không thể giải thích, tôi cảm thấy hôm nay tôi đã tới sát vách nói, nếu không hăng hái thì sẽ bị lịch sử đào thải. Đương nhiên, kể cả thành viên bộ máy đảng ủy quận, mọi người cũng tự do lên tiếng. Sau khi Diệp Phàm nói xong, mọi người im lặng. Ước chừng 5 phút đồng hồ trôi qua, các vị ủy viên thường vụ đều nhìn người này người khác rồi nhìn tài liệu ngẩn người. Dường như lập tức tẻ ngắt. Dường như việc này không có gì để bàn bạc, trực tiếp có thể quyết định. Tuy nhiên, Diệp Phàm có cảm giác im lặng này có nhân tố không hài hòa. Diệp Phàm cũng không lên tiếng, im lặng chờ. Diệp Phàm, tôi muốn nói mấy câu. Lúc này, Ngô Thanh Tùng khu ủy Thiên Đông quả nhiên không nín được. Diệp Phàm biết, đối với quy hoạch công năng khu sông Hồng Liên, chạm đến lợi ích của ba khu. Đối với các ủy viên thường vụ các quận ủy khác mà nói vấn đề không phải rất lớn. Xem ra để cho tiêu điểm tranh luận trên người ba vị nhân vật số một của ba khu. Đồng chí Thanh Tùng cứ nói. Diệp Phàm gật đầu. Đầu tiên nói về đề nghị của kiến trúc sư, tôi vừa rồi cũng xem ra, chủ đề quy hoạch là sông Hồng Liên sinh thái và nhân văn. Theo chủ đề có thể thấy, mục tiêu chính của chúng ta là khu vực trong dòng sông Hồng Liên. Hơn nữa về phương diện sinh thái và nhân văn. Ngô Thanh Tùng nói đến đây cố ý nhìn chằm chằm Vệ Sơ Tịnh. Dáng vẻ rất có ý tứ. Đúng vậy Bí Thư Ngô, chủ đề này đã được các đồng chí trong tổ quy hoạch cân nhắc điều tra nghiên cứu cẩn thận, căn cứ khả năng phát triển và triển vọng tương lai của sông Hồng Liên mới quyết định. Chúng tôi đã báo cáo qua Chủ tịch Quận Diệp và Chủ tịch Trương, hai vị lãnh đạo đều thấy tên này rất hợp lý. Hơn nữa, rất phù hợp với đặc điểm khu vực sông Hồng Liên chúng ta sắp tạo ra. Trên thực tế thì sinh thái văn hóa chính là tăng khả năng đặc biệt của sông Hồng Liên. Ý của Bí Thư Diệp và Chủ tịch Trương là muốn dựa vào đó để đẩy cả khu Hồng Liên phát triển. Vệ Sơ Tịnh bình tĩnh đáp, theo trực giác của Diệp Phàm có lẽ ba vị lãnh đạo của ba khu sẽ coi Vệ Sơ Tịnh là mục tiêu tấn công. Trên thực tế là họ tấn công hắn. Tôi muốn nói chính là, bình thường sinh thái văn hóa đều là nơi dân cư thưa thớt. Khu sông Hồng Liên của chúng ta lại nằm trong phố xá sầm uất. Đây còn là nơi vừa không có các cây cối cổ thụ và lại hiện tại rất bẩn. Để đạt đến chủ đề kia có phải là phải nói đến một chút sự thật. Nói về đoạn sông Hồng Liên chảy qua khu Thiên Đông của chúng tôi, nhà khách quân khu tỉnh đặt ở bờ sông, lúc trước phê duyệt quy hoạch nhà khác hơi loạn. Hơn nữa, bọn họ là đại diện cho quân đội, cho nên, căn bản về xây dựng không được cấp phép hay thu phí gì. Kết quả, khu bờ sông đều bị bọn họ chiếm vào đến 20 mét. Kết quả thế nào, mọi người đều thấy nhà khách quân khu vi phạm quy định chiếm dụng bờ sông. Hơn nữa, lúc ấy người giám sát thi công không có lực, kết quả rất nghiêm trọng. Chiếm gần 100 mét dòng sông, chiều rộng chỉ còn chưa đến 30 mét. Nếu phải mở rộng quy hoạch mới đến 6-70 mét, xem ra phải phá bỏ nhà khách quân khu ven sông. Thế còn có thể gọi là nhà khách quân khu sao? Đến lúc đó nhóm quân nhân nổi giận, tư lệnh quân khu Hồ Trung Minh là ủy viên thường vụ tỉnh ủy, tôi là chủ tịch quận cũng không hơn. Câu đầu tiên người ta có thể lấy mũ của tôi. Trong ba ủy viên quận ủy Ngô Thanh Tùng danh tiếng khá cao, thâm niên nhiều nhất. Đối mặt với Vệ Sơ Tịnh cấu phó giám đốc sở, Ngô Thanh Tùng cũng không lộ ra chút cung kính. Bởi vì, Ngô Thanh Tùng không có khả năng tiến vào hàng ngũ phó quận ủy. Ngược lại làm Vệ Sơ Tịnh từ góc huyện Ngư Dương điều đến lại có được ưu thế, chiếm vị trí phó quận ủy mà y cho rằng thuộc về y. Trong lòng y có chút bực, cho tới nay, Ngô Thanh Tùng đối với các việc Vệ Sơ Tịnh làm đều có chút ý kiến. Kỳ thật, không riêng gì Ngô Thanh Tùng, chính là Đinh Mạo Thiên của khu Hoành Đô cùng với Thái Đình của khu Mã Cảng. Còn có các chức phó quận ủy lớn, đều không hài lòng với Vệ Sơ Tịnh. Bởi vì, bọn họ không đấu lại nổi người này. Trước kia huyện Ngư Dương đều là nhân vật cuối cùng của tỉnh, kinh tế và các chỉ tiêu đều đếm ở những vị trí cuối cùng. Như Thiên Đông,
Hoành Đô và Mã Cảng đều là đơn vị cấp huyện. Các chỉ tiêu đều đứng vững vàng ở top 20 toàn tỉnh. Đương nhiên, Vệ Sơ tỉnh có thể thăng chức, tất nhiên là Đoàn Hải Thiên nể mặt Diệp Phàm đề bạt lên. Thứ hai, lúc đó khu kinh tế Lâm Tuyền của huyện Ngư Dương có ảnh hưởng, thực sự làm nơi có khả năng như khu Thiên Đông có chút xấu hổ. Vệ Sơ tỉnh cũng là nể tình Diệp Phàm. Mà Vệ Sơ tỉnh cũng biết rõ điểm này, sau khi đến khu Hồng Liên luôn luôn khiêm tốn. Cố gắng không tranh cái với các vị lãnh đạo quận. Tuy nhiên, hiện tại không giống thế, Diệp Phàm đã trở lại. Việc Diệp Phàm phải làm, Vệ Sơ tỉnh cũng vì báo ân, cũng kiên trì thực hiện. Không có Diệp Phàm vốn không có cô, Diệp Phàm ngã cô chắc chắn cũng ngã. Cho nên, vì tiền đồ của chính mình, cô thật sự thành người dẫn đầu tích cực của Diệp Phàm. Đương nhiên, hai người từng có một thời gian có tình cảm lưu luyến hoang đường, một trong những nguyên nhân cũng là vì Vệ Sơ tỉnh khăng khăng phất cờ hò reo vì Diệp Phàm. Dù sao, con người đều có tình cảm, cũng không giống như con rắn máu lạnh. Có người nói tình cũ khó quên, kỳ thật, một khi có tình, muốn quên cũng khó khăn. Chương 1453, căng thẳng hội nghị thường vụ. Bí thư Ngô nói đúng, mọi người ngồi đây đều hiểu được. Quân đội, nói là bảo vệ tổ quốc nhưng hiện tại là hòa bình, bọn họ có mấy cơ hội ra chiến trường. Không, không có cơ hội đánh nhau trên chiến trường, sức lực thừa, ngược lại dùng đối với tiểu dân như chúng ta. Khi chính quyền và quân đội xảy ra tranh cãi, cấp trên đều nghiêng về quân đội. Lấy một câu chúng ta phải nắm giữ quân đội làm câu nói đầu tiên đuổi chúng ta. Chúng ta có thể thế nào, chẳng lẽ cầm súng đánh nhau? Khu Thiên Đông có nhà khách quân khu tỉnh, khu Hoành Đô cũng có khó xử của riêng mình. Hình như cũng có liên quan đến quân đội, gần đây tôi luôn luôn lo nghĩ việc này. Hai. Ninh Mạo Thiên của khu Hoành Đông không ngờ vẻ mặt đau khổ, hình như là không phải giả vờ. Lão Ninh, anh có chuyện gì khó xử? Quân khu Thiên Đông người ta có nhà khách quân khu ở đó, không phải là chỗ anh cũng có quân khu thứ hai chứ? Hoành Đô hình như cũng không có khu huấn luyện của tập đoàn quân nào. Lúc này trưởng ban thư ký quận ủy Phạm Đông Bằng lấy giọng thoải mái trêu chọc Đinh Mạo Thiên. Phải biết rằng Phạm Đông Bằng gần đây luôn lấy Diệp Phàm làm chuẩn. Đó là do đồng chí trưởng ban thư ký Phạm nhìn năng lượng của Diệp Phàm làm chuẩn. Lúc trước nhậm chức hai vị ủy viên thường vụ tỉnh ủy cùng xuống với Diệp Phàm, mà Diệp Phàm lại rất được khen ngợi. Phạm Đông Bằng quyết định thật nhanh, gần đây biểu hiện không tồi. Ở khu Hồng Liên thăng chức còn dễ dàng hơn một chút so với thành ủy. Khu Hồng Liên thiếu một phó, các ủy viên thường vụ quận ủy vừa lên chính là cấp phó giám đốc sở, Phạm Đông Bằng đương nhiên đang chờ đợi cơ hội. Và lại trước đây Cố Nhất Võ cũng không thích Phạm Đông Bằng. Nói một câu thời thượng thì hai người không cùng chí hướng. May mắn Phạm Đông Bằng bỏ sức mới bảo vệ được vị trí trưởng ban thư ký của mình. Bằng không, đã sớm bị Cố Nhất Võ đưa đến một vị trí nào đó để hóng mát rồi. Những năm gần đây, Phạm Đông Bằng cũng không thể nào được thuận lợi. Vì mũ trên đầu y luôn trong tình trạng kiệt sức, nếu tiếp tục gây sức ép xuống dưới có lẽ sức cùng lực kiệt mà chết. Trưởng ban thư ký Phạm. Khu Hoành Đô tuy nói không có nhà khách quân khu nhưng khu Hoành Đô có khu liên quan chặt chẽ đến quân đội. Hơn nữa so với nhà khách quân khu tỉnh không kém hơn nhiều. Ninh Mạo Thiên nói đến đây hình như cố ý xem thái độ của các ủy viên ngồi đây. Nói đến đây cố ý dừng lại, nhìn tất cả mọi người một cái, mỉm cười thần bí. Được rồi anh Ninh, đừng thừa nước đục thả câu, rốt cuộc là chỗ nào. Hiện tại là hội nghị thường vụ, không phải trò đùa của trẻ con. Thật sự là đồ dơ giấy. Phó Chủ tịch Vương Đại Trung nhíu nhíu mày, hừ nói. Y có chút không quen việc Đinh Hạo Thiên tự cho là đúng. Diệp Phàm vừa thấy liền hiểu rõ, cảm thấy hai vị này không có cảm tình. Đương nhiên, Diệp Phàm đoán đúng. Vương Đại Trung tuy nói là Phó Chủ tịch thường trực quận, nhưng nhân vật số một của ba khu chưa chắc nể mặt y. Có khi Vương Đại Trung đến khu kiểm tra, ba vị đồng chí đều từ chối tránh mặt. Nói như ba vị người ta vừa nói chính là anh tuy là phó chủ tịch thường trực quận nhưng nhiều nhất cũng chỉ là cán bộ cấp cục trưởng. Bọn tôi cũng là cán bộ cấp cục trưởng. Hơn nữa, nắm giữ một khu, Vương Đại Trung anh chỉ là một nắm quyền không thực thôi. Lời này không biết tại sao lại đến tai Vương Đại Trung tức giận. Lúc này tìm cớ đến ba khu kiểm tra công tác, hơn nữa là bắt bẻ, trứng gà cũng phải tìm ra xương. Vốn muốn đến màu mè khiến nhân vật số một của ba khu thành thật một chút. Dùng thuật ngữ quan trường mà nói chính là gõ một chút.
Nào biết ba vị bình thường không quan hệ không ngờ kết phường, đánh một đòn khiến Vương Đại Trung thiếu chút nữa sượng mặt. Từ đó về sau, Vương Đại Trung cùng ba vị ủy viên quận ủy thường xuyên âm thầm phân cao thấp. Hậu quả là cái gì? Vương Đại Trung là phó chủ tịch thường trực quận. Chỉ thị của y ba ủy viên quận ủy bên dưới không chấp hành. Mà ba vị ủy viên quận ủy trong hội nghị thường kỳ âm thầm làm mấy chuyện xấu, cũng là một trong các nguyên nhân làm mà cuối cùng Cố Nhất Võ làm hỏng bét chuyện khu Hồng Liên. Diệp Phàm đang suy nghĩ, không thể để quan hệ trong bộ máy khu tiếp tục chuyển biến xấu đi. Nếu không, lòng người tan, muốn khôi phục Hồng Liên chỉ có thể là giấc mơ. Ha ha, Chủ tịch Vương, hội nghị thường vụ tuy nói là nơi nghiêm túc. Nhưng, tình cờ có nút thắt cũng không ảnh hưởng đến mọi việc có đúng không? Đinh Mạo Thiên nhìn Vương Đại Trung một cái, có chút nghi ngờ. Hơn nữa, đôi mắt ưng của Diệp Phàm phát hiện Đinh Mạo Thiên vừa nói xong liếc mắt nhìn hai vị nhân vật số một Ngô Thanh Tùng và Thái Đình một cái. Trong nháy mắt hắn liền hiểu rõ, ba vị ủy viên quận ủy xem ra là đã có tin tức từ trước, muốn ở hội nghị thường vụ muốn gây rối. Hoặc là đòi điều kiện. Việc này không thể để tiếp tục như thế không can thiệp, nếu không sẽ sinh chuyện. Và khi lửa lớn muốn dập cũng khó. Việc này nhất định phải đem đám lửa nhỏ này dập tắt trước khi nảy sinh trạng thái khác mới được. Rắc! Một tiếng bật lửa trong trẻo truyền đến, lập tức ánh mắt của toàn thể các ủy viên đều bị hấp dẫn lại đây. Bởi vì chiếc bật lửa này khi đốt lửa ma sát phát ra âm thanh lớn một chút. Hình như là có người cố ý làm. Các vị ủy viên thường vụ vừa thấy, không ngờ là Diệp Phàm tạo ra âm thanh. Hơn nữa Diệp Phàm miệng còn vểnh cao lên, mặt nhăn lại. Động tác này khoa trương một chút. Các đồng chí ngồi đây đều lăn lộn trong quan trường đi ra nên rất giảo hoạt. Diệp Phàm vì sao cố ý gây ra tiếng động lớn như vậy, hơn nữa động tác rất khoa trương. Mặt nhăn như vậy, trán giống như thành vỏ cây thông già. Chắc chắn phải liên quan đến những lời Đinh Mạo Thiên vừa nói. Việc này những người ngồi đây đều hiểu Diệp Phàm không hài lòng với những lời Đinh Mạo Thiên vừa nói. Chỉ có điều Diệp Phàm đang giả bộ im lặng. Là cho Đinh Mạo Thiên cơ hội tự xét lại. Nếu không, khi Diệp Phàm lên tiếng, xem ra Đinh Mạo Thiên phải ăn một chút gậy. Vương Đại Trung vừa thấy trong nháy mắt lĩnh hội được ý tứ của Diệp Phàm. Trên mặt y cũng không biểu lộ dương dương tự đắc mà lập tức mặt càng nghiêm trọng. Còn Đinh Mạo Thiên vừa thấy, mặt đang cười lập tức có chút cứng ngắc. Y không ngu ngốc, không thể tưởng tượng được, vốn định nắm Vương Đại Trung sau đó kết hợp Ngô Thanh Tùng và Thái Đình chỉnh y một chút. Không thể tưởng tượng không ngờ Diệp Phàm lại nhức đầu. Tránh voi chẳng xấu mặt nào, huống chi uy tín của Diệp Phàm đã từng bước tạo nên. Chính chủ tịch quận trương gần đây biểu hiện cũng rất thân thiết. Hình như hết thảy mọi hành động đều nghe chỉ huy của đảng. Huống chi, trước mặt Diệp Phàm y chỉ có thể được coi là một ủy viên quận ủy thép siêu. Đinh Mạo Thiên thay đổi rất nhanh, trên mặt không mỉm cười, trở nên nghiêm túc nói. Vừa rồi nói đến khu hành đô liên quan đến quân đội. Khu hành đô của chúng ta thật sự có. Xem ra các lãnh đạo ngồi đây đều đã quên thuyền chính học đường. Thuyền chính học đường là học đường hải quân đầu tiên của Trung Quốc chúng ta. Năm 1860 dưới sự chủ trì của Đại thần Hoàng Thiên Bảo xây dựng ở Thủy Châu. Khi mới xây dựng gọi là cầu mới đường, để tuyển người Hoàng Thiên Bảo đã chủ trì kỳ thi đầu tiên của cầu mới đường. Hơn nữa, tự mình tổ chức cuộc thi, phê duyệt bài thi. Danh sách thí sinh trúng tuyển cuộc thi thứ nhất của cầu mới đường sau trở thành giảng viên Bắc Dương Thủy Trương Trung Lâm. Năm 1865 Hoành Cảng Thủy Châu xây dựng xưởng đóng tàu mới rời đến khu hoành cảnh đổi tên thành thuyền chính học đường. Đại soái Hoàng đã vất vả ở thuyền chính học đường bồi dưỡng ra những quân lính hải quân và kỹ sư kỹ thuật đầu tiên của Trung Quốc chúng ta. Học sinh tốt nghiệp thuyền chính học đường trở thành nòng cốt trung kiên của hải quân và công nghiệp của Trung Quốc chúng ta. Mà hiện nay tuy nói thuyền chính học đường đã trở thành lịch sử, nhưng mười mấy năm trước sau khi trùng tu thuyền chính học đường đã trở thành bảo tàng quân sự. Nghe nói thuyền chính học đường là do bảo tàng quân đội quốc gia tiếp quản. Người lãnh đạo của bọn họ chưa bao giờ để ý đến người khác. Hơn nữa, chúng ta có thể nhìn thấy trên tài liệu, thuyền chính học đường không ngờ kéo dài vào trong lòng sông Hồng Liên. Nếu phải thực hiện quy hoạch mở rộng sông Hồng Liên lần này, chắc chắc một bộ phận của thuyền chính học đường bị cắt quay về sông Hồng Liên. Việc này, có khả năng sao? Đinh Mạo Thiên nói cũng có lý. Nhất thời, mọi người đều im lặng, đây thật sự là vấn đề khó giải quyết, hơn nữa là vấn đề lớn. Việc này thật là có chút phiền toái, nếu phải cắt thuyền chính học đường,
phải tìm được lãnh đạo của bảo tàng quân sự quốc gia, việc này một chút liên hệ đều không có. Hơn nữa người ta ở Bắc Kinh, sẽ để ý đến khu nhỏ của chúng ta mới là lạ. Chủ tịch Trương Lăng Nguyên nhíu nhíu mày nhìn Diệp Phàm một cái. Khó khăn lớn đến mấy cũng phải tiến hành. Người xưa nói, binh đến tướng chặn. Tôi nghĩ người xưa cũng khí thế như thế này, chúng ta là lãnh đạo thời đại mới, chẳng lẽ không được như người xưa. Khí thế của Diệp Phàm cao lên, nhìn Đinh Mạo Thiên một cái nói. Trước tiên anh thương lượng với người phụ trách của thuyền chính học đường, nếu có thể bàn bạc thì chúng ta chịu thiệt thòi cũng không có việc gì. Bí thư Diệp, thêm việc này thì tài chính khu của chúng tôi không đủ sức. Mặc dù là thuyền chính học đường đồng ý rời khỏi đó chúng tôi cũng không thể chịu nổi chi phí. Hiện tại giá đất Thủy Châu nói là trên trời cũng không được. Đinh Mạo Thiên lẩm bẩm. Việc này anh báo cáo chủ tịch quận Trương một chút là được. Diệp Phàm thản nhiên nói xong, đem khối nóng bỏng tay này ném cho Trương Lăng Nguyên. Nếu gói tiền to trong tay Trương Lăng Nguyên quản lý, không thể để mọi ưu thế cho y chiếm hết, vấn đề bỏng tay này phải chính hắn giải quyết mới được. Bí thư Diệp, khi anh nói với tôi việc này tôi đã luôn luôn suy nghĩ vấn đề này. Vì thế đêm qua tôi còn tổ chức một hội nghị người phụ trách các phòng chuyên môn của quận, bàn tính phương pháp quản lý. Trương Lăng Nguyên không nghĩ nhận khối việc nóng bỏng tay này, vội vàng nói. Chương 1454, không thể động vào được. Chủ tịch quận Trương, không biết việc này là quản lý chung hay phân công phụ trách. Rốt cuộc thực hiện như thế nào? Chúng tôi đều muốn nghe xem. Đinh Mạo Thiên hỏi, sắc mặt có chút u ám. Nhìn mấy người Ngô Thanh Tùng một cái, Ngô Thanh Tùng lập tức lên tiếng. Đúng vậy, Ủy ban Nhân dân quận có quyết định, hẳn là có văn bản. Chúng tôi muốn xem một chút. Văn bản đang đóng dấu, xong sẽ chuyển xuống dưới ngay. Chủ tịch quận Trường hừ nói. Có thể nói qua về nội dung của văn bản không? Thái Đình cũng ngồi không yên, trong giọng nói của chủ tịch Trương xem ra phân công phụ trách chung đối với ba khu cũng không có gì tốt. Thế nào là phân công phụ trách, vừa nghe đã hiểu. Việc đó sau khi bàn luận do đồng chí Vương Đại Trung phụ trách cụ thể, để anh ấy từ từ giải thích cho các vị. Trương Lăng Nguyên cũng rất quỷ, biết Vương Đại Trung không hợp với ba vị kia, vội vàng đem Vương Đại Trung ra. Cái này gọi là thuật mượn súng tấn công. Đương nhiên, tối hôm qua bộ máy Ủy ban Nhân dân thảo luận phương án Vương Đại Trung thật sự rất hung. Vương Đại Trung tối hôm qua đi ngủ còn bật cười, vì vậy một khi phương án chính thức thi hành, phỏng chừng nhân vật số một của ba khu đều giơ chân. Vương Đại Trung tất nhiên vui khi nhìn thấy ba đồng chí đều giơ chân. Thấy chủ tịch Trương đem mình ra trước tiền tuyến. Trong lòng Vương Đại Trung mắng Trương Lăng Nguyên một câu. Tuy nhiên, y vẻ mặt nghiêm túc nói. Là như thế này, tối qua lãnh đạo Ủy ban Nhân dân đã thống nhất thông qua phương án đầu tư khu sinh thái văn hóa sông Hồng Liên. Thế nào là phân công phụ trách, nói đúng ra là, khu sông Hồng Liên ở khu vực phạm vi của ai thì người đó phụ trách. Nói một cách đơn giản khác, ví dụ như vừa nói đến chuyện nhà khách quân khu tỉnh, phải là do đồng chí Ngô Khu Thiên Đông và các đồng chí dưới đó phụ trách. Đương nhiên, Ủy ban Nhân dân quận cũng sẽ không mặc kệ ngồi xem có phải không. Các anh ra mặt trước, nếu gặp vấn đề lớn khó giải quyết Ủy ban Nhân dân quận sẽ cử ra một vị lãnh đạo phụ trách phối hợp với các anh giải quyết việc đó. Hơn nữa, về vốn thì đây chủ yếu là phân công cho các khu. Trong vấn đề này, các khu sẽ bỏ vốn hỗ trợ. Nói cách khác đơn giản hơn, ví dụ nhà khách quân khu tỉnh đồng ý mở rộng sông Hồng Liên, bọn họ yêu cầu cần 10 triệu. 10 triệu này tài chính khu bỏ ra 80%. Phòng tài chính quận Hồng Liên cũng sẽ giúp vốn, góp 20%. Các đồng chí đừng coi thường 20% này. Nếu các anh nghĩ khu Hồng Liên có tiền gì? Hơn nữa, phòng tài chính quận Hồng Liên là thay mặt cả khu, không phải một nhà khách tỉnh ủy, các nơi đều phải cần tiền. Vương Đại Trung tuy nói vẻ mặt nghiêm túc nói kỳ thực trong lòng y đã vui như nở hoa rồi. Bởi vì y phát hiện, mấy người Đinh Mạo Thiên mặt đều căng lên, xem ra là nhẫn nại đến cực độ. Quả nhiên, Ngô Thanh Tùng không nín được, nếu Vương Đại Trung lấy ví dụ nhà khách quân khu tỉnh, đó là địa bàn của y. Y cười lạnh nói, hào phòng giúp tiền, chúng tôi gánh nặng 80%, tiền này ở đâu ra, nói đến nhà khách quân khu tỉnh, không có mấy ngàn vạn tuyệt đối không làm được. Chỉ một nhà khách tài chính của khu chúng tôi cũng không đủ, có lẽ tất cả các cán bộ công nhân viên đều ăn không khí. Lão Ngô, chỗ các anh vẫn là dự án nhỏ. Khu đóng tàu của chúng tôi vừa rồi chủ tịch quận không nêu ví dụ.
Tôi nghĩ đó là do Phó Chủ tịch Quận Vương không dám nêu ví dụ. Đó là khu đóng tàu trước đây. Tuy nói hầu hết xưởng đóng tàu đều cho người khác chiếm, đó là nguyên nhân lịch sử, cũng không có gì đáng trách. Những cái còn lại cũng sẽ vét sạch phòng tài chính khu của chúng tôi hầu bao trong 3 năm. Chẳng lẽ thật sự muốn mọi cán bộ công chức của khu Hoành Đô ăn không khí trong 3 năm, trong khi người khác ăn cơm? Ninh Mạo Thiên vẻ mặt kinh ngạc, kỳ thức cũng rất khó coi, phối hợp với Ngô Thanh Tùng tấn công Vương Đại Trung. Ôi, không riêng gì cái đó, sông Hồng Liên muốn tạo thành khu sinh thái văn hóa, cần nỗ lực nhiều lắm. Tôi cũng không muốn tưởng tượng phương án này có thể thực hiện được không. Nhìn hiện trạng của ba khu chúng tôi xem, khó khăn quá lớn gần như là không thể nâng sông Hồng Liên lên. Thái Đình nói đến đây, nhìn Diệp Phàm một cái còn nói thêm. Không phải chúng tôi không ủng hộ chỉ thị của cấp trên, kỳ thực là từ phương án đến tiến hành trong thực tế còn phải gặp nhiều khó khăn lắm. Như khu Mã Cảng của chúng tôi, năm trước khi Chủ tịch thành phố cố chỉ đạo xuống, chúng tôi không có điều kiện cũng phải cố, vì chào đón hội đèn lồng Trung Thu riêng trên sông Hồng Liên đã xây mấy tòa nhà. Lúc đó chủ yếu là tổ chức hội đèn lồng, cũng mất mấy trăm vạn. Tuy nhiên, nhà lúc đó không tính toán, lối đi cho ô tô nhỏ, cho nên nhà hẹp, cũng không cao. Nếu dòng sông Hồng Liên thành khu sinh thái văn hóa với hành lang dài, về sau chắc chắn phải đi thuyền đúng không? Tôi không thể tưởng tượng được thuyền có thể đi qua những tòa nhà thấp bé kia. Lúc đó xây dựng nhà không phải để ngắm đèn sao? Diệp Phàm hừ nói, trong lòng không thoải mái. Không thể tưởng tượng được, Cố Nhát Võ lúc đó lưu lại di chứng không ít. Đông một quốc, Tây một sẻng nơi nơi đều là mầm họa, quả thực chính là một bãi mìn, bất cứ lúc nào dẫm lên đều có thể nổ. Đúng, Chủ tịch thành phố Cố nói là làm sống lại sông Hồng Liên tạo ra hội đèn lồng Hồng Liên. Lúc đó tạo ra vài tòa nhà nhỏ, còn xây dựng thêm vài ba tòa nhà tầng để lãnh đạo đến xem hội đèn lồng ngồi xem. Hơn nữa, lúc đó là đổ bê tông từ dưới sông xây nên. Từ khi xem hội đèn lồng xong hoàn toàn không dùng đến, cho nên, cho người ngoài thuê. Bọn họ mở quán ăn không tồi. Nếu thực hiện phương án này, mấy tòa nhà đó đều phải phá đi. Lãng phí tiền của không nói, hợp đồng thuê ký kết 3 năm hiện tại mới mấy tháng, nếu phải chấm dứt thì phải đền bù cho người thuê tiền. Bởi vì lúc đó bọn họ mở cửa hàng, phải tiến hành cải tạo và trang trí lại tòa nhà. Về lý thuyết thì Ủy ban Nhân dân khu chúng tôi phải bồi thường cho họ nếu không, họ sẽ không phục. Thái Đình nói, Lão Thái, những tòa nhà đó có phải không có cách phá? Lúc này trưởng ban tổ chức cán bộ Lâm Khải hừ một tiếng. Không thể hủy, có ý gì, cũng không phải hiện vật văn hóa. Diệp Phàm nhíu mày hỏi. Bí thư Diệp, năm tòa nhà kia tuy không phải là hiện vật văn hóa, nhưng lãnh đạo lúc đó đến xem hội đèn lồng khá nhiều, chủ tịch thành phố Cố mặt mũi lớn, không ngờ mời đến vài lãnh đạo ở Bắc Kinh. Lãnh đạo Bắc Kinh đến thì lãnh đạo tỉnh cũng phải xuống tiếp khách. Lúc đó lãnh đạo Bắc Kinh còn khích lệ chủ tịch thành phố Cố làm tốt việc bảo tồn kế thừa văn hóa, phát triển khu Hồng Liên. Hy vọng lãnh đạo thành phố Thủy Châu có thể phát huy tác phong của chủ tịch thành phố Cố, dám đầu tư không thu lợi những địa điểm văn hóa, bảo tồn lịch sử văn hóa của Trung Quốc chúng ta. Bởi vì, Tết Hoa Đăng trên sông Hồng Liên dưới Triều Minh cũng là nổi tiếng nhất Thủy Châu, theo truyền thuyết phát triển nhất. Mỗi lần tổ chức Tết Hoa Đăng, khắp nơi răng đèn kết hoa, nổi tiếng khắp Thủy Châu. Hơn nữa, từ Giang Chiết Việt Đông đến xem đèn cổ không ít. Tuy nhiên, Triều Minh sau bị suy tàn bởi Triều Thanh. Hiện tại trên bờ sống phát hiện mấy khối đá bị tàn phá. Lúc đó lãnh đạo Bắc Kinh có đề chữ, không lâu chủ tịch thành phố Cố cho người khác vào năm tòa nhà rất rõ ràng. Lúc lãnh đạo về có nói, hy vọng hội đèn lồng sông Hồng Liên có thể như những chữ này, đẹp mãi mãi, lưu danh muôn đời sau. Nếu phương án mới về sông Hồng Liên được tiến hành thì năm tòa nhà này chính là năm tòa chướng ngại vật. Lãng phí không cần phải nói. Chính là không thể giải thích với lãnh đạo Bắc Kinh. Thái Bình chậm rãi nói xong đưa mắt nhìn Diệp Phàm. Lãnh đạo có những ai, các anh không thống kê sao? Còn nữa, đưa danh sách lãnh đạo viết lưu niệm lên. Diệp Phàm hừ nói. Nghe nói lúc đó chủ tịch thành phố Cố mời Phó Thủ tướng Diệp Toàn Sâm, tuy nhiên, lúc đó Phó Thủ tướng bận không tới được. Nhưng Phó Thủ trướng cho người đưa đến một bức viết lưu niệm, nói, đèn lồng sáng, phải được lòng dân. Hồng Liên diệu tinh. Mà Phó Kiểm toán Nhà nước An Hồng Minh viết, Hồng Liên hoa nở, công ở thiên thu. Thứ trưởng Bộ Tài chính Tưởng Thắng viết là,
Hồng Liên xưa cũ, truyền lại đời sau. Bí thư phí của chúng ta viết là gió lớn Hồng Liên, đi ngàn dặm phồn hoa. Ca sĩ nổi tiếng đi ra từ tỉnh ta, cũng chính là hoa hạo Tào Mỹ Vân cũng tiện tay viết, Hồng Liên ấm áp lòng người. Thái Đình có chuẩn bị trước, lúc này kể ra tỉ mỉ, và đưa ra tài liệu. Sau khi xem qua tài liệu, Trương Lăng Nguyên vẻ mặt nghiêm trọng chưa từng có. Ban đầu ông có chút ý kiến đối với việc khai thác sinh thái sông Hồng Liên. Cho rằng đầu tư quá lớn, trong thời gian ngắn khó thấy hiệu quả. Trương Lăng Nguyên muốn chính là có thành tích, y không chờ được. Hiện tại nghe Thái Đình nói, tư tưởng bắt đầu dao động. Nếu phải tiến hành phương án mới, nhất định phải phá tòa nhà, nhà này sao có thể phá? Lãnh đạo từ Bắc Kinh đến tỉnh ghi lưu niệm, đâu chỉ một bước, nếu đem hủy đi thì đối với lãnh đạo là bất kính. Việc này trong quan trường tuyệt đối là tối kỵ, muốn làm không thể chọc giận lãnh đạo, câu nói đầu tiên có thể lấy mũ của chính mình. Y nhìn Diệp Phàm nói, Bí thư Diệp, nếu muốn tiến hành phương án mới, năm tòa nhà này không được phá, sông Hồng Liên một chỗ không thông, giống như rắn làm cho người ta đắn đo ở khúc thứ bảy. Có điểm không thông thì đầu tư bao nhiêu cũng không tốt. Phương án mới có phải nên suy xét lại một lần nữa? Không cần suy xét gì, vì sự phát triển của Hồng Liên, Diệp Phàm tôi nói vài chữ, gặp nhà phá nhà, gặp hổ hàng hổ, gặp thử giết thử. Lời Diệp Phàm như đinh đóng cột, không để cho các đồng chí ngồi đây có chút suy nghĩ về việc thay đổi phương án hiện lên trong đầu. Vậy chữ viết lưu niệm. Trương Lăng Nguyên nhìn Diệp Phàm một cái hỏi. Trên tường nhà chắc là dựa theo những dòng chữ ban đầu mà họ viết khắc lại. Bản gốc chắc còn lưu giữ ở thành phố hoặc khu mã cảng. Về sau nghĩ cách khắc lên lại là được, đương nhiên chưa chắc là khắc trên tòa nhà. Diệp Phàm nói. Tuy nhiên, lãnh đạo Bắc Kinh có nói, tòa nhà này phá đi làm sao Hồng Liên kéo dài mãi mãi. Trương Lăng Nguyên thật sự không muốn đụng đến mấy bức tường này. Muốn làm tốt để mũ trên đầu không mất. Chương 1455, cô em Lan Điền Trúc. Chúng ta một lần nữa sửa sang sông Hồng Liên. Cần phải nói, so với trước kia sông Hồng Liên chắc chắn sẽ đẹp hơn, kế thừa truyền thống nhân văn càng hoàn thiện hơn. Sao có thể nói Hồng Liên không kéo dài được nét xưa? Đến lúc đó ở khu mã cảng có thể tổ chức Tết Hoa Đăng, lấy Tết Hoa Đăng làm cơ hội phát triển du lịch. Vừa rồi đồng chí Thái Đình không phải đã nói qua, ở chiều nhà Minh, khu mã cảng Hồng Liên tổ chức Tết Hoa Đăng khiến cho thành phố Thủy Châu xảy ra chuyện người người đổ ra đường. Chúng ta chẳng lẽ còn không bằng người xưa? Việc này không cần phải nói. Phương án khai thác phát triển sông Hồng Liên phải thực hiện. Tay Diệp Phàm ngăn lại, ngừng một chút nhìn mọi người một cái nói. Ngày mai kiến trúc sư Ninh đến đây, chúng ta còn phải làm nghi thức. Đến lúc đó đài truyền hình còn quay phim. Ở đây tôi có đề nghị, đó là đối với vấn đề khó khăn trong phương án mới thì phân công phụ trách. Phân công phụ trách cũng không phải là ba vị ủy viên quận ủy Thiên Đông. Hoành Đô và Mã Cảng phụ trách mà các ủy viên quận ủy đều phải phân công phụ trách một số hạng mục. Nói một cách đơn giản khác chủ tịch thành phố Trương phụ trách nhà khách quân khu tỉnh. Đồng chí Tào Tắng phụ trách thuyền chính học đường. Mà việc phá bỏ năm tòa nhà cũng có đồng chí phụ trách. Chúng ta đem việc cải tạo này thành một trận chiến đấu xem thế nào, nó là vật cản, chúng ta chính là thuốc nổ. Đương nhiên khúc xương khó gặm tôi cũng không đưa xuống dưới, đem chia ra mấy phần cho tôi. Hơn nữa tôi hy vọng các đồng chí ở đây thật sự cố gắng phụ trách. Lời tục tĩu nói trước, các lãnh đạo phụ trách toàn bộ phải ký giấy trách nhiệm. Thời gian có hạn, đến lúc đó không được không hoàn thành nhiệm vụ có phải không? Diệp Phàm nói đến đây ngừng lại một chút, lạnh lùng nhìn các ủy viên thường vụ ngồi đây hừ nói. Chỗ nào mát mẻ thì anh đi vậy. Nói xong nhìn vệ sơ tịnh một cái nói. Anh suốt đêm làm tăng ca, đem toàn bộ những khúc xương khó gặm của sông Hồng Liên ra cho tôi. Ngày mai kiến trúc sư đến xem lại quy hoạch một lần nữa, tranh thủ trong tuần này chúng ta sắp xếp việc phân công công tác. Về phần vấn đề tài chính, tôi hy vọng các đồng chí không cần đều trông chờ vào tài chính khu, phải suy nghĩ năng động. Tôi nói một lời lỗ mãng, chỉ cần các anh có thể kiếm ra tiền, mang về được 1 triệu, có thể giữ lại 10% cho kinh phí đi lại. Vậy phải xem quyết tâm của các đồng chí, mỗi ủy viên thường vụ kiếm về được 2 triệu. Đương nhiên. Kiếm tiền hợp pháp, không thể loạn thu loạn phân chia, phải có mắt nhìn lâu dài một chút, nhìn lên trên. Còn có thể có nhiều tư nhân, cùng khai thác phát triển, nếu các vị có thể nói là làm không được, hiện tại có thể đề xuất.
chúng ta cũng có thể sắp xếp việc anh làm. Còn tôi và chủ tịch quận Trương, là lãnh đạo quận ủy và ủy ban nhân dân quận, đương nhiên trách nhiệm quan trọng hơn. Diệp Phàm hứa đầu tiên, kiếm 100 triệu. Đồng chí Lăng Nguyên, kế hoạch của anh có thể kiếm bao nhiêu? Nói xong Diệp Phàm nhìn chằm chằm Trương Lăng Nguyên, hắn tất nhiên đang ép Trương Lăng Nguyên. Nghe hắn nói như vậy mọi người đều đưa mắt nhìn Trương Lăng Nguyên. Nói thật, tất cả mọi người hy vọng lão Trương có thể kiên cường một chút, lấy khí thế chèn ép Diệp Phàm một chút. Tuy nhiên, các vị ủy viên thường vụ thật vọng chính là Trương Lăng Nguyên sau khi do dự một lát nói. Nhận như lá theo lời, tôi là lãnh đạo ủy ban nhân dân quận, đương nhiên không thể không thực hiện. Diệp Phàm lấy được 100 triệu, 100 triệu đối với tôi mà nói là con số quá lớn. Mọi người đừng cười, năng lực có thể đạt được, nếu không, vì sao tôi chỉ có thể là chủ tịch quận, đây là vấn đề năng lực. Cho nên tôi cũng thể hiện, kiếm 10 triệu. Thái độ Diệp Phàm mạnh mẽ thế, cuối cùng các vị ủy viên thường vụ cũng không dám hé răng. Diệp Phàm đều nói những lời độc, làm không được đi hóng mát. Tin rằng nếu ai có thể làm chim đầu đàn lên tiếng, Diệp Phàm chắc chắn sẽ không chút khách khí vận dụng thủ đoạn và năng lực đá anh ra khỏi Hồng Liên. Hơn nữa, ngày đó trưởng ban tổ chức cán bộ tỉnh ủy Lô Minh Châu có cùng Diệp Phàm xuống dưới, muốn làm vài việc dọa người Diệp Phàm hẳn là có thể. Huống chi, đối với việc xác định vị trí sông Hồng Liên một lần nữa thái độ của Đoàn Hải Thiên rất cứng rắn mạnh mẽ. Trong thời gian vài ngày đã buộc Phó Chủ tịch thành phố Chu cấp 50 triệu vào tài khoản của khu Hồng Liên. Động tác của Đoàn Hải Thiên rõ ràng kiên quyết chính là quyết tâm ủng hộ Diệp Phàm. Lúc này cũng là thời kỳ đặc biệt, ai dám xúc phạm Diệp Phàm rủi ro, xem ra là thật sự muốn chết. Sau khi trở lại văn phòng Diệp Phàm suy nghĩ cảm thấy vẫn phải gọi điện thoại cho Lan Điền Trúc một cái. Nếu có thể được báo tỉnh ủng hộ thì lực sẽ lớn hơn nữa. Còn đài truyền hình tỉnh, Diệp Phàm tạm thời không muốn động đến vết sẹo cũ, kỳ thật chính là Trinh Giao. Hắn suy nghĩ một chút cười nói. Em Lan, gần đây vẫn thoải mái chứ? Thoải mái, anh còn mặt mũi nói. Không thể tưởng tượng được Lan Điền Trúc tức giận nói. Như thế nào nữa, tôi không trêu chọc em mà. Diệp Phàm thật sự có chút buồn bực, trong khoảng thời gian này cũng không gây sự gì với Lan Điền Trúc. Còn chưa gặp mặt, không phải vì chuyến Trinh Giao làm Lan Điền Trúc ghi hận chứ? Còn nói không có, buổi tối hôm đó anh uy phong. Tuy nhiên, tôi có thể nói là thê thả. Lan Điền Trúc tức giận hừ nói. Em thảm, sao lại thế? Diệp Phàm có chút kinh ngạc. Còn không thảm sao, ban đầu lãnh đạo bảo tôi đi phỏng vấn hội trưởng thương hội Thủy Châu Đinh Nhất Minh. Tôi rất vất vả liên hệ cùng con y. Không thể tưởng tượng một chút quyền cước của anh đem vất vả của tôi ngâm nước nóng. Đinh Nhất Minh căn bản là không gặp tôi, anh nói xem, hiện tại không biết xấu hổ đi cầu Đinh Hùng khốn khiếp kia có phải không? Không chỉ lãnh đạo tòa soạn báo phê bình, nói tôi không làm được việc. Còn nói là Đinh Nhất Minh là doanh nhân của Thủy Châu gần đây coi trong kinh doanh ở tỉnh. Phỏng vấn Đinh Nhất Minh rất quan trọng, hơn nữa lãnh đạo nói mặc kệ mọi việc khó đến thế nào, đều phải làm xong. Tôi hiện tại rất buồn rầu, ngày hôm qua tôi thử đến tập đoàn tinh thăng của Đinh Nhất Minh. Không thể tưởng được không gặp Đinh Nhất Minh và ở đại sảnh đụng ngay Đinh Hùng khốn khiếp kia. Anh có biết tên khốn đó nói thế nào không? Lan Điền Trúc nói đến đây quát lên. Diệp Phàm có thể tưởng tượng được Lan Điền Trúc đến đây nghiến răng nghiến lợi cực kỳ tức giận. Nói như thế nào? Diệp Phàm lạnh lùng hừ một tiếng. Nói như thế nào, tên khốn khiếp kia cười đen tối. Nói nếu tôi có thể mời ủy viên thành ủy Thủy Châu Diệp Phàm ngu xuẩn quỳ trước mặt y lạy ba lạy, hoặc tôi tình nguyện dâng hiến cho y một buổi tôi, y sẽ thế nào? Tôi nhổ vào. Con cóc cũng muốn ăn thịt con thiên nga. Lan Điền Trúc mắng. Nếu biết y chỉ là con cóc thì thiên nga em hôm nay còn tức giận cái gì? Diệp Phàm thiếu chút nữa cười ra thành tiếng, nhưng Đinh Hùng mắng hắn ngu xuẩn, việc này không để trong lòng. Tức thì tức, cuối cùng tôi giải thích với lãnh đạo nữa chứ. Lan Điền Trúc hừ nói. Nếu không bảo Trinh Giao ra mặt nói với lãnh đạo các cô một chút, tin rằng uy danh của chủ tịch tỉnh Tống hẳn còn dùng được phải không? Diệp Phàm thản nhiên nói. Đừng nói Trinh Giao, buổi tối hôm đó vì có thể liên hệ với Đinh Nhất Minh, không thể không theo tôi đi uống rượu. Trinh Giao sau càng nghĩ càng buồn, thiếu chút nữa quay mặt với tôi. Hiện tại tôi ngại gặp cô ấy, chưa có mặt mũi đi nhờ. Lan Điền Trúc hừ nói. Nếu không tôi tìm người dàn xếp với lãnh đạo cô một chút, bảo y đem nhiệm vụ này giao cho người khác.
ngày mai cô xuống khu Hồng Liên phỏng vấn có phải tốt không? Diệp Phàm cuối cùng lộ ra dấu đầu hở đuôi. Muốn tôi đến Hồng Liên, không có đâu. Diệp Phàm, trừ phi anh có thể mời được Đinh Nhất Minh. Nếu không, không bàn nữa. Lan Điền Trúc không hề suy nghĩ, không nể mặt Diệp Phàm chút nào. Để làm gì phải treo cổ ở thân cây? Diệp Phàm hừ nói. Đó chính là tính cách của tôi, chuyện càng khó làm càng phải làm. Đinh Nhất Minh có kiểu cách hay không tôi phải gặp y mới được. Không phỏng vấn được y, tôi từ bỏ thẻ phóng viên này. Đàn ông các anh có cá tính, phụ nữ chúng tôi không có. Lan Điền Trúc tức giận. Diệp Phàm thật ra thầm khâm phục, Lan Điền Trúc cho đến lúc này vẫn là tính cách này. Tuy nói vài năm không gặp nhưng vẫn không thay đổi nhiều. Vậy anh định làm sao bây giờ? Diệp Phàm hỏi. Tạm thời chưa nghĩ ra được, xem có thể tìm được một người bạn có mối quan hệ tốt hơn với Đinh Nhất Minh nói một chút. Lan Điền Trúc nói. Vậy em từ từ nói đi. Diệp Phàm nói muốn cúp điện thoại, trong điện thoại truyền đến tiếng mắng của Lan Điền Trúc. Diệp Phàm, mọi việc là do anh gây ra, hiện tại lại muốn tôi giúp anh dọn dẹp. Anh có còn là người cô? Thiệt tôi và Trinh Giao hôm đó giúp anh việc ở tòa nhà đó. Anh có chút lương tâm cũng không thể nói lạnh lùng như thế đúng không? Được, tôi giúp em. Nếu Đinh Nhất Minh không phân biệt được phải trái, muốn cố ý làm khó em, thì chúng ta cũng không yếu mềm. Diệp Phàm nói. Anh nghĩ ra biện pháp, nói nghe một chút. Lan Điền Trúc nhất thời hứng thú lên, hỏi. Tạm thời chưa có, để tôi nghĩ, vài ngày nữa sẽ nói cho em. Diệp Phàm nói chuyện mập mờ làm Lan Điền Trúc trợn mắt. Vậy anh nghĩ nhanh, tôi không chờ được. Lan Điền Trúc hừ nói. Vội gì, con gái vội thế cũng không tốt. Diệp Phàm nói con gái có hai ý nghĩa, Lan Điền Trúc đỏ mặt mắng. Đồ chết tiệt anh, chờ anh đâu. Thôi vậy, Lan Điền Trúc, thật sự không đến Hồng Liên. Buổi sáng này Mai kiến trúc sư nổi tiếng Ninh sẽ đến Hồng Liên nghiên cứu. Khu Hồng Liên chúng tôi tính lấy sông Hồng Liên làm cơ sở, tạo ra một khu sinh thái văn hóa đặc biệt. Đây là một tin tức rất lớn. Nếu em không đến, bị người khác cướp mất đừng bảo tôi không bảo trước. Diệp Phàm vội vàng tung ra tin hấp dẫn. Không hiếm, sông Hồng Liên thối không kéo kỳ cũng có tin gì tốt để đưa. Lan Điền Trúc nói thiếu chút nữa làm Diệp Phàm nghẹn lời, hắn nói. Sao có thể nói như vậy được? Mặc dù là thối không kéo kỷ nhưng đảng ủy chính quyền khu Hồng Liên chúng tôi có quyết tâm sửa sang nói, chẳng lẽ không phải là tin tức lớn. Thất bại thôi, về sông Hồng Liên khóa trước đến chính phủ cũng phải nói là sửa chữa đến hiện tại không ít năm qua đi, khi nào thì hoàn thành. Đều là đông một nhát, tay đảo qua, mặc kệ dùng. Sông đó, sớm đã thành gà đẻ trứng vàng của các anh. Lan Điền Trúc hừ nói, mấy chữ gà đẻ trứng vàng đặc biệt nhấn mạnh. Chương 1456, rất ngọt, rất chính nghĩa. Gà đẻ trứng vàng là có ý gì? Diệp Phàm hỏi ngược lại, trong lòng thầm nói hay là Lan Điền Trúc thấy được tiềm năng giá trị lớn của sông Hồng Liên? Xem ra, Lan Điền Trúc làm bảo tính là phóng viên có danh tiếng, tầm nhìn cũng không kém. Rất đơn giản, hàng năm chính phủ đều nói các thành phố cần sửa sang sông Hồng Liên. Cái cớ này rất vang dội. Cái gì là vì môi trường xung quanh sông Hồng Liên, vì sức khỏe cuộc sống người dân, còn vì môi trường trong sạch cho người dân Hồng Liên. Dù sao lãnh đạo các anh miệng rất ngọt, rất chính nghĩa, mỗi ngày đều có lý do. Không phải cấp trên cho không ít tiền, kết quả, tiền kia giả vờ giả vịt, cử vài người đi đào một chút, cầm chổi quét vài cái. Tôi vừa rồi nói đông một nhát, tây đảo qua không phải nói xấu các anh. Đa số tiền đều bị các anh dùng trên bàn rượu. Có lẽ đến tắm hơi cũng lấy tiền để sửa sang sông Hồng Liên đi. Lan Điền Trúc là phóng viên lớn của báo tỉnh, đúng là biết rất nhiều việc quan trường. Những câu nói sắc bén như châm hướng về phía Diệp Phàm, làm Diệp Phàm hoàn toàn hết chỗ nói. Sự thật đúng là như vậy, bảo hắn trả lời như thế nào. Thôi vậy, em có tới hay không về sau đừng hối hận. Nói xong, Diệp Phàm cúp điện thoại, Lan Điền Trúc muốn mắng là đối đãi không đúng. Tức giận đến ném điện thoại lên giường. Diệp Phàm anh chỉ làm cho tôi thêm phiền. Người của Viện Hàn Lâm đến lúc đêm, Diệp Phàm sắp xếp cho y ở nhà khách Thủy Châu. 9 giờ, Diệp Phàm mời Mâu Trung Ninh ăn một chút, địa điểm ngay tại nhà khách Thủy Châu, kiến trúc sư Mâu vui vẻ nhận lời, lần này xuống đây, đi theo kiến trúc sư Mâu có vài nhân viên. Diệp Phàm vừa thấy chỉ biết có việc lớn,
có lẽ chuyện tốt đối với kế hoạch Hồng Liên. Làm cho chuyên gia trong lĩnh vực xây dựng đô thị, viện sĩ Mâu Quyền Uy không cần phải nói. Mà Diệp Phàm cũng đã tính trước, mượn tiếng của viện sĩ Mâu tạo thanh thế. Ban đêm, Vệ Sơ Tĩnh tiếp khách. Diệp Phàm rất khách sáo, vẻ mặt khiêm tốn nâng chén uống một vòng. Đối với tình cảm của Diệp Phàm, viện sĩ Mâu cũng hài lòng. Cười nói, Bí thư Diệp, hiện trong viện đang muốn làm một đề tài có liên quan đến quy hoạch xây dựng đô thị. Chủ yếu là nghiên cứu xây dựng kinh tế hỗ trợ cho môi trường sinh thái thế nào tốt nhất, phát triển hài hòa. Sự thật đã chứng minh, kinh tế phát triển nhanh thường thường vượt xa điều kiện môi trường xung quanh. Muốn phát triển kinh tế phải xây dựng các nhà máy, có thể nói dù là nhà xưởng gì, đều cũng có sự ô nhiễm nhất định. Chỉ có điều ít hay nhiều thôi, làm thế nào để kết hợp chúng, làm nhà xưởng có khả năng phục vụ môi trường, mà trái lại, môi trường có khả năng cùng thúc đẩy sự phát triển của nhà máy, cùng với phát triển kinh tế. Vấn đề này vẫn là vấn đề mà các học giả liên tục nghiên cứu. Nhà nước càng ngày càng quan tâm đến hoàn cảnh môi trường, cho nên, lãnh đạo viện cũng rất quan tâm. Thành lập tổ chuyên môn, lần này xuống đây tôi mạng họ theo. Nếu khu Hồng Liên có thể cung cấp tài liệu nghiên cứu, cơ sở thì tôi sẽ tính toán để đem đề tài đặt ở khu Hồng Liên. Hơn nữa, lần này các anh hô khẩu hiệu là sông Hồng Liên mang tính sinh thái văn hóa. Vừa lúc phù hợp với đề tài nghiên cứu của chúng ta. Thế thì tốt quá, tôi thay mặt khu Hồng Liên đảm bảo khu Hồng Liên hết sức ủng hộ các chuyên gia nghiên cứu. Các anh cần gì chúng tôi cung cấp. Ví dụ như cần chỗ ở, thiết bị nhân viên hỗ trợ công tác, phương tiện giao thông thiết bị thông tin, chúng tôi đều có thể cung cấp. Nếu thuận tiện tổ trưởng Mâu có thể nói ra, có lẽ chúng tôi không hiểu, nếu rõ ràng, chúng tôi sắp xếp vài nhân viên cùng làm việc với các anh cần mua đồ ăn gì bên chúng tôi sẽ trả tiền. Diệp Phàm nói rõ ràng hào phóng. Thực ra là hắn đã cân nhắc một chút lợi ích, nếu viện sĩ Mâu Trung Ninh có quyết định làm việc này, mà trong viện lại thành lập tổ chuyên gia. Nói vậy kinh phí nghiên cứu khoa học không phải ít, đối với hai viện nghiên cứu đại diện cho tri thức của Trung Quốc, nhà nước luôn luôn coi trọng, kinh phí nghiên cứu khoa học hàng năm khá dư giả. Quả nhiên, Mâu Trung Ninh cười nói. Cảm ơn Bí thư Diệp ủng hộ hết sức, về kinh phí thật ra không cần phiền đến các anh. Lãnh đạo việc có cấp ra 1 triệu, hẳn đủ chi dùng. Chính là xe, nếu tiện có thể mượn một chiếc có thể ngồi 7-8 người là được. Còn nữa, có thể cung cấp một nơi ở ngắn hạn. Nếu có một phòng lớn để mọi người họp thì tốt. Yên tâm, viện sĩ Mâu, việc này tôi sẽ sắp xếp đồng chí Vệ Sơ Tĩnh hỗ trợ các anh. Cần bất cứ cái gì cứ liên hệ với cô. Diệp Phàm cười nói. Ăn điểm tâm xong, Diệp Phàm một mình tiếp viện sĩ Mâu. Đem chuyện giải phóng mặt bằng 5 tòa nhà liên quan đến Tết Hoa Đăng. Viện sĩ Mâu tuy nói là chuyên gia nghiên cứu khoa học nhưng người cũng không ngốc. Trong nháy mắt hiểu ý của Diệp Phàm, tuy rằng không nói cái gì nhưng mỉm cười gật gật đầu. 9 giờ buổi sáng ngày hôm sau, xe phỏng vấn quay phim của đài truyền hình đến rồi. Một nghi thức đặc biệt được tổ chức tại khu Mã Cảng nơi tổ chức Tết Hoa Đăng. Đầu tiên là Diệp Phàm nhiệt tình đọc diễn văn chào mừng viện sĩ Mâu Trung Ninh của Viện Nghiên cứu Khoa học đến khu Hồng Liên thực địa điều tra nghiên cứu, sau viện sĩ Mâu cũng nói mấy câu. Tiếp đến là Diệp Phàm cùng viện sĩ Mâu đi thăm nơi tổ chức Tết Hoa Đăng một chút, Diệp Phàm cười ha hả nói. Viện sĩ Mâu, anh xem, Phó Thủ tướng Diệp, Phó Kiểm toán trưởng An Hồng Ninh bọn họ rất quan tâm đến Tết Hoa Đăng của khu Hồng Liên chúng tôi, còn đề chữ. Ừ, thật ra, Tết Hoa Đăng đã lưu truyền ở Trung Quốc chúng ta đã lâu. Cũng thuộc loại di sản văn hóa phi vật thể, là kế thừa lịch sử văn hóa. Đất nước chúng ta đã thoát nghèo. Dần dần bước vào xã hội bậc trung, ăn no mặc ấm xong đến yêu cầu về mặt tinh thần sẽ cao lên. Kỳ thật cũng là thể hiện tính nhân văn, nghe nói Tết Hoa Đăng Cửu Vân Kiều truyền từ đời Đường đến nay, có truyền thuyết người Thủy Châu đều đổ xô ra đường. Tết Hoa Đăng là truyền thống của Trung Quốc chúng ta, không thể đánh mất, càng phải mở rộng mới đúng. Mâu Trung Ninh thản nhiên cười gật đầu nói. Đối với Tết Hoa Đăng Cửu Vân Kiều, quận ủy và ủy ban nhân dân quận chúng tôi rất quan tâm. Chuẩn bị tạo thành điểm du lịch trọng điểm, trên cơ sở những thứ đã có, sửa lại thành mới. Đem truyền thống từ xưa kết hợp với hiện đại, làm cho Tết Hoa Đăng Cửu Vân Kiều càng có phong cách dân tộc, phong trào thời đại. Tôi tin rằng, trong một bộ máy lãnh đạo mới, đến lúc đó, Thủy Châu không phải là người người đều đổ xô ra đường mà là khoảng không ngõ vạn cảnh, ha ha.
Diệp Phàm biểu hiện thật sự tự tin, rất có sức hấp dẫn. Nhìn anh, tôi dường như thấy được quy hoạch Tết Hoa Đăng Cửu Vân Kiều một lần nữa. Mâu Trung Ninh cười cười, đột nhiên chỉ vào mấy chữ trên năm tòa nhà nói. Bí thư Diệp, năm tòa nhà này rất không hợp với việc xây dựng sông Hồng Liên mang tính sinh thái văn hóa. Viện sĩ Mâu, năm tòa nhà này có gì không hợp? Diệp Phàm có chút kinh ngạc hỏi. Từ sắc thái cùng phong cách nghệ thuật xây dựng đều không có gì không thích hợp, chỉ có điều năm tòa nhà này xây dựng nơi này có chút lỗi thời. Mâu Trung Ninh chỉ vào mặt sông nghiêm túc nói. Viện sĩ Mâu có đề nghị gì xin nói thẳng, quận ủy và ủy ban nhân dân quận mời các anh làm cố vấn cho quy hoạch sinh thái văn hóa sông Hồng Liên. Các mời các anh biết gì sẽ nói, đã nói tốt nhất là nói hết. Chúng tôi cũng sẽ có thể thảo luận, thay đổi cách phương án. Cải tạo sông Hồng Liên lần này quận ủy và ủy ban nhân dân quận hạ quyết tâm đầu tư lớn. Tổng dự toán đầu tư lên đến 1 tỷ, đây chỉ dùng để xây dựng cơ sở hạ tầng. Hơn nữa, có thể nói như thế này, tôi đã quyết định biến không thể thành quyết tâm. Diệp Phàm không cười vẻ mặt nghiêm túc nói. Tôi đã nói, năm tòa nhà này đều là xây trên cột bê tông đổ từ dưới lòng sông. Cây cột tuy nói nhẹ nhàng nhưng đối với nước sông Hồng Liên vẫn có ngăn cản nhất định. Nói về việc chống lũ thì không phù hợp với quy định. Tôi có nghiên cứu qua về lịch sử sông Hồng Liên, vài năm trước trong trận lụt lớn đã làm cư dân hai bên sông Hồng Liên chịu tổn thất. Nếu muốn sửa sang và cải tạo phát triển sông Hồng Liên, có phải cũng nên suy xét đến vấn đề chống lũ an toàn vào đó? Lãnh đạo khu Hồng Liên có quyết tâm mở rộng sông Hồng Liên tạo ra khu sinh thái văn hóa Hồng Liên. Quyết tâm là tốt, làm cũng rất tốt, nếu việc này có thể thực hiện được, vậy nên làm tốt một chút. Càng hoàn thiện hơn. Thứ nhất là vì an toàn tài sản và tính mạng của nhân dân Hồng Liên, thứ hai là vì sự phát triển của Hồng Liên, cuộc sống của nhân dân Hồng Liên càng tốt hơn. Cho nên, những tòa nhà này phải phá đi. Mâu Trung Ninh không chút khách khí nói ra gút mắc trong việc này. Làm cán bộ chính quyền sẽ rất sợ lời lãnh đạo nói, nhưng Mâu Trung Ninh làm nghiên cứu khoa học, không lo lắng cán bộ chính phủ sẽ trả thù lên đầu ông ta. Vừa rồi diễn thật ra là ông cùng Diệp Phàm hai người diễn thôi. Chủ tịch quận Trương, có nghe rõ lời viện sĩ Mâu nói không, ý kiến của tổ chuyên gia anh có nghe rõ không? Diệp Phàm quay đầu hỏi Trương Lăng Nguyên. Nghe thấy rồi, bí thư Diệp, việc này anh ra lệnh đi, ủy ban nhân dân quận sẽ chấp hành quyết định. Trương Lăng Nguyên vẫn sợ va vào mông hổ, dù sao phó thủ tướng Diệp Toàn Sâm, phó kiểm toán Trường An, thêm vào mấy người uy danh lớn của tỉnh Nam Phúc. Trương Lăng Nguyên không dám trả lời thẳng, y đùa giỡn, ném quyền quyết định cho Diệp Phàm. Phá đi! Diệp Phàm trong lòng khinh bỉ người như Trương Lăng Nguyên, không chút do dự, tiếp theo gió lớn do viện sĩ Mâu tạo ra lập tức hạ lệnh. Phóng viên đứng quanh lập tức theo thái độ của Diệp Phàm ghi chép lại. Bí thư Diệp, hình như tôi nhìn thấy trên tòa nhà có nhiều lưu niệm do lãnh đạo viết. Kia không phải là chữ của Phó Thủ tướng Diệp sao? Đèn lồng sáng, được lòng dân. Hồng Liên Diệu Tinh. Phó Thủ tướng Diệp nói rất hay. Vâng, đúng rồi, còn có bí thư tỉnh Nam Phúc chúng ta viết, Hồng Liên gió lớn, mãi mãi phồn hoa. Lúc này không ngờ vang lên giọng Lan Điền Trúc, vẻ mặt cô nàng lạnh như băng, vẻ hơi cố ý bới móc. Cô bé Lan nhìn Diệp Phàm một cái, hừ nói. Bí thư Diệp, phá tòa nhà này đi, những chữ đó sẽ không còn. Lời này của Lan Điền Trúc thâm ý sâu sắc. Tất cả những người ở đây đều là người thông minh, cơ bản đều nhìn lên những chữ đó hiểu rõ. Chương 1457, thay đổi lớn của nhà họ Lô. Đồng chí phóng viên, sao có thể nói không có, những dòng chữ lưu niệm này đang được lưu giữ ở Ủy ban Nhân dân quận chúng tôi. Nhà này tuy là hủy đi, nhưng sau khi quy hoạch sẽ xây mới. Cho đến lúc đó, chỗ này càng có ý nghĩa văn hóa, chữ lưu niệm của các đồng chí lãnh đạo được khắc lại càng có ý nghĩa đúng không? Phóng viên Lan, cô nghĩ lại xem, đem chữ của các vị lãnh đạo khác trên những tòa nhà chống lũ có phải là thích hợp không? Diệp Phàm hỏi lại khá có tính công kích. Lan Điền Trúc bỗng chốc như bị vả vào mồm, cười nói. Nói như vậy, những tòa nhà này đều là nhân tố không an toàn trong phòng chống lũ, lãnh đạo viết chữ lên không ổn. Quả thật hình như nơi này toàn rác rưởi, ngược lại là cắm trên đống rác. Chẳng lẽ điểm này lãnh đạo cũng không để ý đến sao? Ha ha! Những lời này của cô em Lan nói ra, mặt Diệp Phàm thiếu chút nữa tối sầm. Trong lòng thầm nói Lan Điền Trúc chưa bình không ra chưa bình,
lời này nếu để lãnh đạo nghe được còn gì nữa. Vì thế, hắn vội vàng nói. Phóng viên Lan, cũng không phải các lãnh đạo không thật tinh mắt, là một số nhân viên công tác không tinh mắt. Vấn đề này hiện nay chúng tôi lập tức sẽ chỉnh đốn. Thái độ của quận ủy và ủy ban nhân dân chúng tôi là kiên quyết, đến lúc đó phá tòa nhà này đi còn mời phóng viên Lan đến hỗ trợ tuyên truyền một chút về Tết Hoa Đăng Hồng Liên. Tin rằng lãnh đạo cấp trên sẽ càng mong muốn nhìn thấy một Tết Hoa Đăng Hồng Liên phồn hoa rực rỡ hơn, phát huy tốt truyền thống Tết Hoa Đăng Cửu Vân xưa. Ha ha, đây là điều mà phóng viên chúng tôi chờ đợi. Lan Điền Trúc giọng châm chọc, Diệp Phàm vội vàng trốn. Chỉ sợ Lan Điền Trúc lại trêu ghẹ mãi ra vấn đề lớn hơn thì phiền. Quanh đây mấy trăm ánh mắt nhìn chằm chằm, còn có ánh đèn quay phim chụp ảnh, không thể để mất mặt được. Lan Điền Trúc làm phóng viên báo tỉnh, ai có thể nói lại cô? Sau đó Chủ tịch quận Trương Lăng Nguyên mang theo bộ máy quận cùng nhân viên làm công tác quy hoạch xây dựng của quận cùng đoàn người của viện sĩ Mơ cùng đi dạo khu Hồng Liên. Diệp Phàm trở lại văn phòng. Tuy nhiên, hắn trực tiếp đi gặp người cầm lái của tập đoàn Lô Thị Lô Bạch Vân cũng chính là cha của Lô Vĩ, là người cầm lái hoạt động kinh doanh của nhà họ Lô trên toàn thế giới. Diệp Phàm đến thăm hỏi y có hai mục tiêu, một là nhà họ Lô có tài sản đến 3-4 tỷ, là kinh doanh chân chính hàng đầu ở Thủy Châu. Nếu họ có thể đầu tư thì đối với khu Hồng Liên đó là sự giúp đỡ lớn. Huống chi, ảnh hưởng của nhà họ Lô ở Thủy Châu tuyệt đối không thể bỏ qua. Tập đoàn Lô Thị đứng đầu về kinh doanh ở Thủy Châu, y nói chắc chắn sẽ có nhiều bạn bè trong giới kinh doanh tin tưởng. Kỳ thật, làm kinh doanh đầu tư có lợi là quan trọng, nhưng khi điều kiện ngang nhau thì quan hệ cũng rất quan trọng. Thứ hai, Lô Bạch Vân là thương nhân nổi tiếng của Thủy Châu. Đối với kinh doanh của Thủy Châu ông ta chắc chắn biết nhiều hơn hắn. Diệp Phàm đi thứ nhất là muốn hỏi thăm về tình hình kinh doanh của Thủy Châu, thứ hai là muốn hỏi thăm một chút về hội trưởng thương hội Thủy Châu Đinh Nhất Minh. Nếu đồng ý với Lan Điền Trúc rồi, đương nhiên cũng phải vì cô làm một chút. Nếu không, cả ngày cô nàng ăn đạn là bình thường. Về sau Hồng Liên có hoạt động gì đều đến quấy rối thì rất đau đầu. Cha của Lan Điền Trúc chính là người mà hắn tôn kính. Diệp Phàm tuyệt đối không thể ra tay trừng trị Lan Điền Trúc. Trước tiên Diệp Phàm gọi điện thoại cho Lô Vĩ, không thể tưởng tượng được điện thoại của Lô Vĩ không có ai nhận, hắn có chút tức giận. Tìm danh thiếp ra số điện thoại của Lô Bạch Vân gọi vào, không thể tưởng tượng được cũng thế, đều không ai nhận. Trong lòng Diệp Phàm lo lắng, cảm giác nhà họ Lô có phải có chuyện lớn gì không? Hắn lại gọi điện thoại cho quản gia Lư của nhà họ Lô, thì gọi được. Quản gia Lư xin chào, tôi là Diệp Phàm, trở lại Thủy Châu công việc bận, chưa có cơ hội hỏi thăm bác Bạch Vân, không biết bác thế nào? Diệp Phàm hỏi. À, là Diệp Phàm. Hôm nay chỉ sợ ra không rảnh. Để hôm khác có được không? Rất xin lỗi, hiện tại có việc gấp toi không thể nói với cậu nữa. Quản gia Lư nói rất khách khí, tuy nhiên, nói xong liền cúp điện thoại. Diệp Phàm cảm giác giọng của quản gia Lư có chút lo lắng, hình như có chút kích động. Chẳng lẽ thật sự là việc lớn, trong lòng Diệp Phàm thầm nói một câu, lái xe thẳng đến nhà họ Lô. Nhà họ Lô xây dựng trong một rừng cách gần ngoại ô thành phố Thủy Châu. Tuy nhiên, biệt thự nhà họ Lô rất rộng, nghe nói đã có lịch sử mấy trăm năm hiện tại cũng đã là qua trùng tu cải tạo. Diệp Phàm vừa mới xuống xe, thấy ngay một hiện tượng kỳ lạ, cửa ngoài của biệt thự nhà họ Lô không ngờ đỗ đầy xe. Xe có rèm che, rất nhiều loại xe cùng đỗ. Vừa mới bước tới cửa, hai người đàn ông râu ria ngăn không cho Diệp Phàm tiến vào. Tôi là anh em của Lô Vĩ. Tôi là phó bí thư thành phố Thủy Châu Diệp Phàm, cậu gọi Lô Vĩ ra, tôi có việc gấp tìm y. Diệp Phàm giọng khá hống hách. Bí thư Diệp, xin chờ một lát. Một người đàn ông trung niên tiến vào trong, không lâu Lô Vĩ vẻ mặt khó coi đi nhanh ra. Sao lại thế cậu em, sắc mặt khó coi như vậy? Diệp Phàm hỏi nhìn chằm chằm Lô Vĩ. Đại ca, trưởng lão không được. Giọng Lô Vĩ nghẹn ngào, nước mắt bắt đầu rơi. Phải biết rằng Lô Vĩ luôn luôn mạnh mẽ, ít khi thấy y khóc. Là trưởng lão Tiên Giật, sao lại thế này? Diệp Phàm kinh hãi hỏi. Tuy rằng Lô Giật Tiên đã gần trăm tuổi nhưng vì ông ta là cao thủ thất đẳng cơ thể rất khỏe mạnh. Không thể tưởng tượng được trong nháy mắt không ngờ không được. Đại ca, vào trong rồi nói chuyện. Lô Vĩ giơ tay mời, Diệp Phàm đi nhanh cùng vào. Hiện trong phòng khách lớn của nhà họ Lô khá nhiều người đứng, đều là vẻ mặt lo lắng.
Diệp Phàm thấy hình như hai anh em Lô Vân và Lô Nguyệt cũng không có ở đó. Những người này Diệp Phàm không biết, hắn đoán hẳn là những người thân thích của họ Lô hiện đang ngồi vây quan Lô Giật Thiên nghe ông ấy dặn dò. Mà ở bên ngoài sân xem ra là người thân hoặc bạn bè. Anh trước kia hẳn có nghe nói qua, Thủy Châu chúng ta từ xưa có bốn gia tộc lớn, là Phượng, Lô, Tôn, Diệp. Nếu bàn về tài lực nhà họ Phượng chiếm vị trí đầu tiên. Mà Phượng Xí Diêu so với trưởng lão của chúng tôi công lực còn cao hơn một bậc nhỏ. Y hiện là thất đẳng người thứ hai trình tự, mà trưởng lão chúng tôi vì bị thương một lần, cho nên, công lực vẫn dừng lại ở tầng một thứ không thể tiến lên. Nếu nói về chính phủ quan trường, nhà họ Phượng không bằng nhà họ Lô chúng tôi. Cho nên, hai nhà cũng có sở trường riêng. Vài năm trước bắt đầu, thuyền vận chuyển nhà họ Lô và nhà họ Phượng đến đây, sau đó toàn bộ kinh doanh. Anh cũng biết, nhà họ Lô chúng tôi có chút mạng lưới quan hệ ở quan trường, cho nên, khách hàng vượt nhà họ Phượng. Nhà họ Phượng không phục, dùng giá cả tấn công khách hàng của chúng tôi. Dùng thủ đoạn ngáng chân muốn phá hoại. Hai nhà cũng gặp nhau thương lượng qua, tuy nhiên, không đạt được thỏa thuận. Đặc biệt từ năm ngoái đến năm nay, trong khoảng thời gian này, cạnh tranh giữa hai bên chuyển biến xấu, dùng thủ đoạn lẫn nhau. Sau một năm, hai bên tổn thất thê thảm và nghiêm trọng. Nhà họ Lô chúng tôi phải trả giá mấy tỷ tổn thất trực tiếp, gián tiến không nói đến. Mà về quan trường nhà họ Lô còn có ưu thế, xem chừng nhà họ Phượng tổn thất còn đến 10 tỷ. Mâu thuẫn cuối cùng bùng nổ, trưởng lão Phượng Xí Diêu ra tin khiêu chiến. Mời những gia tộc lớn của Thủy Châu, nhà họ Tôn trưởng lão Tôn Chấn Đào, y cũng là lục đẳng vị đỉnh. Nhà họ Diệp Diệp Phi Hồ, cô cũng cao thủ lục đẳng đỉnh bậc. Nhà họ Phượng mời hai nhà làm chứng. Hai gia tộc đưa ra ba nhân viên bàn, chia làm lão trung thanh. Một là thế hệ trưởng lão, cha em là thế hệ thứ hai, mà tôi và Lô Vân là đời thứ ba. Ngoại trừ ba nhân viên chính thức, ở ngoài còn có thể mời đến một người ngoài. Người ngoài này không hạn chết, bất kể là ai đều mời đến được. Việc này nhà họ Lô chúng tôi thật sự không thể nhận. Quan hệ của nhà họ Phượng với phái Thanh Thành khác tốt. Phái Thanh Thành hiện tại tuy nói xuống dốc nhưng yếu châu còn hơn khỏe bò. Dù sao bọn họ là một môn phái, nghe nói hiện tại phái Thanh Thành còn có mấy chục tên đệ tử nổi tiếng. Tuy nhiên, những người này đều tam đẳng, so với người bình thường lợi hại hơn. Mà cao thủ đương nhiên cũng có mấy người. Nếu đồng ý điều kiện này, nhà họ Lô chúng tôi chắc chắn chịu thiệt, trưởng lão vẫn không đồng ý. Tuy nhiên, nhà họ Phượng rất có thủ đoạn. Không ngờ âm thầm cổ động một số bề trên trong giới võ thuật, luôn luôn tạo thế nói chúng tôi đớn hèn, không làm nên cái gì, bọn họ là công bằng luận bàn. Trưởng lão bị bắt buộc bất đắc dĩ, đành phải ứng chiến. Sự thật rõ ràng, mấy ngày trước là trận đầu, tôi cùng con lớn nhất nhà họ Phượng Phượng Lăng không luận võ. Phượng Tín Thu huấn luyện ở Thanh Thành vài năm, cũng thực sự lợi hại. Tuy nhiên, may mắn có đại ca dạy đặc biệt, cuối cùng tôi may mắn thắng hắn. Cái này sắc mặt nhà họ Phượng có chút khó coi, tôi vừa thắng Phượng Tín Thu, đột nhiên một lão nhân nhảy ra định đỡ Phượng Tín Thu. Mà cũng bí mật ra tay với tôi. May mắn nhà họ Lô chúng tôi quan hệ tốt với nhà họ Diệp nên Diệp Phi Hồ quát lên, lão già kia mới ngượng ngùng dừng lại. Sau khi nghe ngóng, tôi mới biết lão già kia chính là sư phụ của Phượng Tín Thu là Lý Thuần Miên. Ông này là trưởng lão của phái Thanh Thành, có thân thủ thất đẳng, cũng là người ngoài mà nhà họ Phượng mời đến. Tiếp đó là chú Lư Đông Phong cùng Phượng Lăng không tỉ thí. Tuy nhiên, chú tôi vừa mới đột phá đến lục đẳng tầng thứ đệ một. Phượng Lăng không từ lâu đã lục đẳng người thứ hai trình tự. Nhà họ Lô chúng tôi biết trận này bại. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 80.